Mã Dục không phải vô cùng rõ ràng tổ chức lại điện địa nhiệt tỉnh Tây là đại kế trường kỳ của Hạ Tưởng, nhưng anh ta biết chủ tịch tỉnh Hạ quan tâm mật thiết đến điện địa nhiệt tỉnh Tây, tất có ý sâu xa, cần phải báo cáo chuyện quan trọng. Hạ Tưởng, một tiếng, đối với điều kiện khắc nghiệt của mạng lưới điện quốc gia, hắn sớm đã có tâm chuẩn bị rồi, cũng đã quen với khẩu vị và lòng tham của mạng lưới điện quốc gia. Nếu là mạng lưới điện quốc gia chủ động đề xuất thôn tính, điều kiện phải do điện địa nhiệt tỉnh Tây đưa ra, quyền chủ động cũng phải do điện địa tỉnh Tây nắm trong tay, không sợ điều kiện khắc nghiệt của mạng lưới điện quốc gia, chỉ sợ họ không đưa ra điều kiện càng khắc nghiệt, chứng minh họ càng bức thiết, đồng thời càng chột dạ. Hạ Tưởng nói rất bình tĩnh. Vậy chuẩn bị tốt cuộc chiến kéo dài, nửa năm không được thì một năm, dù sao cũng sắp đến đại hội 18 rồi, ai quan tâm đến việc nhỏ thôn tính của mạng lưới điện quốc gia. Mã Dục hiểu tinh thần chỉ thị của Hạ Tưởng, gật đầu nói. Vậy cứ theo tinh thần chỉ thị của chủ tịch tỉnh mà làm theo. Về đến tỉnh ủy, tất cả đều bình tĩnh, tỉnh Tây toàn bộ đã đi vào quỹ đạo, thế lớn của thế lực cũ đã qua rồi hay đang còn trong lúc bị đào thải, thế lực mới đi lên trước, đi theo uy danh của Hạ Tưởng càng ngày càng cao, các hạng thành quả tỉnh Tây càng ngày càng to lớn. Hạ Tưởng muốn về văn phòng, gặp mặt trước với Lôi Trị Học. Bí thư Lôi, củng cố thành quả, tăng thêm sức mạnh, tiếp tục tăng thêm mục tiêu cải cách không được dao động. Hạ Tưởng nói kiên định. Chủ đề của hội nghị thường vụ ủy ban nhân dân tỉnh chiều nay là vấn đề tận lực ngăn chặn sự tham nhũng trong quá trình chuyển hình kinh tế, tăng cường lực mạnh yếu quản giáo đầu tư các hạng mục. Lôi Trị Học nhìn Hạ Tưởng đầy ý tứ hàm xúc, Hạ Tưởng rõ ràng là báo cáo công việc với gã, kỳ thực chỗ mũi kiếm chỉ đến. Chính là vấn đề liên quan đến việc cho phép tham nhũng ở mức độ nhẹ trong thời gian gần đây Sơn Vũ Ngọc đến Phong Mãn Lầu. Trước mắt các tỉnh đều không có biểu hiện trước vấn đề hủ bại ở mức độ nhẹ. Tỉnh Tây đứng ra đầu tiên nói không với sự cho phép hủ bại ở mức độ nhẹ, ý tứ hàm xúc của chính trị vô cùng mãnh liệt. Lôi Trị Học cẩn thận nói. Vấn đề hủ bại là vấn đề lớn, nhưng cũng không phải là một lần mà có thể giải quyết triệt để vấn đề. Hội nghị thường vụ ủy ban nhân dân thảo luận vấn đề tham nhũng cũng không thể không có, nhưng vấn là không cần khua chiêng gõ mõ, tránh dẫn đến sự chú ý của thế giới bên ngoài. Lôi Trị Học là bảo thủ hay là có điều gì ám chỉ, Hạ Tưởng không đi suy đoán, chỉ là kiên định nói. Vấn đề mười mấy năm không thể giải quyết của tỉnh Tây, chính là hủ bại. Bây giờ vấn đề hủ bại cần phải nhấn mạnh lại lần nữa, nếu không, rất dễ dàng phí công nhọc sức. Bí thư Lôi. Thành tích mà tỉnh Tây giành được không hề dễ, không thể sơ suất đâu. Bài báo của Thời báo Thế giới, tôi cũng xem rồi. Lôi Trị Học cuối cùng vẫn nhắc tới, Thời báo Thế giới. Bài viết của báo Thanh niên tôi cũng xem qua rồi. Có tranh luận là chuyện tốt, dự đoán tiếp theo còn có một chủ đề thảo luận có phạm vi lớn, nhưng các mỏ than các tỉnh tạm thời vẫn sẽ chưa tham gia thảo luận. Lãnh đạo chủ yếu các tỉnh cũng không thể hiện thái độ, tỉnh Tây không thích hợp là con chim đầu đàn. Nếu đã bày ra bên ngoài rồi, Hạ Tưởng đơn giản nói ra. Bí thư Lôi, thứ lỗi tôi nói thẳng, cá nhân tôi cho rằng, bài viết của Thời báo Thế giới, dường như là phiếm chỉ, kỳ thực vốn dĩ ý tứ là chỉ chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng của tỉnh Tây, đồng thời, cũng là lời bình cho cải cách chính trị ở lĩnh Nam. Lớn, thiệt hại đối với quốc gia và nhân dân, nhỏ, ngấm ngầm hại người đối với tỉnh Tây và lĩnh Nam. Sự chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây đạt được thành công. Thí điểm cải cách chính trị ở lĩnh Nam cũng bước đầu thành công, điểm hiển thị rõ nhất là từ sau khi Hạ Tưởng đi phó bí thư tỉnh ủy lĩnh Nam không kiêm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, lại kiêm chức bí thư đảng ủy công an. Trước kia tục lệ bí thư đảng ủy công an kiêm nhiệm giám đốc sở công an tỉnh đã bị phá vỡ. Mà sau điều chỉnh của tỉnh ủy không lâu, bí thư đảng ủy công an của 20 các thành phố cấp 3 của lĩnh Nam không kiêm nhiệm cục trưởng công an căn bản đều thay đổi lại do phó thị trưởng kiêm nhiệm. Từ một mức độ nhất định tránh sự chồng chéo của hệ thống đảng ủy công an và hệ thống công an mà dẫn đến quyền lực tập trung quá mức. Quyền lực quá độ tập trung có thể sản sinh ra hủ bại tuyệt đối. Từ trước đến nay hệ thống công an là nạn hủ bại nghiêm trọng nhưng đại đa số không báo cáo bên ngoài. Để tránh khỏi đẫn dến công chúng hoài nghi đối với tính công chính của hệ thống công an, đến cả việc thay máu của hệ thống công an mà Hạ Tưởng ở tỉnh Tây thúc đẩy với quy mô lớn, cũng không công khai sau khi bí thư đảng ủy công an và cục trưởng công an tách rời. Có thể có hiệu quả hình thành cơ chế chế ước. Cũng là Trung ương Hạ quyết định quyết tâm bước đầu trừng trị hệ thống hủ bại của công an, lực lượng chuyên chính không thuần khiết, cải cách thể chế chính trị không có khả năng tiến hành thuận lợi. Cải cách,
cần phải khuấy động mà thu được lợi ích của tập đoàn lợi ích, ngôn luận cho phép hủ bại mức độ nhẹ có thể chỉ là hành động ném đá dò đường, có lẽ là một dấu hiệu về hình thức hát nhạc đỏ khác. Hạ Tường tuy chỉ là chủ tịch tỉnh, nhưng nếu Cổ Thu thật khiến hắn viết bài báo cảm nhận trước, bây giờ hắn sắp phải dựa vào ngôn luận sai lầm hại nước hại dân trên thực tế mà hành động đáp ứng. Một lời nói có thể hưng thịnh, một lời có thể tang thương, quốc gia đại sự, không thể không theo sát. Sau khi Hạ Tưởng đi, Lôi Trị Học nghĩ rất lâu, Hạ Tưởng nói tất cả cũng không phải không có đạo lý, khi tỉnh Tây rầm rộ triển khai tham nhũng đồng thời diệt trừ triệt để đất của quan thương kết cấu, đột nhiên xuất hiện ngôn luận cho phép hủ bại vừa phải, bất chính là dội gáo nước lạnh lên đầu tỉnh Tây. Nhưng luận điểm rốt cuộc là do ai thả gió? Là phái bình dân, hay là phái bảo thủ? Chắc chắn không phải là thế lực gia tộc và đoàn hệ. Lại nghĩ, mặc kệ đi, nếu không ai ám thì gã cái gì, gã giả vờ cái gì cũng không biết, dù sao Hạ Tưởng muốn làm đi làm lại nhiều, gã cũng ngăn cản không được. Sau đó, Hạ Tưởng mở họp hội nghị thường vụ ủy ban nhân dân, đưa ra vấn đề tận lực ngăn chặn hủ bại trong quá trình chuyển hình kinh tế, tăng cường giám sát độ mạnh yếu cách hạng mục đầu tư. Do đó, tỉnh Tây trở thành tỉnh đầu tiên trả lời trực diện luận điểm bài viết của Thời báo Thế giới, trong nước. Giống như suy nghĩ của Hạ Tưởng, sau khi đăng bài phản bác ở báo Thanh Niên, sau tiếng trả lời trực diện của hắn ở tỉnh Tây, lần thứ hai luận đến tranh luận đúng hạn mà đến, khiến hắn đoán liên quan đến ai mượn tranh luận để ném đá dò đường, cũng rơi xuống đúng vị trí. Chính trị không có chuyện nhỏ, cụ thể rơi vào đúng chỗ, là ngôn luận không có chuyện nhỏ. Nhất là báo cơ quan đảng và chính quyền, sau lưng của mỗi một bài xã luận đăng lên, đều có ý nghĩa chính trị trước kia và sau này. Vốn dĩ Hạ Tưởng chuẩn bị dành thời gian nghiên cứu phương án của Lý Thấm, liên quan đến việc nâng cao tổng lượng kinh tế của tổ chức thành viên kinh tế, tiến một bước mở rộng tăng thêm thực lực, thôn tính thị trường. Lý Thấm thích nhất dùng cách nói thôn tính, dường như lộ ra rất có khí thế vậy. Cô sau khi hệ thống phân tích từ quốc tế đến hoàn cảnh trong nước đưa ra kết luận, nếu như giành lấy tiên cơ, mẫn cảm mà phát hiện điểm tăng trưởng kinh tế tiếp theo, vậy thì thung lũng kinh tế trước mặt ngược lại có thể trở thành lấy đà. Có thể khiến thực lực chỉnh thể của tổ chức thành viên kinh tế lật sang một bên. Có thể nói, Lý Thấm mô tả tiền đồ rất đẹp, rất thoải mái, rất có tính khả năng thao tác, quan điểm của cô rất mới mẻ, điểm thiết nhập rất độc đáo, khiến Hạ Tưởng ngầm bội phục, dự định nói chuyện rõ với Lý Thấm, phương thức thao tác cụ thể, trao đổi ý kiến. Lý Thấm sau khi hắn bay từ Bắc Kinh quay về Tấn Dương mấy tiếng, cũng bay đến Tấn Dương, thật là một người cuồng công việc. Còn may cô ta một lòng cuồng vì công việc, tuy mấy năm gần đây theo sát bước chân Hạ Tưởng, nhưng luôn chỉ là mối quan hệ công việc với Hạ Tưởng, không chỉ Tề Á Nam không lo Lý Thấm ngày ngày ở quanh Hạ Tưởng có điều gì đó không tốt, đến Liên Nhược Hạm cũng ủng hộ Lý Thấm ở bên cạnh Hạ Tưởng. Làm nhân viên thiết kế kinh tế ở ghế cao nhất của tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng, Lý Thấm trong đoàn người đa mưu túc trí của Hạ Tưởng, thuộc nhân vật có thể đếm trên đốt ngón tay. Hạ Tưởng vẫn chưa đến kịp gặp mặt với Lý Thấm, sự việc đã lần tiếp tới. Lý Thấm, cuộc gặp mặt tối nay tạm thời hủy bỏ, tôi có việc không đến được, cô gặp mặt thương nghị trước với Tổng Giám Đốc Trần, Tiêu Ngũ, hoàn thiện chi tiết phương án, sau đó chúng ta nói chuyện tiếp. Hạ Tưởng một tay cầm điện thoại, một tay cầm tờ, Thời báo Thế giới, vừa mới xuất bản. Được rồi. Lý Thấm không hỏi nguyên nhân, cô ta theo Hạ Tưởng nhiều năm, hiển nhiên biết Hạ Tưởng không vô duyên vô cớ hủy bỏ cuộc gặp mặt. Hy vọng sự việc đều thuận lợi. Lý Thấm vô cùng khao khát Hạ Tưởng đề xuất ý kiến với phương án của cô ta, một khi thông qua, cô ta dễ thực thi cụ thể, để lên kế hoạch cho tổ chức thành viên kinh tế càng toàn diện càng vĩ đại, bởi vì cô ta có cảm giác bức thiết rồi. Sau khi nghe nói Hạ Tưởng đã nhằm vào tổ chức thành viên chính trị bắt tay vào bố cục toàn diện mới, cô ta có áp lực rồi. Kỳ thực ai cũng không tạo áp lực với cô ta, là cô ta tự kính nghiệp quá, tự đem chuyện đại kế tương lai của tổ chức thành viên kinh tế coi thành sự nghiệp của bản thân, một lòng vì Hạ Tưởng nâng cao chỉnh thể tổ chức thành viên kinh tế, lo lắng hết lòng. Mà đối với sự phát triển tương lai của tập đoàn Tề Thị nhà mình, cô ta không phải không để trong lòng, mà là muốn suy xét sự lâu dài của tổ chức thành viên kinh tế trước, đem phương hướng phát triển của tập đoàn Tề Thị vào trong kế hoạch chỉnh thể của tổ chức thành viên kinh tế, lợi ích cá thể phục tùng lợi ích đại cục. Cũng chính là chỗ Hạ Tưởng an tâm nhất đối với Lý Thấm hành sự công chính, tuyệt đối công tư phân minh, có lẽ liên quan đến việc cô ta chịu ảnh hưởng giáo dục nước ngoài nhiều năm, cô ta có chức nghiệp mà người quản lý chức nghiệp thông thường cần chuẩn bị, lại có đạo đức nghề nghiệp không ít người không trang bị.
Đương nhiên, tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng tổ chức thành một cơ cấu phân tán, tuy có suy nghĩ và phương hướng phát triển chỉnh thể, nhưng cũng không phải là tổ chức có tính tổ chức nghiêm túc và tính kỷ luật. Lý Thấm phụ trách chỉ là điều chỉnh phối hợp, không có quyền chỉ huy, sở dĩ tổ chức thành viên kinh tế hình thành, tất cả là bởi vì sự hấp dẫn của cá nhân Hạ Tưởng. Chẳng qua cũng không bài trừ về sau tổ thành một tính khả thi của cơ cấu phân tán có tính tổ chức và tính nhịp nhàng nhất định, dựa vào hình thức đan xen cổ phần khống chế, dần dần ngưng tụ thành công ty tập đoàn liên hợp ở trong nước thậm chí lớn nhất trên thế giới. Cụ thể thao tác thế nào, Lý Thấm đề xuất suy nghĩ, Hạ Tưởng quyết định cuối cùng. Nhưng bây giờ, trong lòng Hạ Tưởng bị toàn bộ luận điểm mới xuất hiện của bài báo của Thời báo Thế giới thu hút. Đối mặt với thế công hùng hổ hăm dọa người của Internet và báo Thanh niên, Thời báo Thế giới cuối cùng ngồi không yên, mới cách có hai ngày lại lần nữa phát biểu bài báo tiếp sau. Bài báo tiếp sau tuy có ý biện bác, lại dùng từ ngữ cẩn thận rất nhiều. Trước tiên là đối với ngôn luận hủ bại vừa phát trước đó tiến hành biện giải, tuyên bố là truyền thông hiểu lầm ý gốc của bài báo. Ý gốc bài báo không phải muốn khiến dân chúng tiếp nhận hủ bại mức độ nhẹ, chỉ là nói rõ trước đây hiện trạng trong nước không cho phép lạc quan, nhiệm vụ chỉ tận gốc hủ bại là gánh nặng đường xa, hy vọng dân chúng không nên ôm phẫn nộ, phải hết lòng làm việc, nên tin tưởng quốc gia quyết tâm không thay đổi để trừng trị hủ bại. Đường phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng, trông cậy vào cải cách thể chế chính trị hoặc là nhân vật chủ nghĩa anh hùng cá nhân dựa vào áp chế uy danh cá nhân, chỉ là chủ nghĩa lý tưởng. Là lâu đài trên cát, chỉ khiến tạm thời thu được hiệu quả nhất định, cũng không có khả năng lâu dài. Cuối cùng, bài báo chỉ ra, hy vọng công chúng không nên hiểu lầm hoặc xuyên tạc bài viết của Thời báo Thế giới, trong vấn đề chống tham nhũng, mỗi quốc gia đều có chỗ khó, đừng khờ dại cho rằng trên thế giới chỉ có Trung Quốc là đất nước có hủ bại, cũng đừng cho rằng cái gọi là chế độ dân chủ là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn hạ mà giải quyết hủ bại. Hủ bại giống như ung thư, cho tới bây giờ. Hoàn toàn không có phương thuốc trị tận gốc. Hạ Tưởng xem bài báo rất tỉ mỉ, giống như lần trước, nhẹ nhàng gấp tờ báo lại, liền nói với Đường Thiên Vân. Thiên Vân, nhiệm vụ của anh đến rồi, nói cách nhìn của anh trước. Đường Thiên Vân đã coi qua bài báo, trong lòng đã có đường nét đại khái. Vẻ ngoài thì là một bài báo nhằm vào giải thích chất vấn các bên, kỳ thật vẫn còn rất nhiều ý tứ biện hộ cho phép hủ bại vừa phải. Rất rõ ràng. Thời báo đang nỗ lực tự bào chữa, vẫn muốn để quan điểm hủ bại vừa phải thâm nhập vào lòng người. Cách nhìn của cá nhân tôi, hay là một kim gây mê, cái muốn là gây tê vừa phải dân chúng, khiến dân chúng không biết tiếp nhận sự tồn tại của hủ bại mức độ nhẹ. Phải thừa nhận, là thủ đoạn mị dân rất cao minh. Hạ Tưởng gật đầu. Còn gì nữa? Còn nữa là, hàm xúc châm biếm tỉnh Tây và lĩnh Nam. Đường Thiên Vân lại dừng, liếc nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng mỉm cười. Có lời thì nói, sợ gì chứ? Còn không điểm danh phê bình lãnh đạo. Đường Thiên Vân đương nhiên biết rõ, nhân vật chủ nghĩa anh hùng cá nhân dựa vào sự áp chế của uy danh cá nhân, rất rõ ràng chỉ Hạ Tưởng, khiến trong lòng anh ta không yên, nếu như không phải tính cách anh ta cho phép, sớm đã đến thời báo làm om sòm lên rồi. Hạ Tưởng mỉm cười. Súng bắn chim đầu đàn, ai khiến tôi đứng ra đầu tiên dựa vào hành động thực tế đáp trả bài báo của thời báo. Cho nên, ném đá giấu tay mà chỉ vào tôi, cũng là lẽ phải thôi. Và lại tỉnh Tây đã kích độ mạnh yếu của quan thương cấu kết, trước nay chưa có, cũng có chỗ xuất nhập với quan điểm của bài báo thời báo. Hủ bại không thể trị tận gốc, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm đi trừng trị, nhất định có thể thu được hiệu quả, sợ thì sợ, bản thân bất chính còn đi trừng trị người khác, dũng khí không đủ. Lời của Hạ Tưởng rất sắc bén, chỉ ra căn nguyên vấn đề hủ bại không có cách nào trị tận gốc. Không phải quyết tâm của Trung ương không đủ lớn, cũng không phải sức mạnh ủng hộ chính sách không đủ, mà là cụ thể đến các tỉnh các thành phố đã hình thành việc tham quan lớn điều tra tham quan nhỏ, có thể chỉ tận gốc mới lạ, trừ phi tự mình nhổ tận rễ của mình lên. Nếu như nói hủ bại là bệnh tật, vậy thì quốc gia như là một bệnh nhân toàn thân đầy u nhọt, muốn rút kinh nghiệm xương máu, muốn mạnh khỏe tiếp tục sống, cần phải có dũng khí tráng sĩ bẻ cổ tay, nếu không kết quả cuối cùng là u nhọt và người bệnh cùng chết. Mà quan điểm cho phép hủ bại vừa phải là tự gây tê bản thân, là nhìn thấy trên người có bao nhiêu u nhọt thì tự bản thân an ủi nói, không phải lo, tạm thời không chết được, tôi bây giờ đang bận ăn uống, đợi ăn no uống đủ nhất định sẽ trị bệnh cẩn thận. Đáng tiếc chính là, u nhọt sẽ không cho bạn đủ thời gian. Đường Thiên Vân hiểu lời nói lúc này của Hạ Tưởng kỳ thực là ám thị,
chỉ để khi anh ta hạ bút viết, viết luận điểm quan tham lớn điều tra quan tham nhỏ, anh ta vốn dĩ cho rằng cách nhìn của bản thân đã rất cấp tiến rất cực đoan rồi, không ngờ chủ tịch tỉnh hạ gan dạ sáng suốt và dứt khoát hơn anh ta, liền nói. Lãnh đạo, chỉ là quan điểm bài báo của tôi lệch pha quá, còn mong anh giữ cửa. Cứ việc an tâm mạnh dạn đi viết, còn có một câu, không sợ có cách, chỉ sợ không có tình cảm mãnh liệt. Hạ tưởng cổ vũ Đường Thiên Vân. Đường Thiên Vân đứng dậy, nóng lòng muốn thử xem sao. Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng viết tốt. Sau khi tan ca, về đến nhà, Hạ tưởng ngồi trên ghế sofa, đang hưởng thụ massage mềm mại của Tào Thù Lê, điện thoại lại vang lên. Thường thì sau khi tan ca gọi điện đến nhà riêng, đa phần không phải là người ngoài, Hạ tưởng đành phải thoát ra khỏi sự mềm mại ấm áp của Thù Lê, đứng dậy đi tới thư phòng nhận điện thoại. Kỳ thật lúc đứng dậy hắn đại khái đoán ra là ai, mỗi một người đều có thói quen cố định, thân lại đang ở vị trí cao, cũng rất khó thay đổi. Bình thường sau khi hắn tan ca thì có thể gọi điện đến nhà riêng của hắn chỉ có 2-3 người mà thôi, trong 2-3 người, đặc biệt Tống Chiêu Độ là cố chấp, nếu là gọi điện sau tan tầm, ông ta nhất định gọi điện thoại bàn không gọi di động. Hạ tưởng, hành động của tỉnh Tây nhanh thật, lập trường của cậu có phần tươi đẹp quá. Tống Chiêu Độ thản nhiên nói, vừa không phải là nghi vấn, cũng không phải chất vấn. Khi hiện tượng quan thương câu kết ở tỉnh Tây gia tăng chỉnh lý, bài báo của tờ báo cá hai nước hại dân khiến người xem rất không thoải mái, mà lại rõ ràng có ý chỉ tỉnh Tây, lập trường lúc này lại không rõ ràng, hình như tỉnh Tây giống như bị bắt nạt. Lời của Hạ tưởng rất nhẹ nhàng, hắn biết Tống Chiêu Độ quan tâm mật thiết chuyện này, tất có dụng ý. Bài báo của báo Thanh Niên, phản kích rất sắc nhọn, quan điểm rất mạnh dạn, nghe nói là lời văn của cậu. Tống Chiêu Độ cười hỏi một câu. Thật ngại quá, để bí thư Tống bắt được rồi. Hạ tưởng không thể phủ nhận, Tống Chiêu Độ không cần biết là đoán ra, hay là nghe ngóng một bên, dù thế nào hắn nên nói sự thật. Kỳ thật tôi không sợ cậu xuất hiện bây giờ, chỉ là sợ cậu không rõ phía sau của màn tranh luận, vạn nhất, bị người lợi dụng làm súng, là mất điểm rồi. Tống Chiêu Độ quan tâm nói. Cảm ơn bí thư Tống quan tâm, tôi cũng biết phía sau sự việc, nhưng cá nhân tôi nói, thì tuyệt đối không cách nào khoan dung hủ bại mức độ nhẹ, cho nên, tôi nói là quan điểm chân thực của tôi, bây giờ và tương lai, liên quan đến cách nhìn không dễ dàng tha thứ với hủ bại, không thể thay đổi. Tôi rất tán đồng quan điểm của cậu. Tống Chiêu Độ nói, Phó Thủ tướng Đại Phục Thịnh muốn nói chuyện với cậu, ủy thác tôi hỏi cậu khi nào có thời gian. Đường đường là Phó Thủ tướng Thường vụ Nội các Chính phủ muốn gặp mặt với hắn, còn muốn trưng cầu ý kiến của hắn trước, chiếu cố thời gian của hắn. Hạ tưởng cảm thấy không phải là được sủng ái mà lo sợ, mà là trách nhiệm nặng trịch, huống hồ không tự mình gọi điện đến, mà là ủy thác Tống Chiêu Độ truyền đạt, trong đó càng nhiều ý vị sâu xa thú vị. Hạ tưởng tin tưởng, Đại Phục Thịnh muốn cùng hắn gặp mặt, sợ là có rất nhiều chuyện cần phải bàn bạc, mà không chỉ là việc nhỏ của bài văn liên quan đến tham nhũng. Quan điểm của bài viết mặc dù kinh sợ lòng người, nhưng sức ảnh hưởng dù sao cũng không cao, trong mắt cao tầng, vẫn là việc nhỏ, không lay động được gốc rễ. Tôi vừa mời từ Bắc Kinh quay về, ước chừng cần phải qua một thời gian nữa mới trở lại Bắc Kinh. Hạ tưởng thì hàm xúc bày tỏ chỗ bất tiện này, kỳ thật là hắn cố ý thoát thác. Phó Tổng Bí Thư cho mời, Chủ tịch tỉnh bình thường đều sẽ lập tức đến chào hỏi, ở đâu có cái lý không tiện. Tống Chiêu Độ nghe được mặt ý tứ Hạ tưởng tạm thời không muốn cùng Đại Phục Thịnh gặp mặt, hơi sâu xa trầm ngâm. Tôi vẫn đề nghị anh mau sắp xếp một thời gian gặp mặt Phó Tổng Bí Thư, rất nhiều chuyện ngồi xuống cùng nói, hiệu quả sẽ càng tốt, nhất là việc lưới điện quốc gia. Hạ tưởng kỳ thật đoán được Đại Phục Thịnh lúc này đề xuất cùng hắn gặp mặt bàn bạc, có khả năng đề cập đến mức độ vấn đề luận chiến tham nhũng, đồng thời còn hội đàm việc sát nhập mạng lưới điện quốc gia. Đại Phục Thịnh đối với điện chỗ ân oan tranh chấp giữa tỉnh Tây và lưới điện quốc gia, từ lần trước đã xung đột bằng vũ lực, hắn liền tự mình làm ra chỉ thị, hơn nữa còn hiển nhiên rõ ràng ý kiến lưới điện quốc gia. Đương nhiên, nói là thiên vị cũng không chính xác, Đại Phục Thịnh là Phó Tổng Bí Thư, xuất phát từ chức vụ của bản thân ông ta đương nhiên phải đứng trên lập trường quốc gia mà nói chuyện, sự thật theo Hạ tưởng biết, Đại Phục Thịnh và lưới điện quốc gia cũng không có ích lợi cá nhân. Ông ta hoặc là xuất phát từ sự cần thiết bản thân, hoặc là bán một ân tình cho bàn tay khổng lồ sau lưng lưới điện quốc gia. Mặc kệ là loại nào, giai đoạn hiện tại, Hạ tưởng không nghĩ là giờ cần thiết ngồi xuống bàn bạc cùng với Đại Phục Thịnh.
không phải Hạ Tưởng lên mặt, cũng không phải hắn trốn tránh, mà là hắn cần từ phía bên cạnh tìm hiểu một chút về tư cách của Đại Phục Thịnh, rồi sẽ quyết định hội đàm sẽ càng tốt hơn. Hạ Tưởng nói, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Tống Triệu Đô không nói thêm, dường như là do dự một chút, mới nói. Đúng rồi, cậu gần đây liên hệ Đinh Sơn một chút, ổng dường như có một chút tâm trạng không vui. Lý Đinh Sơn ở tỉnh Tề có Khâu Nhâm Lễ chăm sóc, phải biết mọi thứ không cần lo, tâm trạng không vui, là có việc gì băn khoăn phiền lòng. Lý Đinh Sơn làm người chính trực mà kiên định, bên trong công việc ổng sẽ không có nhiều tình cảm cá nhân, lại nói ổng cũng không có việc nhà gì phiền lòng, phiền não của ổng, đoán chừng là do sự tình của công việc. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút, đang muốn cầm lấy điện thoại gọi cho Lý Đinh Sơn, điện thoại lại vang lên, vừa nhìn thấy lại không khỏi mỉm cười, là số Lĩnh Nam. Hạ Tưởng và không ít tướng đắc lực của Đoàn Hệ đều có kết giao, Trần Hạo Thiên, Trịnh Thịnh, Cổ Thu Thật, Đại Phục Thịnh, trong đó và Cổ Thu Thật quan hệ tốt nhất, cùng Trần Hạo Thiên cũng rất không tồi, cùng Trịnh Thịnh cũng coi như có kết giao, có hợp tác, mặc dù không đạt tới mức độ ăn ý, cũng coi như có thể nói chuyện được, chỉ mỗi Đại Phục Thịnh đại tướng chủ lực của Đoàn Hệ sắp chấp trưởng Quốc vụ viện là quan hệ bình thường. Cùng Đại Phục Thịnh cũng gặp qua mấy lần, có vài lần nói chuyện, nhưng không có kết thân. Hơn nữa giữa Hạ Tưởng và Đại Phục Thịnh, dường như có chút ngăn cách như có mà như không, thậm chí quan hệ giữa hắn và Quan Viễn Khúc còn tốt hơn với Đại Phục Thịnh. Là ứng cử viên cho chức Tổng Bí Thư nhiệm kỳ tới, lại là sắp xếp lớn nhất của Đoàn Hệ sau Đại hội lần 18, với quan hệ giữa Hạ Tưởng và Đoàn Hệ, hắn cần phải làm tốt quan hệ với Đại Phục Thịnh, nhưng vấn đề là, không phải muốn làm tốt là có thể làm tốt, một là hai bên phải đồng ý tiếp cận, hai là trên nhiều chuyện đều có thể đạt đến nhất trí mới được. Lúc này xem ra, giữa hắn và Đại Phục Thịnh vẫn còn thiếu một bầu không khí thúc đẩy lẫn nhau. Chủ tịch Tỉnh Hạ, cậu và tôi lại trở thành đồng đội cùng chung một chiến hào. Lời mở đầu của Trần Hạo Thiên rất có ý tứ hàm xúc, ông ta cười ha hả. Một vấn đề mục nát, liền xả tới Lĩnh Nam và Tỉnh Tây, có một số người liên tưởng thật là phong phú. Chẳng qua, bài báo phản bác của báo Thanh Niên, cũng rất có khí phách. Bí thư Trần. Bị đề cập đến rồi đừng để tâm, chỉ cần tiếp tục vùi đầu vào sự việc của bản thân chúng ta, mấy lời đồn nhảm, không liên quan đến tình hình chung. Hạ Tưởng rất thích tính cách của Trần Hạo Thiên, cũng cười ha hả. Thế nhưng một số ngôn luận gây hiểu lầm cho quốc gia cho người dân, thì cần phải tát phải gáo nước lạnh, nếu không, lại có người tiếp tục nổi gió châm lửa, một khi hình thành khí hậu, thì ảnh hưởng sẽ xấu đi. Trần Hạo Thiên nói. Nói phải. Tôi ngày mai đi Bắc Kinh, cùng với Đại Phục Thịnh gặp mặt bàn bạc, cậu có gì muốn truyền đạt không? Lại là Đại Phục Thịnh, Hạ Tưởng gần như phải cười ra tiếng, nói thế, vì sự kiện lưới điện quốc gia, hắn và Đại Phục Thịnh không thể tránh tiếp xúc nhiều rồi. Cũng tốt, là lúc tập trung vào thế cục sau đại hội lần 18 rồi. Thay tôi hỏi thăm Phó Tổng Bí Thư Đại. Hạ Tưởng lo nghĩ, lại bổ sung một câu. Cứ nói tôi sắp đi Bắc Kinh báo cáo công tác với Phó Tổng Bí Thư Đại. Tôi muốn nói thêm một câu. Trần Hạo Thiên cố tình nhắc Hạ Tưởng. Phục Thịnh và Trịnh Thịnh quan hệ cực tốt. Hạ Tưởng hiểu gì đó, cái gọi là tính cách hợp nhau mới có quan hệ chặt chẽ. Trần Hạo Thiên và Cổ Thu Thật quan hệ không tệ. Đại Phục Thịnh và Trịnh Thịnh quan hệ tốt nhất, liền nói rõ tính cách của Đại Phục Thịnh và Trịnh Thịnh có chỗ nào đó giống nhau. Trong lòng Hạ Tưởng nắm chắc. Nếu đã mở đầu, Hạ Tưởng dứt khoát buông xuống những công việc hàng ngày, một mạch xử lý hết tất cả sự tình cầm lấy điện thoại gọi cho Lý Đinh Sơn. Đại Phục Thịnh mời gặp, hắn có thể trì hoãn, Lý Đinh Sơn có việc, hắn cần phải xử lý ngay lập tức. Phó Bí Thư Lý, gần đây khỏe không? Hạ Tưởng đã gọi được điện thoại của Lý Đinh Sơn. Giọng của Lý Đinh Sơn còn có chỗ tẻ ngắt. Cũng được, Hạ Tưởng, Chủ tịch Tỉnh Hạ. Ông ta dường như mới ý thức được lúc này Hạ Tưởng đã so với cấp bậc ông ta đã cao hơn rồi, sửng sốt ngây người lại nói. Truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây, rất thành công, vì điều chỉnh phương hướng kinh tế quốc gia mang đến một khởi đầu tốt, tôi rất hứng thú. Lý Đinh Sơn vẫn như trước kia, che giấu tâm trạng cá nhân, chỉ quan tâm đến phương diện lớn, hình như nói đến việc cá nhân là nhiều việc không tốt, trong lòng Hạ Tưởng hơi than thở một tiếng, chủ động hỏi. Bí thư Tống nói. Gần đây tâm trạng của ông không được vui. Hạ Tưởng nhắc đến Tống Triệu Độ, là để nhắc lại những kỷ niệm đẹp khi ba người Lý Đinh Sơn Tỉnh Yến từng cùng nhau tung hoành chính đàn Tỉnh Yến, cũng là để cho Lý Đinh Sơn trở lại hiện thực. Xác thật là có chút tâm sự,
vốn cũng muốn cùng cậu nói chuyện, sợ là lại làm cậu thêm phiền. Lý Đình Sơn muốn nói lại thôi, vẫn không thoải mái. Hạ Tưởng liền thay ông ta thật tình bày tỏ. Là vị trí phó chủ tịch tỉnh thường vụ sao? Sau đại hội 18 Khâu Nhân Lễ sẽ rời khỏi tỉnh Tề, bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề tất nhiên có điều chỉnh thích hợp, đến lúc đó sẽ lòi ra ghế chống phó chủ tịch tỉnh thường vụ. Lý Đình Sơn người trong quan trường, dù không tính toán xếp hạng, cũng muốn lại tiến thêm một bước. Tống Triệu Đô khi ấy hướng Hạ Tưởng nhắc tới Lý Đình Sơn, Hạ Tưởng liền nghĩ tới Lý Đình Sơn trước khả năng tiến thêm một bước, biết Tống Triệu Đô có điều ám chỉ. Tống Triệu Đô và Khâu Nhân Lễ quan hệ bình thường, Lý Đình Sơn muốn đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh thường vụ, phải được Khâu Nhân Lễ đề và gật đầu mới được. Tức là nói, phải do Hạ Tưởng ra mặt và chào hỏi Khâu Nhân Lễ mới dùng được, Tống Triệu Đô trước mặt Khâu Nhân Lễ, không có mặt mũi lớn như vậy. Lý Đình Sơn rõ ràng sửng sốt một hồi mới nói. Không phải là cảm thấy trước tiến thêm một bước có bao nhiêu cái tốt, chủ yếu là ở vị trí đó mới có thể làm việc của vị trí đó. Hạ Tưởng mỉm cười. Tôi đã hiểu ý tưởng của Phó Bí Thư Lý, tôi sẽ nói với Bí Thư Khâu. Cảm ơn cậu, Hạ Tưởng. Lý Đình Sơn trịnh trọng nói lời cảm tạ, lại gọi thẳng tên Hạ Tưởng, có lẽ ông ta lại cảm thấy Hạ Tưởng tuy là chủ tịch tỉnh, nhưng vẫn là Hạ Tưởng lúc mới quen ông ta, thẳng thắn, chân thành, nhiệt tình. Một loạt điện thoại gọi xong, lại nhìn Tào Thù Lê đã chuẩn bị xong cơm đồ ăn, Hạ Tưởng liền thèm ăn. Buổi sáng hôm sau, tỉnh ủy mở một cuộc hội nghị, lắng nghe Ủy ban Kỷ luật tỉnh báo cáo tình hình các vụ án lớn. Là một tỉnh lạc hậu nhất lặng lẽ nhất trong công tác chống tham nhũng trong nước, đột nhiên công tác chống tham nhũng liền mở rộng thanh thế, kế tiếp xử lý mấy án lớn, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lưu Bình Hành cảm thấy nở mày nở mặt. Ủy ban Kỷ luật tỉnh sau khi tiếp tục tra xét Cục trưởng Cục Giám sát An toàn, lại bước đầu điều tra ra một ông tổng của xí nghiệp quốc gia tham ô 2 tấn bạc trắng, hơn nữa dưới danh nghĩa có 55 căn khách sạn, khi vừa tiết lộ trên hội nghị, khi ấy liền chấn kinh Lôi Trị Học và Hạ Tưởng. Đúng là một khoản lớn trước đến nay chưa từng có, 2 tấn bạc trắng. Chẳng lẽ muốn mạ bạc toàn thân? Điên rồi, 55 căn khách sạn, mỗi tuần đổi một căn, cả năm không trùng lặp. Đều nói thỏ khôn có 3 hang, trí tuệ của con thỏ rốt cuộc so ra kém quan tham nhũng, tham quan có đến 55 cái tổ. Lôi Trị Học và Hạ Tưởng nói rõ tại chỗ, điều tra, nhất định điều tra đến cùng. Điều tra đến cùng không phải vấn đề quan trọng ở chỗ thời cơ mẫn cảm. Sau hội nghị, Ủy ban Kỷ luật tỉnh liền khai trừ ông tổng của xí nghiệp quốc gia, hơn nữa còn cố ý mở cuộc họp báo. Vạch rõ không nhân nhượng đối với vấn đề tham nhũng là tư tưởng chỉ đạo công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Ủy ban Kỷ luật tỉnh giơ cao ngọn cờ chống tham nhũng, và nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo không nhân nhượng, rõ ràng là khiêu chiến chính diện đối với việc luận điểm hủ bại tích cực, là tỉnh đầu tiên trong nước lấy hành động thực tế tuyên cáo không cho phép tham nhũng mức độ nhẹ. Tỉnh Tây, tiếp sau truyền hình kinh tế nguồn năng lượng thu được thành công, hơn nữa trong cuộc chiến bước đầu nhằm vào vấn đề quan thương cấu kết gặt hái thắng lợi. Lại mượn gió đông của cuộc tranh luận, lại lần nữa trở thành tiêu điểm tin tức trong nước. Càng khiến Hạ Tưởng không nghĩ đến chính là, Lĩnh Nam vẫn luôn bình ổn yên lặng, cũng đột nhiên trên sự việc tranh luận gặp khó khăn Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lĩnh Nam mở hội nghị, tổng kết thành quả công tác chống tham nhũng ở Lĩnh Nam, bước tiếp theo liền thảo luận triển khai công tác chống tham nhũng, và vạch ra nguyên tắc công tác của tỉnh ủy Lĩnh Nam chỉ đạo Ủy ban Kỷ luật đối với Hủ Bại Linh là không khoan nhượng không khoan dung. Ở Lĩnh Nam, bất cứ hành vi tham nhũng nào đều bị điều tra theo pháp luật. Không tồn tại trường hợp tham nhũng tích cực. Tiếp sau tỉnh Tây, Lĩnh Nam chính thức biểu hiện với bên ngoài, đánh dấu những cuộc luận chiến về vấn đề hủ bại đã tăng lên cấp độ chính trị. Ngày tiếp theo, lại có một bình luận viên của tòa báo cấp quốc gia đăng bài phát biểu, mở đầu vạch ra. Tổng Bí thư phát biểu ở phiên họp Ủy ban Kỷ luật Trung ương lần 6 của khóa 17 vạch ra. Xu hướng chung của cuộc đấu tranh chống tham nhũng và xây dựng bộ máy chính trị liêm khiết trong sạch, hiệu quả lộ rõ và vấn đề nổi bật cùng song song tồn tại, mức độ phòng chống gia tăng và hiện tượng thối nát cùng một lúc xuất hiện, nhân dân hy vọng đối với việc chống tham nhũng có thể tăng lên không ngừng và bên trong thời gian ngắn khó có thể cùng một lúc mà dẹp tận gốc, tình hình cuộc đấu tranh chống tham nhũng vẫn còn ảm đạm và nhiệm vụ vẫn còn là khó khăn. Đối với việc sa đọa không nhân nhượng, là tuyến dưới không được dao động. Cho dù là quốc gia phát đạt phương Tây, đối với việc quy định tiêu chuẩn tham ô hối lộ cũng không hề bởi vì mức độ kinh tế phát triển cao mà tăng lên. Cùng lúc đó, bài viết của Đường Thiên Vân cũng đăng trên báo,
liên quan đến cuộc đụng độ lần thứ hai về tham nhũng tích cực, cũng đến đúng hạn. Đợt sóng luận chiến thứ hai, so với làn sóng chấn động trong dự kiến thì lại nhỏ hơn nhiều, hay là đã đạt được mục đích tham dò tiền kỳ, trong thủy triều của lần phản công thứ hai, việc lý giải của đối phương không những hiện ra một cách yếu ớt, hơn nữa về sau không có sức lực. Nghĩ lại cũng phải, một đại hội quan trọng mang ý nghĩa lịch sử sắp sửa được tổ chức, tất cả sự tình có khả năng tạo thành quấy nhiễu hoặc làm phức tạp đối với đại hội, đều phải dùng hết khả năng làm giảm bớt tính nghiêm trọng. Nhưng mà, đợt sóng luận chiến thứ hai cũng có điểm nổi bật chính là bài viết của Đường Thiên Vân. Bài viết của Đường Thiên Vân đương nhiên không có ký tên thật, anh ta rốt cuộc không bằng Hạ Tưởng khí thế hơn người, bút văn không bằng bài hịch thảo phạt mà Hạ Tưởng đích thân cầm đao xuất trận, nhưng thắng ở chỗ trong bông giấu kim, rất có tài hùng biện. So với bài viết của Hạ Tưởng nói thẳng nghi vấn và phản bác sự hủ bại tích cực, bài viết của Đường Thiên Vân vừa bắt đầu là đã miêu tả sự nguy hại mà chế độ hủ bại có khả năng tạo thành, thì như một bác sĩ báo cho bệnh nhân biết trước anh ta sẽ chết thảm như thế nào, tình hình tử vong được miêu tả thật đáng sợ, sau đó chuyển chủ đề, nói đến nếu như muốn tránh cái chết bi thảm và đáng sợ, thì cần phải nhìn thẳng vào ảnh hưởng tiêu cực cực lớn của vấn đề hủ bại đối với trị an lâu dài của đảng chấp chính và quốc gia. Nếu như nói bài văn của Hạ Tưởng khiến cho người ta chút giận, ai cảm thấy đồng ý với vấn đề tham ô tích cực đó chính là tội nhân lịch sử, như vậy bài văn của Đường Thiên Văn khiến người lòng ớn lạnh, cảm thấy nếu đồng ý với tham ô tích cực, cuối cùng thế nào cũng chết mà không biết, rất đáng thương rất đáng buồn thật là đáng sợ. Cách hành văn của bài văn Đường Thiên Văn là trong âm có nhu, trong tiếng cười chứa dao găm, lấy chuyện thật sinh động không thể biện bác chỉ ra tính nguy hại của tham ô tích cực, có ý sâu sắc, dẫn tới có nhiều người đồng minh. Bài văn của Đường Thiên Văn cuối cùng nhấn mạnh, có người nói dưới ngòi bút của ký giả, có mạng người trên hết, có tài sản kếch xù, có thị phi đúng sai, có thiện ác trung gian. Dù rằng đa số người không có nghiệp vụ ký giả, nhưng cũng phải biết quý trọng quyền ngôn ngữ của chính mình, sử dụng tốt micro, trong tay, tư tưởng phải vững vàng, lời nói phải xác đáng, không bị phiền nhiễu bởi tạp âm, không bị mê hoặc bởi lời đồn đãi, ý thức được không tạo tin đồn, không tin lời đồn, không truyền bá tin đồn. Thiết thực đem tư tưởng và hành động thống nhất trên quyết sách bố trí của Trung ương Đảng, kiên định làm tốt công tác trong phận sự bản thân, vì quốc gia và xã hội làm nhiều cống hiến. Khi bài vừa đăng lên, không ít người liên tục nghe ngóng tác giả bài văn rốt cuộc là ai, ký tên, Hắc Hiệp, hiển nhiên là biệt danh muốn che mắt người ta, tác giả bài Bu Ăn khẳng định là một người trong ngành có độ cao tư tưởng nhất định. Ngoại trừ nghe ngóng Hắc Hiệp là người phương nào, thì tác giả của bài văn phản bác đầu tiên đăng trên báo Thanh Niên cũng bị người ta một lần nữa đề cập, dẫn đến sự hiếu kỳ của người đọc và dân mạng, đối với việc tòa báo cấp quốc gia đã từng cao cao tại thượng giờ đây cũng đăng bài văn theo phong cách đều cảm thấy thân thiết và tán thành. Hạ Tưởng ký tên bài báo càng quái, kêu, quả chuối tức tối. Nhất thời, quả chuối tức tối và Hắc Hiệp cuối cùng là ai, làm dân mạng bàn tán xôn xao, có người từ tên của quả chuối tức tối suy diễn rộng ra. Cho rằng tác giả là một người yêu nước, hiển nhiên quả chuối tức tối Hương Tiêu có liên quan đến sự thừa thải chuối Nam Hải ở nước nào đó. Mặc kệ dân mạng suy đoán như thế nào, khẳng định chân tướng vô cùng xa xôi. Bài văn của Đường Thiên Vân chẳng những ở trong độc giả và dân mạng gây ra cộng hưởng và chấn động, cũng khiến Tổng Bí Thư cảm thấy tò mò, chỉ vào bài báo của Đường Thiên Vân nói rằng. Cách hành văn của người này khá giống cách hành văn của Kỳ Hỏa. Nếu khiến Đường Thiên Vân nghe Tổng Bí Thư bình luận, anh ta nhất định mừng như điên, Tổng Bí Thư so anh ta tương đương với Mễ Kỷ Hỏa, vậy không phải là nói anh ta có thể đi theo Chủ tịch tỉnh đến Trung Nam Hải sao? Theo sau việc đăng tải bài văn của Đường Thiên Vân, thảo luận liên quan đến vấn đề tham ô tích cực tuyên bố hạ màn, cũng không phải nói bài văn của Đường Thiên Vân có tác dụng bẽ gãy nghiền nát, mà là tỉnh Tây và lĩnh Nam cùng tiếp tục bày tỏ, khiến một số người cảm thấy được áp lực không nhỏ, sợ cuộc tranh luận càng đi xuống. Sẽ càng dẫn tới nhiều tỉnh bày tỏ tranh cãi, thì sẽ hoàn toàn trái ngược. Lần tranh luận này, người thắng lớn nhất là ai, sợ là không ai đoán được, đó là một nhân vật mà không một ai nghĩ tới Đường Thiên Vân. Hạ Tưởng từ bài văn của Đường Thiên Vân phát hiện tài hoa của Đường Thiên Vân ở phương diện khác, Tổng Bí Thư cũng nhớ đến tên Đường Thiên Vân, đồng thời, hệ phản đối cũng khắc sâu ghi nhớ Đường Thiên Vân, thẳng đến nhiều năm sau, khi Đường Thiên Vân lại lấy tên Hắc Hiệp phát biểu quan điểm càng đáng sợ hơn nữa. Thì Trung Quốc đã tiến vào bước đầu giai đoạn dân chủ. Khi ấy bản thân Đường Thiên Vân làm quan lớn cấp tỉnh bộ dùng tên giả tham gia cuộc luận chiến liên quan đến chế độ cải cách chính trị Trung Quốc, và cuối cùng giành được thắng lợi,
khiến tiếng Tam Hắc Hiệp vang ra nước ngoài, hướng ra thế giới. Nhưng mà sau này cái tên quả chuối tức tối cũng không còn xuất hiện, vẫn khiến nhiều người đặc biệt hoài niệm quả chuối tức tối khi Hắc Hiệp độc chiếm diễn đàn. Kỳ thật sau này Hạ Tưởng cũng nhiều lần tay ngứa ngáy khó mà nhịn, rất muốn tự mình cầm bút để tham gia tranh luận, chỉ tiếc giới hạn thân phận địa vị, cuối cùng vẫn xóa bỏ ý niệm không an phận. Sự tình luận chiến thì kết thúc rồi, sự việc mới lại đến. Hạ Tưởng nén xuống chuyện sát nhập lưới điện quốc gia với điện địa nhiệt tỉnh Tây, mới vài ngày, lưới điện quốc gia kiềm chế không được, lại thúc giục Ủy ban Nhân dân tỉnh mau có thái độ hồi đáp, thái độ rất không tốt, giọng điệu cũng có chút không kiên nhẫn. Hạ Tưởng sẽ không dễ dàng nhượng bộ mạng lưới điện quốc gia ở trước mặt hắn khí thế hơn người, chủ tịch tỉnh khác nhân nhượng đối với mạng lưới điện quốc gia như thế nào, hắn mặc kệ, chỉ gần gặp được hắn, lưới điện quốc gia cũng phải hạ thấp đầu xuống. Phùng Kiện Siêu hiện tại phân công quản lý điện lực, ông ta trả lời lưới điện quốc gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang mở cuộc họp nghiên cứu tính khả thi của việc sát nhập, hiện tại các công việc hạng mục ở Ủy ban Nhân dân tỉnh rất bận rộn, lại phải nghênh đón hội nghị lần thứ 18. Nếu lại thúc giục thì sẽ hoãn đến sau hội nghị lần thứ 18 mới lên chương trình. Thái độ Phùng Kiện Siêu khiến cho người của lưới điện quốc gia á khẩu, nửa ngày không nói được một câu, cuối cùng mở miệng nói một câu. Được, đừng hối hận là được. Rồi vênh váo mà đi. Sát nhập đối với lưới điện quốc gia có lợi, đối với điện nhiệt điện tỉnh Tây thì tạo thành sự va chạm nhất định, nhưng theo dài lâu mà nhìn, cũng là lợi nhiều hơn hại. Mặc dù Hạ Tưởng muốn mượn thời cơ địa nhiệt điện tỉnh Tây dung nhập lưới điện quốc gia, mở ra cánh cửa luôn đóng chặt của lưới điện quốc gia, nhưng cái hắn có là kiên nhẫn, hắn phải bày bố lưới điện quốc gia một phen. Quả nhiên, kế sách của Hạ Tưởng có hiệu quả, sau khi Phùng Kiện Siêu vô cùng cứng rắn đáp lại lưới điện quốc gia, thì mới cách 3 ngày đối phương lại đề xuất muốn gặp mặt chủ tịch tỉnh Hạ. Hạ Tưởng lại cự tuyệt đề nghị của bên lưới điện quốc gia, trả lời đối phương. Thể hiện thành ý trên điều khoản sát nhập, và việc gặp ai, không có liên quan. Tin tưởng lời hắn sẽ thông qua công ty thành viên lưới điện quốc gia tỉnh Tây, truyền đến Tổng bộ lưới điện quốc gia Bắc Kinh, lại truyền đến tai của bàn tay khổng lồ sau lưng. Hạ Tưởng biết dụng ý của lưới điện quốc gia nóng lòng sát nhập điện địa nhiệt tỉnh Tây, một là hội nghị 18 sắp tới, sau hội nghị 18, vận mệnh chính trị sẽ thay đổi lớn. Bàn tay khổng lồ phía sau lưới điện quốc gia ảnh hưởng đối với cục diện chính trị giảm thêm một bước. Hai là tháng 3 sang năm sau khi nhiệm kỳ chính phủ mới nhậm chức, có khả năng lấy cải cách ngành điện lực thử nước. Truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây đạt được thành công lớn, vì truyền hình nguồn năng lượng trong nước cung cấp con đường hoàn toàn mới, làm cho truyền hình nguồn năng lượng vốn đình trệ không tiến một lần nữa đưa lên lịch trình mới. Bàn tay khổng lồ phía sau lưới điện quốc gia khẳng định có cảm giác cấp bách. Đối phương càng cấp bách, Hạ Tưởng càng phải giữ bình tĩnh, mặc dù kỳ thật hắn cũng ước gì lưới điện quốc gia sát nhập với điện địa nhiệt tỉnh Tây sau khi tái tổ chức, nhưng trước khi lưới điện quốc gia không sửa chữa điều khoản sát nhập và hạ thấp bản thân, hắn vẫn cần gây khó dễ một phen. Lại qua một tuần, bên lưới điện quốc gia không có động tĩnh, Hạ Tưởng biết rằng đối phương khẳng định đang hồi báo với tầng trên, đang đợi chỉ thị cao nhất, hắn tin tưởng lưới điện quốc gia sẽ thỏa thuận. Hắn có kiên nhẫn. Lại có người ngồi không yên Quý Như Lan. Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên, Lý Thấm ở trong hội trường Lam Vận của câu lạc bộ Trúc Chi Hải, bốn người hoa đỏ lá xanh, ngồi xung quanh Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bị bốn cô gái vây quanh, dương dương tự đắc, vừa thưởng thức long tỉnh được Quý Như Lan đích thân ngâm, vừa nghe cách nhìn của Quý Như Lan đối với việc sát nhập lưới điện quốc gia. Quý Như Lan lo lắng dè dặt quá độ, khiến lưới điện quốc gia biết khó mà lui. Không phải tất cả cố gắng lúc trước đều sẽ uổng công sao? Cô liền không rất không lý giải cách thực hiện của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không cần tự mình giải thích, Nghiêm Tiểu Thì bày tỏ suy nghĩ của cô. Kỳ thật tình hình chính trị và tình hình kinh doanh cũng không khác biệt lắm, như Lan cô từ vị trí chính trị giải thích, chủ tịch tỉnh Hạ thì từ chính trị và kinh doanh hai phương diện tổng hợp lại, nếu là điện lưới quốc gia nóng lòng thôn tính, ai chủ trương thì người đó lui. Như đạo lý con trai theo đuổi con gái. Mặc dù lòng của người con gái cũng theo đuổi người con trai của cô, cũng ít nhiều phải kiêu ngạo đố kỵ, nếu không rất dễ dàng để người con trai đạt được, không phải tự đánh giá thấp sao. Quý Như Lan mỉm cười. Chuyện đàng hoàng cô lại xé tới phương diện nam theo đuổi nữ, đúng là chỉ có cô. Tiểu Thì nói có đạo lý. Sắc mặt Lý Thấm bình tĩnh, thản nhiên liếc mắt nhìn Quý Như Lan một cái. Từ góc độ chính trị suy xét vấn đề, có chút không công bằng.
Lưới điện quốc gia là xí nghiệp trung ương, sát nhập địa nhiệt điện tỉnh Tây có mục đích chính trị, nhưng phải suy xét đến lợi ích kinh tế, cách làm của chủ tịch tỉnh Hạ là kế sách chơi khó dễ thăm dò. Hạ Tưởng vẩy tay nói. Trước không thảo luận vấn đề điều kiện sát nhập của lưới điện quốc gia, trước tiên nói về địa nhiệt điện tỉnh Tây sau khi tái tổ chức nếu sát nhập vào lưới điện quốc gia, phải làm thế nào từng bước phá bỏ vòng bảo vệ của lưới điện quốc gia. Che đậy trong thời gian ngắn, đợi tháng 3 sang năm, sẽ đợi thời cơ mà hành động. Quý Như Lan có tính toán trước mọi việc mà nói. Hạ Tưởng gật đầu công nhận. Phương hướng lớn không tệ, đủ thể làm thế nào mà mở rộng cục diện. Cô hãy lắng nghe ý kiến của Tiểu Thì và Lý Thấm. Tiểu Thì chọn lựa khía cạnh tập trung từ chỗ nhỏ rất tốt, mà Lý Thấm đối với hướng đi của cả thế cục thì nắm được rất chuẩn xác. Nói đi nói lại, chỉ mình em không dùng được. Phó Tiên Tiên duỗi duỗi người, vẫn cố gắng ngáp thật to, bất mãn mà nói. Vậy em đến phòng kế bên ngủ nha. Hạ Tưởng cười nói. Tiếp sau đây sẽ nói đến sắp xếp công tác của em. Lý Thấm đối với việc nâng cao sắp xếp lại tổ chức thành viên kinh tế sau này, có một ý tưởng, hôm nay chính là muốn cùng các cô điều tra thảo luận. Hát Phó Tiên Tiên với sắc mặt rạng ngời hơn nhiều, hừ một tiếng. Lần này vẫn không khác biệt lắm, nếu như xem em là người thừa, em thà rằng đi ngủ mơ giấc mơ đẹp, chẳng qua em không rõ chính là, chủ tịch tỉnh Hạ à, anh cứ thế từ từ mà nuốt hết các sự nghiệp lớn, lại có tổ chức thành viên kinh tế khổng lồ, nếu lại chỉnh lý nâng cao. Có thể đối với kinh tế trong nước tạo thành sự va chạm nhất định, thậm chí có thể cản trở kinh tế trong nước, em muốn biết, anh rốt cuộc muốn làm gì. Cho tới nay, Lý Thấm biết Hạ Tưởng là một quan chức có lý tưởng cao quý, dĩ nhiên chỉ biết một mà không biết hai, chỉ biết Hạ Tưởng đang từng bước một mở rộng lực lượng của chính mình, từ hai mặt kinh tế và chính trị xuống tay, làm từng bước một làm lớn cũng từng bước thăng chức. Cho tới bây giờ, tổ chức thành viên chính trị của Hạ Tưởng có thể nói đã vô cùng to lớn. Ít nhất cũng là có quy mô ban đầu. Đương nhiên, Lý Thấm cũng không tìm hiểu thành viên tổ chức chính trị của người khác, chỉ có điều theo cô phán đoán, với cấp bậc hiện tại của Hạ Tưởng thì tổ chức thành viên chính trị có được, đã rất khổng lồ và vô cùng kinh người. Nếu tổng thể lại tiến thêm một bước, thực lực lại càng gia tăng. Thử nghĩ, trong nước có cán bộ cấp có tỉnh bộ nào có được một dòng chính trung thành và tận tâm? Huống hồ! Lý Thấm tự nhận đối với tổ chức thành viên chính trị của Hạ Tưởng thì cũng không phải là rất hiểu biết, chỉ biết một mà không biết hai. Nhưng đối với thực lực đích thực của tổ chức thành viên kinh tế Hạ Tưởng, Lý Thấm lại là biết rõ trong lòng, ngoại trừ Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng, rõ ràng không ai hiểu rõ sức mạnh kinh khủng của thành viên tổ chức kinh tế Hạ Tưởng bằng cô. Chỉ có điều cô một lòng xà vào việc nâng cao tổng sản lượng kinh tế và sức ảnh hưởng của thành viên tổ chức kinh tế. Lại không nghĩ tới vào một ngày kia khi tổng sản lượng của thành viên tổ chức kinh tế Hạ Tưởng sau khi có thực lực làm khó một tỉnh thậm chí nửa quốc gia, rốt cuộc Hạ Tưởng muốn làm cái gì? Hạ Tưởng không thiếu tiền, cũng không tiêu tiền bừa bãi, như vậy hắn thật sự tận hết sức lực nâng cao thành viên tổ chức kinh tế, khẳng định có dụng ý quan trọng, Lý Thấm trước kia thật sự chưa từng nghĩ qua vấn đề này, hôm nay kinh Phó Tiên Tiên chỉ ra, cô mới khiếp đảm mà ngạc nhiên, cũng lập tức nhìn về phía Hạ Tưởng. Nghiêm Tiểu thì cũng là vẻ mặt biểu hiện kinh ngạc, che miệng mà cười. Đúng đó, đến lúc trên chính trị trong nước, có một nửa chủ tịch tỉnh là người của thành viên tổ chức chính trị, trên kinh tế, lại có thực lực ảnh hưởng đến hướng đi của nền kinh tế trong nước. An Hy rốt cuộc là muốn thế nào? Lẽ nào muốn làm vua? Phó Tiên Tiên cười to. Làm vua cũng được, có thể có tam cung lục viện 72 phi tần, đến lúc đó chúng ta sẽ không cần ngồi xếp lớp nhận quả ngon. Trực tiếp phong hoàng hậu, quý phi là xong, em xin thanh minh trước nha, em không thích làm tây cung nương nương đâu. Ồn ào. Quý Như Lan cười nhạo mắng Phó Tiên Tiên một câu. Nói chuyện nghiêm chỉnh, đừng có mà ồn ào. Em còn ồn nữa, hắn sẽ lắc đầu mà ăn nói lộn xộn. Không đợi Quý Như Lan nói xong, Nghiêm Tiểu thì liền nhanh chóng nói. Người hiểu ta thì cho rằng trong lòng ta có muộn phiền, người không hiểu ta thì cho rằng ta đứng ở vị trí này còn mong ước gì nữa. Hạ Tưởng cũng bị chọc cười, khó được dịp mấy người hòa hợp ngồi với nhau, càng khó được trong bốn cô gái, Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu thì hiểu hắn thêm một chút. Kỳ thật, nói chung tôi là đang chơi một bàn cờ rất lớn. Hạ Tưởng trang nghiêm mà nói, mặc dù cách nói chơi một bàn cờ rất lớn, hiện tại đã thành đại danh từ của chính sách đà điểu, là làm gì ầm giá trị, nhưng hắn vẫn trịnh trọng mà trích dẫn. Quyền lực phải nắm trong tay mình mới yên tâm nhất. Nhưng quyền lực cũng là một con dao hai lưỡi.
ở trong tay không người có dã tâm, là vũ khí độc tài và xưng bá, còn nằm trong tay chính trị gia có cách nhìn xa, là vũ khí trả sự công chính cho dân, trả lợi ích cho dân. Tôi hy vọng có một ngày khi quyền lực của tôi không người hạn chế, là có thể thong dong thúc đẩy biến đổi trong nước, đến lúc đó, chính là ngày mơ ước của tôi thành hiện thực. À, anh muốn làm Diệp Lợi Khâm của Trung Quốc hả? Phó Tiên Tiên coi như có đầu óc chính trị, lập tức có thể nghĩ tới một nhân vật tương tự. Sai, hắn muốn trở thành Washington của Trung Quốc. Quý Như Lan kịp thời sửa Phó Tiên Tiên, Trung Quốc sẽ không dẫm lên con đường cũ, cũng không đi theo con đường cũ của nước Mỹ. Tin tưởng có một ngày khi hắn đứng ở trên quyền lực cao nhất, hắn sẽ sáng tạo ra một quốc gia lý tưởng mà dân tộc Hoa Hạ Trung Quốc trăm ngàn năm nay đã mong ước. Quốc gia lý tưởng của Hoa Hạ Trung Quốc. Nghiêm Tiểu thì tự nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. À, giờ em mới biết được hóa ra tên của anh còn có ý nghĩa như vậy, em rất khâm phục cha mẹ của anh, đặt cho anh cái tên Hạ Tưởng, còn có tầm nhìn xa, còn có tính dự kiến hơn cả anh. Hạ Tưởng phẩy tay, cười nói. Nói xa rồi, mơ tưởng còn rất xa xôi, vẫn phải tập trung cho trước mắt. Lý Thấm, nói kế hoạch nâng cao kinh tế của cô đi. Lý Thấm từ trong kinh ngạc rõ ràng trở lại. Vừa nghĩ tới có khả năng ở tương lai không lâu, cô có triển vọng theo sau của Hạ Tưởng, trở thành một trong những người sáng lập ra nước Trung Quốc lý tưởng, trong lòng cô không cách nào ngăn chặn được tình cảm mãnh liệt. Ngay trước mặt của mọi người, Lý Thấm cẩn thận mà bày tỏ tình cảm mãnh liệt của cô đối với quốc tế lúc này, cách nhìn của tình hình kinh tế trong nước, cũng là phương hướng phát triển bước tiếp theo của tổ chức thành viên kinh tế, đưa ra ý kiến chắc chắn, ngoại trừ phương hướng trọng điểm ở bên ngoài, còn chỉ ra ba tình trạng cần thiết phải thay đổi. Một là lực lượng tổ chức thành viên kinh tế mặc dù có quy mô nhất định, nhưng tổng thể mà nói còn có nhiều tình tiết yếu kém, ví dụ như sản nghiệp quan tâm không đủ đối với kế hoạch dân sinh của đất nước. Hai là ban đầu có một bộ phận không xếp vào tập đoàn hay cá nhân của tổ chức thành viên kinh tế, cũng có thể áp dụng hợp tác thích đáng hoặc chính sách liên minh, kéo theo đội ngũ bên trong tổ chức thành viên kinh tế. Ví dụ như tập đoàn Đà Tài là có thể tranh giành lại. Lại ví dụ như Phùng Húc Quang bên trong tổ chức thành viên kinh tế không đủ trọng lượng, nhưng anh ta có con mắt kinh tế, cũng có triển vọng, trước mắt trong tay có tiền của nhưng tìm không thấy hạng mục thích hợp, cùng Hạ Tưởng lại có tình bạn vững chắc. Ví dụ như Thẩm Lập Xuân của tập đoàn Đà Tài, mặc dù bản thân là phó tổng của tập đoàn Đà Tài nhưng cũng không ngại khi y trở thành thành viên bên trong tổ chức thành viên kinh tế, hy vọng chủ tịch tỉnh Hạ không cần có điều gì nghi ngờ, phải thành lập tổ chức đồng minh rộng lớn thêm. Ba là mở rộng tổ chức thành viên kinh tế, không cần giới hạn về kinh doanh cá nhân và kinh doanh cổ phần, đối với doanh nghiệp nhà nước và tập đoàn đa quốc gia cũng có thể mở rộng hợp tác, chỉ cần cách làm thiết thực, khống chế cổ phần đan xen hay là tham gia cổ phần, mặc kệ là loại hình thức nào, cuối cùng xác thực trên sức ảnh hưởng, chính là thành công. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cuối cùng Lý Thấm kiến nghị, Phó Tiên Tiên. Vệ Tân và Tống Nhất Phàm cũng có thể bổ sung vào tổ chức thành viên kinh tế lần trước đại hội tổ chức thành viên kinh tế, thực lực của Vệ Tân quá yếu không đủ để trở thành thành viên, Tống Nhất Phàm còn nhỏ, mà Phó Tiên Tiên vô tâm với chính trị và sự nghiệp kinh tế, hiện tại thời gian đã qua, là lúc thay đổi suy nghĩ. Đồng thời Lý Thẩm đề nghị, để bộ phận thành viên đáng tin cậy nhất trong tổ chức thành viên kinh tế lúc này, lợi dụng đầy đủ ưu thế của bản thân, có ý thức có mục đích mà bắt đầu mở rộng đối ngoại. Một là kéo thêm người cùng ngành gia nhập, hai là thu mua những dự án tốt thiếu tài chính xung quanh, nếu bản thân không đủ tài chính, có thể xin trợ cấp nguồn vốn với tổng bộ tổ chức thành viên kinh tế. Ba là lợi dụng ưu thế của nền kinh tế hiện tại đang lắng xuống, gia tăng bước mở rộng thị trường, lấy phí tổn thấp nhất để hoàn thành một trào lưu thu mua mới. Lý Thấm ước chừng nói khoảng hơn một tiếng, cô miệng lưỡi lanh lợi, hùng hồn mà nói, không cần máy móc lệ thuộc vào sách vở. Tất cả thông tin số liệu cùng tên người thuận miệng nói ra, trí nhớ và tài ăn nói đáng kinh ngạc khiến đám người Quý Như Lan âm thầm kính nể, quả nhiên là cố vấn hạng nhất bên cạnh Hạ Tưởng, thật sự danh bất hư truyền. Hạ Tưởng trong lúc Lý Thấm nói, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ công nhận và động viên, hắn thừa nhận Lý Thấm xác thật làm hết chức trách, vì nâng cao tổ chức thành viên kinh tế tiến thêm một bước, hết lòng hết sức, nỗ lực toàn bộ công sức, tuy nói cô là phó tổng của Liên Nhược Hạm, cũng lấy lương cao của Liên Nhược Hạm. Nhưng tinh thần công việc của cô cũng khiến người kính nể. Lời đề nghị của Lý Thấm, Hạ Tưởng tán thành 90%, loại bỏ 10% đề cập đến nhân tố chính trị hoặc là bộ phận dễ dàng bị người công kích, dù sao đối với việc suy tính trên chính trị, Lý Thấm vẫn còn điểm khiếm khuyết.
Được, tốt lắm. Hạ Tưởng xác định nói. Cứ vậy mà định, ý nghĩ chỉnh thể sẽ không thay đổi, tối đa thì đợi khi mở đại hội hội nghị tổ chức thành viên kinh tế, dựa vào tình huống của từng người sẽ có điều chỉnh một chút chi tiết. Lý Thấm, cô tính toán một chút, cố gắng trong tháng 12, bên sông Hạ Mã, mở đại hội tổ chức thành viên kinh tế lần thứ hai. Tới tháng 12, thì đại hội lần 18 đã bế mạc, bố cục chính trị trong nước cũng đã xác định, lúc này hội nghị tổ chức thành viên kinh tế, khẳng định phải xây dựng kế hoạch kinh tế 5 đến 10 năm, Lý Thấm vô cùng chờ mong mà nói. Xin lãnh đạo yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Em cũng muốn cùng chị Lý Thấm cùng nhau vạch ra sách lược đại hội tổ chức thành viên kinh tế, từ thời điểm này, em muốn làm một người vì lý tưởng nhân dân mà phấn đấu, không hóa trang người cao quý, không lười biếng, không đi dạo phố, phải đem cuộc sống có hạn đưa vào sự nghiệp vô hạn. Phó Tiên Tiên đứng lên, nhắc tay phải lên cao. Xin lãnh đạo phê chuẩn. Mọi người đều mỉm cười. Quý Như Lan do dự một chút, không tự tin mà hỏi Hạ Tưởng một câu. Em được tính là tổ chức thành viên chính trị hay tổ chức thành viên kinh tế đây? Có tiền lại có quyền, thuộc về tổ chức nào cũng thích hợp, thì xem cá nhân em lựa chọn. Hạ Tưởng kỳ thật cũng không muốn xác nhận Quý Như Lan vào bên trong tổ chức thành viên của hắn, thật ra hắn nguyện ý, chỉ sợ nhà họ Quý có ý kiến. Chẳng qua Quý Như Lan lại rất để bụng, cô lo nghĩ, rất thật lòng mà nói. Thành viên tổ chức kinh tế và chính trị, hai bên tôi đều phải tham gia. Trên chính trị, tôi là đại biểu nhà họ Quý, trên kinh tế tôi là đại biểu cá nhân. Chân dẫm hai thuyền, chị Như Lan, hay đấy, em ủng hộ chị. Phó Tiên Tiên vốn cùng Quý Như Lan quan hệ bình thường, bỗng nhiên lại thay đổi cách nhìn, ủng hộ Quý Như Lan. Quý Như Lan cười tươi như hoa. Cảm ơn Tiên Tiên. Một hội nghị có thể ghi vào sử sách và quyết định tương lai của tổ chức thành viên kinh tế, trong lúc Quý Như Lan và Phó Tiên Tiên tán thưởng lẫn nhau, đã hạ màn. Quả không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, ba ngày sau, mạng điện lưới quốc gia lại đề xuất công việc sát nhập, so với điều kiện lần trước, lưới điện quốc gia chủ động loại bỏ vài điều khoản không công bằng. Hạ Tưởng thấy thời cơ bước đầu chín muồi, liền để Phùng Kiện và đối phương tiến hành tiếp xúc giai đoạn đầu, đồng thời cho Quý Như Lan tiếp tục thấm vào điện địa nhiệt tỉnh Tây sau khi tái tổ chức, để khi điện địa nhiệt ở tỉnh Tây và lưới điện quốc gia sát nhập, lấy ý kiến của Quý Như Lan làm chủ đạo. Một tuần sau, lưới điện quốc gia và điện địa nhiệt tỉnh Tây sau khi tái tổ chức, tiến vào giai đoạn đàm phán thứ hai. Lưới điện quốc gia dưới tình thế điện địa nhiệt ở tỉnh Tây kiên định không chịu nhường bước, lại lần nữa lui lại một bước. Tháng 9, khí hậu ở Tấn Dương chuyển lạnh, cách đại hội 18 chỉ còn không đến 2 tháng, không có bất ngờ gì xảy ra, cơ bản ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đã quyết định, nhưng vẫn chưa truyền đến tin tức Lôi Trị Học có hy vọng tiến thêm một bước. Hạ Tưởng liền biết, hy vọng của Lôi Trị Học vào bộ, cực kỳ bé nhỏ. Ngồi ở trên máy bay bay về Bắc Kinh, Hạ Tưởng đối với lần trở về Bắc Kinh này tràn đầy mong chờ, lần trước đến Bắc Kinh đều là việc riêng của cá nhân, mà lần này đến Bắc Kinh ngoại trừ gặp mặt Đại Phục Thịnh, liên quan tới sắp xếp chỉnh lý tiếp theo của tổ chức thành viên chính trị, cũng là quyết định cuối cùng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lôi Trị Học dừng lại ở cửa Bộ Chính trị, mà Mai Thái Bình bất ngờ được lực lượng chính trị khắp nơi đẩy vào Bộ Chính trị, đối với kế hoạch sau này của hắn, nổi lên tác dụng thúc đẩy tích cực. Thật trùng hợp. Hạ Tưởng vừa xuống máy bay thì gặp Khâu Nhân Lễ cũng vừa xuống. Chiếc xe tới đón Hạ Tưởng trở về mà không có người ngồi. Hạ Tưởng ngồi trên xe của Khâu Nhân Lễ. Nghĩ lại cũng thật khéo trùng hợp, Khâu Nhân Lễ không hề nói là khi nào về Bắc Kinh, bất ngờ gặp Khâu Nhân Lễ ở sân bay giúp Hạ Tưởng biết một điều Khâu Nhân Lễ có việc đột xuất phải về Bắc Kinh gấp, nhất định có liên quan đến sự thay đổi nhân sự. Thay đổi nhân sự chắc chắn không ảnh hưởng gì đến Khâu Nhân Lễ. Khâu Nhân Lễ vào Bộ Chính trị là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Như vậy điều khiến Khâu Nhân Lễ vội vàng đến Bắc Kinh chỉ có thể là vì chuyện liên quan đến Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong hiện đang là phó chủ tịch, muốn lên chủ tịch, có thể dùng chính sức mình để vào được. Nhưng anh ta phải đợi đến khóa sau, vì sắp tới Khâu Nhân Lễ sẽ chính thức trở thành ủy viên của Bộ Chính trị. Không thể có chuyện Khâu Nhân Lễ trở thành ủy viên Bộ Chính trị lại có một cậu con trai là chủ tịch tỉnh. Nhưng Khâu Tự Phong bước từng bước nhỏ một, từ phó chủ tịch thành phố lên làm phó bí thư tỉnh ủy là cũng được lắm rồi. Phó chủ tịch thì thiết thực, phó bí thư tỉnh thì phải khiêm tốn, dù làm chức vị gì cũng cần phải đảm nhiệm tốt vị trí đó nếu muốn tiến xa hơn nữa. Hạ Tưởng dự đoán quả không sai chút nào, mới lên xe. Khâu Nhân Lễ cũng không giấu,
tiết lộ luôn mục đích đến Bắc Kinh lần này. Tự Phong đã ở tỉnh Yến đủ dài rồi, nên thay đổi chút gió mới, tôi thấy tỉnh Tây cũng được. Hạ Tường nghĩ một lúc, cười rồi nói. Nhiệm kỳ của Trương Duy Chiếu ở tỉnh Tây cũng sắp hết rồi, thay người khác cũng được, chỉ cần anh ta có thể đảm đương tốt. Lời nói của Hạ Tường đầy ẩn ý, Khâu Nhân Lễ có thể nghe ra. Năm đó khi ở An Huyền, Khâu Tự Phong là cấp trên của Hạ Tường. Sau đó Hạ Tường tiến nhanh như diều gặp gió, dần dần bỏ xa Tự Phong. Nói chung, con người ta cảm thấy lúng túng khi phải làm việc với người mà trước kia là cấp trên của mình, ai cũng đều không muốn đối mặt với người đã vượt mặt mình. Khâu Nhân Lễ lớn tiếng cười, vỗ vai Hạ Tường nói. Tự Phong đã trưởng thành hơn trước rất nhiều rồi, nếu như nó đến kiềm chế tình cảm cũng không làm được thì sau này làm sao có thể thừa kế cơ ngơi của họ Khâu đây? Hạ Tường yên tâm đáp. Xa cách mười mấy năm dòng, tôi cũng muốn tiếp tục hợp tác với Tự Phong ở tỉnh Tây. Nếu Hạ Tưởng đoán không nhầm thì Nhân Lễ vì tương lai nhà họ Khâu, với số tuổi của Khâu Nhân Lễ, đảm nhận chức ủy viên Bộ Chính trị trong khóa này xong, lại tiến thêm một bước trở thành ủy viên thường vụ, cũng không phải không có khả năng. Nhưng công bằng mà nói, trừ khi Ngô Tài Dương lên đảm nhận ủy viên thường vụ một nhiệm kỳ rồi từ chức, nếu không sẽ, muốn có một người khác của gia tộc trở thành ủy viên thường vụ, nhất định phải có sự nhượng bộ lớn trong những lĩnh vực khác. Tuy nhiên khả năng này không nhiều lắm. Trong gia tộc hiện nay, cơ hội trở thành ủy viên thường vụ của cả Khâu Nhân Lễ và Mai Thái Bình đều rất nhỏ, nhưng ít nhất thì sau khi hai người này đảm nhiệm chức ủy viên Bộ Chính trị trong khóa này, đã khiến mối quan hệ giữa họ Mai và họ Khâu ngày càng gắn bó với nhau. Sau nhiệm kỳ này, Khâu Tự Phong có thể chính thức gia nhập chính quyền ở tỉnh Tây, nếu Khâu Nhân Lễ lui ra thì sẽ dễ dàng trở thành chủ tịch tỉnh. Nhà họ Mai cũng như vậy, chỉ có điều Mai Hiểu Lâm đang ở chức phó. Sau nhiệm kỳ này sẽ chính thức trở thành chủ tịch, có chút xa vời, nhưng hành sự tại nhân, nếu đến lúc đó Mai Thái Bình rút rồi đưa Mai Hiểu Lâm lên, rất có thể Mai Hiểu Lâm sẽ cùng trở thành chủ tịch với Tự Phong. Như vậy, kế hoạch ba đời nắm giữ quyền hành cơ bản được hoàn thành. Đương nhiên, nhà họ Mai cũng có thể để Mai Hiểu Lâm gia nhập muộn một năm, đưa Mai Thái Bình lên trước, thời gian cụ thể như thế nào là thỏa đáng, ổn định thì phải xem thế cục phát triển đến đâu đã. Đúng rồi. Còn nhà họ Phó nữa. Trong bốn họ thì có lẽ họ Phó là thế lực yếu nhất. Sau khi Phó Bá cử về hưu thì Phó Tiên Phong tạm thời không thể leo cao hơn nữa. Ít ra họ Ngô còn có một người là ủy viên thường vụ. Họ Khâu, họ Mai thì có người là ủy viên Bộ Chính trị. Phó Tiên Phong chỉ là một quan chức nho nhỏ, đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Hồ Nam. Mà sau chức bí thư tỉnh ủy này, Phó Tiên Phong có vào Bộ Chính trị được hay không vẫn còn chưa biết được. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, có thể sau 5 năm Phó Tiên Phong không chỉ thong dong vào Bộ Chính trị mà sau khi vào Bộ Chính trị còn có thể vào thường vụ. Phó Tiên Phong là một quái tài, cũng không phải người bình thường, ông ta luôn tạo ra những bất ngờ khó đoán. Mà trong bốn họ quý tộc thì họ Ngô là họ có thế lực mạnh nhất, Ngô Tài Dương có hy vọng được đảm nhiệm hai khóa. Có thể chờ Cổ Thu Thật thăng chức sau đó mới dễ dàng rút lui. Cho dù có rút lui thì trong 2 năm nắm quyền những phát ngôn của ông ta cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến thế cục đất nước. Nhưng gia sản của họ Ngô lại chẳng có người kế thừa trừ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là hy vọng duy nhất của họ Ngô. Nếu không có Hạ Tưởng, sau thời Ngô Tài Dương, nhà họ Ngô sẽ lâm vào thế cục rất bối rối. Ngoại trừ Liên Nhược Hạm có tài kinh doanh ra thì các con cháu đời thứ ba nhà họ Ngô vừa không có trí tuệ chính trị, lại không có tài năng nổi bật ở phương diện khác. Chỉ có thể sống bằng gia sản vốn có. Quân tử có thời, nếu không có Hạ Tưởng, e rằng họ Ngô chỉ giữ vững được ba đời sau đó sẽ xuống dốc, không bằng hai họ Mai, Khâu. Chính là vì thế lực của họ Ngô rất mạnh, nhưng đơn phương độc mã chống chọi, phúc đức lại không được lâu dài, trừ khi có vận may trên trời rơi xuống, nếu không thì họ Ngô khó mà vượt qua được vận hạn này. Từ trước tới nay, đất nước trải qua mấy nghìn năm anh hùng, chỉ ghi nhận một con người vĩ đại. Lưu truyền hơn 70 thế hệ đó chính là Khổng Tử. Hạ Tưởng là ngôi sao may mắn của họ Ngô, là sự đảm bảo lâu dài, ổn định cho họ Ngô đời thứ tư, đời thứ năm. Cũng chính vì thế, ông cụ nhà họ Ngô cũng như Ngô Tài Dương đều rất tận tâm với Hạ Tưởng, tuyệt đối tin tưởng mà giao hết cho Hạ Tưởng quản lý. Thế lực mạnh nên sức lan tỏa cũng mạnh, Hạ Tưởng còn là phúc tinh của cả bốn họ quý tộc. Nếu không có Hạ Tưởng làm cầu nối thì quan hệ giữa các gia tộc và thủ tướng sẽ xảy ra xung đột vô cùng lớn. Mà Tổng Bí Thư cũng không thể bắt tay và ghi nhận công lao của những gia tộc lớn này được.
không phải khoa trương chút nào, nhưng quả thực nếu không có Hạ Tường, các gia tộc này không thể có được thế lực lớn mạnh như bây giờ. Cũng không có viễn cảnh tốt đẹp như thế. Đồng thời, không có Hạ Tường, Tổng Bí Thư hay Thủ tướng khi xử lý công việc cũng không thể có được sự trợ giúp đắc lực từ các gia tộc này. Chuyện của Tự Phong, công việc ở tỉnh Tây giao cho cậu vậy. Khâu Nhân Lễ bắt tay Hạ Tường trong xe, mặc dù tư thế không thoải mái nhưng cũng cho thấy sự phó thác của Khâu Nhân Lễ. Về việc của Đinh Sơn, tôi đã kiến nghị lên trên, cậu hãy đến chào hỏi Bộ trưởng Ngô một tiếng, chuyện sẽ không rắc rối nữa. Đối với nhân cách của Đinh Sơn, tôi vẫn vô cùng tin tưởng, anh ta có thể đảm nhiệm phó chủ tịch ở tỉnh Tề, cũng là phúc của tỉnh Tề. Thật sự nếu không có chuyện của Khâu Tự Phong, thì việc của Lý Đinh Sơn cũng không có gì khó, Hạ Tường ngày này đã khác xưa nhiều rồi, chỉ cần anh ta mở lời, Khâu Nhân Lễ nhất định phải đối đãi tận tình và phải xem xét cẩn thận. Khâu Nhân Lễ cũng không về nhà họ Khâu mà chuyển xe đi thẳng về phía Trung Nam Hải. Khâu Nhân Lễ đến Trung Nam Hải để gặp Thủ tướng. Hạ Tường cũng trực tiếp đi gặp Đại Phục Thịnh. Cũng may, Đại Phục Thịnh đã sắp xếp gặp mặt ở một căn phòng trang nhã, chứ không phải gặp ở văn phòng làm việc hay ở những nơi riêng tư, như vậy cũng chứng tỏ lần gặp gỡ với Hạ Tường lần này, phần cũng vì việc công, phần vì việc tư. Diện mạo của Đại Phục Thịnh cũng khá, mặt chữ điền, lông mày rậm, lúc mỉm cười khiến cho người khác có cảm giác rất gần gũi, hiền hòa. Anh ta nắm chặt tay Hạ Tường. Đồng chí Hạ Tường, đồng chí đi đường vất vả rồi. Không đâu ạ, cảm ơn Thủ tướng quan tâm. Hạ Tường cảm nhận rõ sự nhiệt tình của Đại Phục Thịnh, trong lòng lại nhớ lời đến Trần Hạo Thiên, khiêm tốn nhưng không bất kính nói. Tôi vốn định đến Bắc Kinh sớm để hồi báo công việc cho Thủ tướng, nhưng do gần đây việc lưới điện quốc gia ở tỉnh Tây có vài vấn đề, nên phải lui lại vài ngày. Hạ Tường không phải vừa đến Bắc Kinh một vài ngày mà gần chục ngày rồi, nhưng anh ta cố tình nói vậy. Chính là cố ý nhắc khéo đến chuyện mạng lưới điện quốc gia ở tỉnh Tây. Hơn nữa hắn cũng rất rõ, Đại Phục Thịnh muốn gặp hắn cũng chính là vì chuyện này. May mắn trận chiến tranh luận giữa hai bên đã ngừng lại, nếu không hắn và Đại Phục Thịnh sẽ còn những trận đấu khẩu không có điểm dừng. Không thể không nói, Đại Phục Thịnh càng ngày càng có hứng thú với Hạ Tường. Có thể lý giải, cùng với Đại hội Đảng lần thứ 18 sắp đến gần, Đại Phục Thịnh đã sắp đi lên vũ đài lịch sử. Ở cái vị trí này của ông ta, nhất thiết phải tìm lối đi cho tương lai. Không chỉ phải tranh thủ sự ủng hộ của bí thư tỉnh mà còn tranh thủ sự công nhận năng lực làm việc của các bí thư tỉnh ủy tương lai nữa. Để tránh cho Trung Nam Hải những rắc rối, càng cần tới sự ủng hộ của những lực lượng đứng sau Hạ Tường nữa. Hơn nữa Hạ Tường không những là một người có chỗ đứng quan trọng trong giới quý tộc, cũng là bạn tốt của đoàn hệ. Trần Hạo Thiên và Cổ Thu Thật đều có quan hệ rất tốt với Hạ Tường. Nếu ông ta chỉ có mối quan hệ ngoại giao bình thường với hắn thì sẽ bất lợi cho con đường thăng tiến của ông ta sau này. Không sao đâu, chính sự quan trọng mà. Đại Phục Thịnh thân mật đáp. Hơn nữa tôi cũng không có việc gì gấp, mục đích cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng chính là về chuyện đường điện ngầm ở tỉnh Tây. Xin Thủ tướng chỉ thị. Hạ Tường nghiêm túc nói. Không phải chỉ thị, mà là thương lượng. Đại Phục Thịnh nhấn mạnh. Tình trạng mạng điện quốc gia. Cậu cũng biết đấy, tôi không cần phải nói nhiều nữa, tôi chỉ là nhận thoái thác của người khác, mong bên tỉnh Tây nhượng bộ. Giọng điệu của Đại Phục Thịnh rất thân thiết, không hề có một chút gì kiêu ngạo cả, và còn bổ sung thêm. Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến đề xuất của tôi thôi, cụ thể quyền quyết định là ở bên tỉnh Tây các cậu. Hạ Tường không nghĩ Đại Phục Thịnh lại thẳng thắn như vậy, vừa mới nhắc tới mà đã đề cập luôn, ngược lại lại làm cho Hạ Tường thấy do dự. Thủ tướng. Theo cá nhân tôi nghĩ, không phải là phản đối hoàn toàn, nhưng có một số vấn đề chi tiết chưa được thỏa mãn cho lắm. Tôi nghĩ mấu chốt ở đây không phải là ở vấn đề chi tiết, mà là ở vấn đề thái độ. Đại Phục Thịnh cười lớn nói. Lưới điện cao cấp của quốc gia đang được sử dụng rồi, dù sao nó cũng trong tay cậu rồi, ai có hô to cũng không thể qua mặt cậu được. Tôi cũng qua bên điện lực quốc gia chào hỏi, để họ bỏ thể diện xuống, thành thực thương lượng, cậu thấy thế nào? Đại Phục Thịnh đã nói như vậy, Hạ Tường cũng không thể từ chối được, chỉ là tiến thoái lưỡng nan, hơn nữa hắn cũng thỏa thuận gần xong rồi, chỉ còn chờ chút thời gian nữa là ổn, liền nói. Cũng được, cứ làm theo ý của Thủ tướng đi. Không, xin đừng nói là chỉ thị của tôi, hãy coi như nể mặt tôi được không? Đại Phục Thịnh nhấn mạnh. Nếu được thì, Hạ Tường, tôi nợ cậu lần này. Trong nháy mắt, Hạ Tường như hiểu ra gì đó.
hắn đã đoán ra mục đích của Đại Phục Thịnh. Hạ Tưởng nhận được đầy đủ lễ ngộ từ Đại Phục Thịnh. Buổi trưa, Đại Phục Thịnh mời Hạ Tưởng ăn một bữa cơm thường, đã là cơm thường, thì sẽ khác với các bữa tiệc chính thức, giống như các bữa cơm thân mật, nhưng khác với các bữa cơm thân mật đơn thuần, tóm lại là một bữa cơm vừa thân mật vừa có chút khách sáo. Sự chuyển đổi kinh tế dựa trên nguồn năng lượng của tỉnh Tây rất thành công, chính là phương hướng tiếp theo để chính phủ chuyển đổi kinh tế, có thể tin tưởng chắc chắn rằng, những gì tỉnh Tây đã thử nghiệm, có ý nghĩa lịch sử của thời đại, nhất định sẽ được lưu vào sử sách. Đại Phục Thịnh không hết lời khen ngợi sự thành công trong chuyển đổi kinh tế ở tỉnh Tây. Hạ Tưởng khiêm tốn nói vài câu. Đại Phục Thịnh xua tay nói. Cậu không cần phải khiêm tốn, tình hình tỉnh Tây tôi hiểu rất rõ, nói thật, thành công của cậu làm tôi cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng rõ ràng rằng, rất khó để có thể nhân rộng thành công của tỉnh Tây. Bởi vậy, theo như tình hình kinh tế trong nước, Quốc hội cũng có không ít tranh chấp, có nên thúc đẩy tiến trình chuyển đổi hình thức kinh tế trong cả nước, làm thế nào để kinh tế không bị trượt dốc nữa, Tổng Bí thư ủy thác tôi và vài phó Tổng Bí thư khác, đang nghe ý kiến từ nhiều chuyên gia khác nhau. Mỗi chính sách mà nhà nước ban hành, đều phải được đem ra trưng cầu ý kiến, sau khi so sánh một cách tổng hợp và một lần nữa đem ra thảo luận nghiên cứu một cách nghiêm túc, mới có thể đưa ra được quyết định. Không giống như những lời đồn rằng nhà nước đưa ra chính sách chỉ dựa vào đề xuất của một vài người. Mỗi chuyên gia lại có một điểm yếu của mình, nhưng tự bản thân mỗi người lại không nhận ra được khuyết điểm của mình. Mắt nhìn ra ngoài chứ không nhìn vào bên trong, đó chính là lý do mà con người luôn chỉ trách móc người khác, còn nghĩ rằng chính bản thân mình thì hoàn hảo rồi. Mỗi một chính sách chính phủ đưa ra, đều liên quan đến những chuyện quốc dân đại sự, làm sao lại chỉ có thể dựa vào một luận điểm của một chuyên gia kinh tế cơ chứ? Nghe một bên tất ngu muội, nghe nhiều phía mới khôn ngoan. Cho đến bây giờ Hạ Tưởng đã hoàn toàn khẳng định được những dự đoán của mình, thật ra trong việc lưới điện tỉnh Tây sắp sáp nhập vào lưới điện quốc gia, Đại Phục Thịnh chẳng có lập trường vững vàng gì cả, sở dĩ ông ta nhiệt tình như thế, quá quan tâm đến mạng lưới điện tỉnh Tây, thứ nhất cũng vì một chút ân tình còn về phần tình cảm phía sau vấn đề mạng lưới điện quốc gia, Hạ Tưởng không tài nào biết được, thứ hai, Đại Phục Thịnh chính là muốn mượn chuyện mạng lưới điện quốc gia lấy cớ tiếp cận với hắn một cách nhanh chóng. Không sai, trước khi Đại Phục Thịnh sắp sửa lên làm Tổng Bí Thư, ông ta đã bắt tay vào sắp xếp tình thế, lôi kéo Hạ Tưởng là việc quan trọng đầu tiên của ông ta. Quan hệ giữa Hạ Tưởng và Quan Viễn Khúc rất tốt, mặc dù chưa đến mức thân thiết như với Tổng Bí Thư, nhưng ai cũng không dám đảm bảo rằng sau khi lên nhận chức, Quan Viễn Khúc sẽ không nhanh chóng thiết lập một mối thân tình với Hạ Tưởng. Với xu thế quật khởi của thế lực gia tộc, Quan Viễn Khúc và Hạ Tưởng có cơ sở để nhanh chóng bắt tay với nhau. Sau Đại hội Đảng 18, cục diện trong nước sẽ biến đổi một cách rõ rệt. Đầu tiên, Quan Viễn Khúc đi lên đỉnh cao quyền lực đã dự báo sự quật khởi của các thế lực gia tộc, dựa vào xuất thân từ gia tộc truyền thống và lập trường chính trị của Quan Viễn Khúc để phán đoán thì thế hệ này của các gia tộc truyền thống có hy vọng phát triển mạnh mẽ. Điều đó càng khiến Đại Phục Thịnh vô cùng khâm phục mối quan hệ chặt chẽ giữa Hạ Tưởng và nhà họ Quý. Nhà họ Quý và Hạ Tưởng bắt tay chính là một nước cờ tuyệt diệu, thật sự là nhìn xa trông rộng. Như vậy, các thế lực gia tộc mới vốn có quan niệm không giống các gia tộc truyền thống cũng có sự ủng hộ Quan Viễn Khúc nhất định, khá xem trọng triển vọng của ông ta. Quan Viễn Khúc là kết quả của sự cân bằng các thế lực, nhưng không thể không nói rằng, Quan Viễn Khúc và đoàn hệ không thân thiết cho lắm, thậm chí có thể nói rằng, lực ảnh hưởng của thế lực gia tộc mới đối với Quan Viễn Khúc còn lớn hơn cả đoàn hệ, nếu lại thêm cả sự liên kết của nhà họ Quý và nhà họ Trịnh, tình thế nhất định sẽ trở nên mất cân bằng. Như thế thì tầm ảnh hưởng của Hạ Tưởng lại càng trở nên lớn hơn. Quan hệ giữa Hạ Tưởng và Quan Viễn Khúc, bây giờ là không quá thân nhưng cũng không quá xa cách, thân hơn so với mối quan hệ với đoàn hệ, nhưng tình thế làm nên anh hùng, ai cũng không dám nói sau Đại hội Đảng 18, Hạ Tưởng và Quan Viễn Khúc có hợp tác với nhau hay không. Vì sự hợp tác đó mà xa lánh phái bảo thủ, phái bình dân, thậm chí là đoàn hệ, tất cả đều có khả năng xảy ra. Đại Phục Thịnh nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề, nên ý thức được cần phải tăng cường qua lại với Hạ Tưởng để tăng cường thêm tình cảm, mặc dù các mối quan hệ khác của Hạ Tưởng như với Cổ Thu Thật, với Trần Hạo Thiên cũng rất tốt, nhưng lại không qua lại nhiều lắm với ông ta, nên ông ta phải chủ động tiếp cận Hạ Tưởng, nếu không, một khi mất đi rồi, sẽ phải nỗ lực hơn gấp 10 lần mới lấy lại được. Nửa tháng sau tôi sẽ có chuyến viếng thăm châu Âu, nếu tiện, cậu có thể đi với tôi một chuyến.
Đại Phục Thịnh tỏ ra vô cùng có thiện ý đối với Hạ Tưởng. Cùng với Phó Thủ tướng sang thăm châu Âu là một chuyện vô cùng tốt đẹp, chứng tỏ chính phủ rất coi trọng và tán thành với kinh tế của tỉnh Tây, cũng có thể thấy rằng nhà nước có rất nhiều chính sách ưu đãi cho tỉnh Tây, nếu lại có nguồn đầu tư nước ngoài một cách thích hợp thì rất có thể sẽ rót vốn cho tỉnh Tây. Nhưng Hạ Tưởng rất hiểu ngụ ý của việc đi cùng Đại Phục Thịnh sang thăm châu Âu, từ khi hắn đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh, chưa bao giờ tháp tùng bất kỳ nhà lãnh đạo quốc gia nào đi thăm viếng các nước khác cả. Nếu lần đầu tiên lại là đi mà lại đi tháp tùng cho Đại Phục Thịnh, như vậy trong con mắt của mọi người, đều cho rằng hắn dựa vào Đại Phục Thịnh. Hơn nữa, Hạ Tưởng cũng hiểu rõ là động thái này của Đại Phục Thịnh là biểu lộ thành ý với ông cổ. Trong chuyến viếng thăm châu Âu lần này của Đại Phục Thịnh, tình cờ lại đi qua thành phố nơi Cổ Ngọc ở, Hạ Tưởng đi cùng, có thể danh chính ngôn thuận mượn cớ để gặp Cổ Ngọc. Tin chắc rằng anh ta đi xa như vậy đến hỏi thăm Cổ Ngọc sẽ làm cô vô cùng vui mừng, đồng thời cũng có thể khiến ông cổ nhớ đến ân tình của Đại Phục Thịnh. Đại Phục Thịnh không phải lấy danh nghĩa của mỗi bản thân mình ra để mời Hạ Tưởng, mà chính là dùng danh nghĩa của cả đoàn hệ, Hạ Tưởng do dự một chút rồi vui vẻ gật đầu. Tôi rất sẵn lòng đi tháp tùng Phó Thủ tướng trong chuyến viếng thăm châu Âu. Đại Phục Thịnh cười nói. Được, vậy cậu đợi thông báo của tôi nhé. Ông ta không thể vì chuyện Hạ Tưởng đồng ý tháp tùng ông ta sang châu Âu mà làm mất đi danh dự bản thân mình được, nhưng như thế cũng nói lên một điểm, Hạ Tưởng đang đứng trung lập trong mối quan hệ giữa ông ta và Quan Viễn Khúc. Đại Phục Thịnh cũng hiểu rất rõ rằng, mặc dù ông ta và Quan Viễn Khúc chưa chắc đã bất đồng quan điểm nhưng đầu tiên nên khẳng định được lập trường của Hạ Tưởng mới làm ông ta cảm thấy yên tâm hơn. Sau khi tiễn Hạ Tưởng, Đại Phục Thịnh nghĩ ngợi một lát, liền gọi điện cho Cổ Thu Thật. Thu Thật à, Hạ Tưởng là một thanh niên rất kiên định, chẳng thể thay đổi được lập trường của cậu ta. Tôi hiểu Hạ Tưởng, vì sự ổn định của đại cục, trong thời gian này cậu ta sẽ không thay đổi lập trường. Trung lập cũng là một chuyện tốt, đều phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người. Cổ Thu Thật hiểu rất rõ Hạ Tưởng không thể nào hoàn toàn đi theo Đại Phục Thịnh hay Quan Viễn Khúc được, thậm chí nhìn xa hơn một chút, Hạ Tưởng cũng chưa chắc đã toàn diện ủng hộ ông ta. Hạ Tưởng rất có trọng lượng. Chỉ cần hắn ta nghiêng về bên nào thì tình hình sẽ lập tức trở nên mất cân bằng, trong một thời gian ngắn thì đó có thể là chuyện tốt, nhưng về lâu về dài, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự liên kết giữa các thế lực, ngược lại còn có thể gây thêm căng thẳng hơn. Hóa ra như thế, Đại Phục Thịnh nói, lần đầu tiên khoảng cách giữa ông ta và Hạ Tưởng lại gần đến thế, thu hoạch được rất nhiều thứ, nhưng ông ta quả thật là không thể hiểu nổi Hạ Tưởng. Không cần phải lo lắng về Hạ Tưởng đâu. Bất kể là đứng trên lập trường của quốc gia hay cá nhân, cậu ta đều rất đáng tin. Cổ Thu Thật rất tin tưởng và đánh giá cao về Hạ Tưởng. Còn về phía Trung Nam Hải, Hạ Tưởng không quay về nhà họ Ngô, mà đi thăm ông cổ trước. Ông cổ không hề biết Hạ Tưởng sẽ đến, đang nghỉ trưa ở trong nhà, Hạ Tưởng vốn không muốn đánh thức ông dậy, nhưng vẫn bị cảnh vệ làm ông ấy thức giấc. Thấy Hạ Tưởng, ông cổ vui mừng nói. Sao cháu lại đến thế? Đến rồi mà cũng không chào hỏi một câu. Tối hôm qua ta vừa mới thu hoạch được một mớ rau, nhất định cháu sẽ thích ăn cho mà xem, đang định gọi điện cho cháu, nhưng lại quên mất, đúng là người già mà, rất chi là lẩm cẩm. Ngay cả người luôn kiệm lời như ông cổ mà nói nhiều như vậy, có thể thấy thứ nhất là vì ông đã già rồi, thứ hai chính là vì Cổ Ngọc không ở bên cạnh ông nên ông nhất định rất cô đơn, trong lòng Hạ Tưởng cảm thấy vô cùng thương xót, nắm tay ông cổ. Ông cứ cất tạm trong tủ lạnh đã, cháu sẽ lại đến ăn mà. Ông cổ cười. Đã cất trong tủ lạnh rồi, chính là đậu cốp, rau dại, rất ngon, bình thường nhất định cháu muốn cũng không có mà ăn. Đã đến đây rồi, tối nay đừng về, luộc lên ăn, cùng ta uống vài chén. Hạ Tưởng định nói với ông cổ vài câu rồi quay về nhà họ Ngô, bây giờ đã thay đổi ý định, quyết định tối nay sẽ ở lại ăn cơm với ông cổ. Nói vài chuyện. Bàn luận vài vấn đề liên quan đến quân đội quốc gia và đảng chỉ huy, thấy trời đã tối, ông cổ liền kêu người đi nấu cơm, cả một đời làm sĩ quan chiến đấu oanh liệt của ông, lúc này đây cũng như những người già khác, nhớ Hạ Tưởng thích ăn gì, đối với Hạ Tưởng như con của mình vậy, cứ lẩm bẩm nói mãi. Ít lâu nữa cháu sẽ đi châu Âu một chuyến, cháu đi tháp tùng Phó Thủ tướng Đại trong chuyến viếng thăm châu Âu, may quá có thể tiện thể đi thăm Cổ Ngọc. Hạ Tưởng đợi ông cổ thao thao bất tuyệt một hồi. Cuối cùng hắn cũng đã nói ra chuyện này. Ông cổ vui mừng. Tốt quá, nhớ mang mấy bức ảnh của con bé đó về đây nhé. Mặc dù con bé có nói chuyện qua webcam với ta, nhưng cảm thấy không thật lắm,
ta rất muốn có vài bức ảnh của nó, hình như con bé cũng sắp về rồi, cháu nói với nó, ông nội nó rất nhớ nó, hy vọng nó sớm quay về, ông nội ở trang trại chỗ ngoại thành, có cỏ cây hoa lá, còn có cả đất để trồng rau nữa, tất cả đều là tự nhiên, ngoại trừ việc không khí không thoáng đáng như ở bên nước ngoài ra, bảo đảm từ nước đến rau cỏ, tất cả đều sạch. Hạ Tưởng cảm thông sâu sắc với nỗi lòng của ông cổ, trong lòng hắn dấy lên một nỗi buồn sâu sắc, bây giờ đất nước giàu rồi, vững mạnh rồi, nhưng những người có quyền có thế, đều đi ra nước ngoài để sinh sống, chẳng lẽ là do trong nước có điểm nào không tốt sao? Kỳ thật là không phải như thế, chính là do vấn đề ô nhiễm ở trong nước rất nghiêm trọng, ngăn ngừa được ô nhiễm nguồn nước, không ngăn được muối, ngăn ngừa được muối rồi, thì không ngăn được vấn đề sữa. Cứ cho là có thể mua được những thứ đắt tiền nhất cũng không thể giải quyết được vấn đề ô nhiễm không khí. Công bố của quốc gia về mức độ ô nhiễm luôn phải hạ thấp xuống thật khiến người ta đau lòng. Thậm chí sứ quán các nước đều công bố mức độ ô nhiễm trong nước cao gấp 3 lần so với công bố của nhà nước, phía chính phủ ngoại trừ mãnh liệt yêu cầu các sứ quán nước ngoài không công bố thông tin trái ngược với nhà nước thì vẫn chưa có giải thích gì về vấn đề ô nhiễm. Lừa dối 1-2 năm thì không khó, cái khó chính là làm sao để giấu được cả đời. Sau khi ăn cơm với ông cổ xong, Hạ Tưởng trở về nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô đã lên đèn, Ngô Tài Dương và ông Ngô đều ở trong nhà, hiển nhiên là đang đợi hắn. Điều Hạ Tưởng không ngờ được là, vừa mở cửa bước vào nhà, liền nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Quan Viễn Khúc. Nếu như muốn khiến Hạ Tưởng trả lời hai vấn đề khó, vậy thì có lẽ hắn thật sẽ lựa chọn trầm mặc giữa Quan Viễn Khúc và Đại Phúc Thịnh, hắn sẽ thiên về ai? Trầm lặng, cũng không có nghĩa hắn không có lựa chọn, mà là hắn ít nhất cho đến hiện tại, không có cách nào lựa chọn. Trước khi bụi bặm của bố cục chính trị xác định, hắn chỉ có thể chọn trung lập, sau khi xác định xong, cũng phải xem xét cơ hội mà hành động, im lặng quan sát quan niệm chấp chính của Quan Viễn Khúc và Đại Phó Thịnh. Dưới đài và trên đài, có lúc là tuyệt nhiên phong cảnh không giống nhau, cũng như vậy, cùng một người ở trên đài và dưới đài, có lẽ sẽ là bộ mặt không giống nhau. Hiệu trưởng Quan, Hạ Tưởng cười hỏi thăm Quan Viễn Khúc, nghĩ thầm buổi sáng mới gặp mặt Đại Phúc Thịnh. Buổi tối Quan Viễn Khúc liền xuất hiện ở nhà họ Ngô, thật là sự trùng hợp lớn. Thật trùng hợp, tôi tới thăm ông Ngô, không biết cậu cũng ở thủ đô. Quan Viễn Khúc mượn cớ trùng hợp, giải thích khéo léo nguyên nhân ông ta hiện thân ở nhà họ Ngô. Sao không gọi điện thoại trước, nói ra thì rất lâu rồi không có thời gian để ngồi với nhau, vừa hay tôi có chuyện muốn nói chuyện với cậu. Làm nhân vật trung tâm, cảm giác luôn luôn được người khác chú ý tuy rất tốt. Nhưng Hạ Tưởng vẫn đang âm thầm cảnh báo bản thân chỉ có giữ vững nguyên tắc bản thân, mới có thể giành được sự tôn trọng lâu dài của người khác, bất kỳ quyết định lý trí nào đều dễ dàng khiến hắn mất điểm lớn. Lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên của nhiệm kỳ mới đã sắp mở rồi, tôi muốn trọng điểm bồi dưỡng mấy cán bộ trẻ có triển vọng, cậu giới thiệu vài người thích hợp nhé. Quan Viễn Khúc vẻ mặt mỉm cười, thái độ vô cùng chân thành. Ân tình lớn thật, Hạ Tưởng không ngờ Quan Viễn Khúc cũng rất có thành ý. Ngược lại làm hắn ngây người ra. Viễn Khúc cũng là có ý tốt, Hạ Tưởng, cậu lựa chọn tiến cử vài người thích hợp đi. Ngô Tài Dương e sợ Hạ Tưởng có ý đẩy đi, liền tiếp lời nói, hơn nữa ông ta không xưng hô chức vụ của Quan Viễn Khúc mà trực tiếp gọi tên ra, càng biểu hiện gần gũi cũng là ám thị cho Hạ Tưởng so sánh một chút Quan Viễn Khúc có cùng nguồn gốc với thế lực gia tộc. Hạ Tưởng kỳ thật khi vừa gặp mặt Quan Viễn Khúc câu đầu tiên liền gọi ông ta là hiệu trưởng Quan. Mà không phải bí thư Quan hay là chủ tịch Quan, cũng là đã biểu thị ý quan hệ gần gũi rồi. Nhưng đối với việc Quan Viễn Khúc vừa đến đã tặng một ân tình lớn vẫn thấy vô cùng ngạc nhiên, mặc dù hắn cũng biết rõ, sợ là Quan Viễn Khúc cũng nghe thấy phong thanh Đại Phúc Thịnh và hắn đến gần. Cùng với Đại hội 18 đang tới gần, cục diện chính trị trong nước đang im lặng phát sinh biến tinh tế. Quan Viễn Khúc và Đại Phúc Thịnh tuy không có hành động trên diện rộng, nhưng bố cục ngầm cũng không thể ít. Nếu đợi sau khi lên chức mới bắt tay bố cục lại, thì muộn rồi. Ông cụ Ngô cũng thấy Hạ Tưởng dường như vẫn còn có ý do dự, liền đoán ra điều gì, cười ha ha. Cổng lớn nhà họ Ngô không phải ai đều có thể thích đến thì đến. Hạ Tưởng, cậu và Viễn Khúc hai lần ngẫu nhiên gặp mặt ở nhà họ Ngô, lại thêm cậu cũng là học sinh của Viễn Khúc, lẽ nào không phải là duyên phận sao? Ngô Tài Dương thay lời Quan Viễn Khúc, là cơ bản sau này muốn cộng việc. Ông Ngô cũng dàn xếp cho Quan Viễn Khúc, là Quan Viễn Khúc được lòng của ông Ngô hơn so với Đại Phúc Thịnh, Hạ Tưởng chỉ có thể thế dựa vào sườn núi. Cảm ơn hiệu trưởng Quan, tôi sẽ tiến cử người tài hiền không nhường người thân,
giới thiệu Từ Tử Kỳ, Lương Thu Duệ và Trung Nghĩa Bình. Từ Tử Kỳ và Lương Thu Duệ đều đã ở vị trí phó giám đốc sở được mấy năm rồi, Trung Nghĩa Bình bây giờ vẫn là trưởng phòng, cấp bậc trưởng phòng hiển nhiên không đủ quá trình công tác tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên của Trung ương. Hạ Tưởng cố ý nhắc đến Trung Nghĩa Bình là muốn đưa cho Quan Viễn Khúc một đề khó không lớn cũng không nhỏ. Kỳ thật Quan Viễn Khúc thân là hiệu trưởng, vốn dĩ sẽ không quan tâm chuyện nhỏ của lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên. Lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên là cái nồi bồi dưỡng cán bộ cấp bộ và cấp tỉnh, đối với cán bộ cấp sở mà nói là cung điện thần thánh, đối với Quan Viễn Khúc đã tiếp cận vấn đề tranh giành ngôi báu mà nói, tầm nhìn của ông ta chỉ rơi vào những chính chức thuộc tỉnh bộ có thực quyền trở lên. Nói cách khác, là cấp bậc bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh mới có thể lọt vào con mắt của ông ta. Cho nên nói, Quan Viễn Khúc tự mình qua hỏi chuyện lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên đích thực là bán cho Hạ Tưởng một món ân tình lớn. Từ Tử Kỳ, Lương Thu Duệ và Trung Nghĩa Bình bây giờ đều đang ở chức vụ và cấp bậc gì? Quan Viễn Khúc hỏi, ông ta đương nhiên không biết ba người đó là ai. Hạ Tưởng liền giới thiệu ngắn gọn tình hình của ba người, đặc biệt nhấn mạnh Trung Nghĩa Bình. Trung Nghĩa Bình bây giờ là bí thư huyện ủy, bước tiếp theo là đề bạt lên phó thị trưởng. Nếu như Trung Nghĩa Bình mới lên phó thị trưởng đã lập tức vào lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên, là ngồi trên hỏa tiễn. Hạ Tưởng đợi Quan Viễn Khúc đánh giá thế nào hành động hắn tiến cử Trung Nghĩa Bình. Quan Viễn Khúc hơi ngây người, lại cười. Không sợ ngồi hỏa tiễn, chỉ sợ sau khi ngồi lên rồi lại rơi xuống. Có điều nếu là do cậu đề danh, tôi sẽ gật đầu. Điều kiện trước tiên, Trung Nghĩa Bình phải lên chức phó thị trưởng. Không lên phó thị trưởng, dựa vào thân phận cấp trưởng phòng tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên, vậy thì nói dẫn rồi. Hạ Tưởng thấy Quan Viễn Khúc vô cùng tín nhiệm hắn, cũng đích thực vô cùng thành ý, đương nhiên cũng không bài trừ có ý tranh thủ thiện cảm của ông Ngô và tranh thủ sự ủng hộ của Ngô Tài Dương, vô cùng khách khí biểu thị cảm tạ. Cảm ơn hiệu trưởng Quan tin tưởng tôi. Khách khí là người ngoài rồi. Quan Viễn Khúc cười vỗ vai Hạ Tưởng. Nghe nói cậu có hứng thú lớn với sản nghiệp văn hóa, nào, nói chuyện với tôi cách nhìn của cậu đối với hiện trạng sản nghiệp văn hóa. Buổi trưa khi ăn cơm với Phó Thủ tướng Đại, tôi cũng nói đến tính tất yếu chấn hưng sản nghiệp văn hóa. Hạ Tưởng cuối cùng cũng nhắc đến cuộc gặp mặt với Đại Phục Thịnh, lời vừa nói ra, ông Ngô và Ngô Tài Dương bốn mắt nhìn nhau, thoáng trong đó giao lưu chút ánh mắt, hàm xúc biểu thị hài lòng cuộc gặp mặt kín đáo giữa hắn và Đại Phục Thịnh. Hạ Tưởng nói hay không Quan Viễn Khúc đều biết hắn gặp mặt Đại Phục Thịnh, nhưng hắn nói trước mặt, cũng là tôn trọng Quan Viễn Khúc, ý nghĩa không giống nhau. Chấn hưng sản nghiệp văn hóa chạy lấy đà kinh tế lần ba của kinh tế Trung Quốc, nhưng chấn hưng sản nghiệp văn hóa không thể một lần là xong, thả trôi thị trường truyền thông, giảm thiểu quản chế xuất bản là việc cấp bách. Hạ Tưởng không né tránh Quan Viễn Khúc sắp trở thành thân phận người đứng đầu trong nước, lời nói thẳng không che đậy. Bây giờ hiện trạng của sản nghiệp văn hóa trong nước là, hoặc là lấy biện tử hí cầm quyền, ngày ngày đắm chìm trong ái tình của những ông vua mờ mịt hư ảo tục để bím tóc thời nhà Thanh, hoặc là không có đạo đức quan, ba bộ phim nhựa về đạo đức quan, ví dụ như Tam Thương Phách Án Hổ Biên. Điện ảnh nước Mỹ tuy là thể hiện và tuyên truyền giá trị quan của văn hóa nước Mỹ, nhưng cũng tự có tuyên dương theo hướng tích cực trở lên, bên trong giới tri thức và giới văn hóa trên phương diện giản ý, còn có quá người khiếm khuyết. Giản ý không nhất định vĩ đại to lớn, là tuyên dương sự lương thiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tinh thần hướng lên trên của chính nghĩa và mạnh mẽ. Hạ Tưởng sở dĩ dám đem khuyết điểm của sản nghiệp văn hóa Trung Quốc nói ra trước mặt Quan Viễn Khúc người sắp trở thành người đứng đầu cả nước, bởi vì hắn hiểu Quan Viễn Khúc cũng chán ghét với biện tử hí và không thích ông đạo diễn nào đó. Đương nhiên, Hạ Tưởng không chỉ đánh vào sở thích, cũng là vì kéo dài quan niệm chính trị mà giao lưu ý kiến với Quan Viễn Khúc. Khiến Quan Viễn Khúc hiểu ý tưởng thực của hắn, đồng thời, cũng muốn nghe thái độ của Quan Viễn Khúc về thả trôi quản chế truyền thông, đồng thời mở rộng sản nghiệp văn hóa. Quan Viễn Khúc là người đứng đầu, đối với thả lỏng hình thái ý thức, ông ta cũng có quyền chủ đạo, tuy bước đầu nhậm chức chưa ngồi ổn định ngai vàng, thậm chí hình thái từ nay về sau sẽ dần dần thiên về Quan Viễn Khúc. Dựa vào dự đoán của Hạ Tưởng, Quan Viễn Khúc nếu ra quyền uy của người thứ nhất, thì thời gian phải dùng càng ngắn hơn so với Tổng Bí Thư. Quan Viễn Khúc như thoáng chút suy nghĩ rồi gật đầu. Cậu nói không phải không có đạo lý, nói tiếp đi. Quan Viễn Khúc không trực tiếp bày tỏ thái độ, phù hợp với thân phận của ông ta, nhưng ông ta hứng thú với cách nói của Hạ Tưởng, hiển nhiên không phải là giả bộ.
Ông Ngô và Ngô Tài Dương đứng ở một bên, cảm thấy vui mừng sự hỗ trợ giữa Hạ Tưởng và Quan Viễn Khúc, cũng không nói ra, chỉ hơi gật đầu công nhận. Đảng chúng ta từ khi xây dựng căn cứ mà bắt đầu, chính là đảng chấp chính giải rác vài khu vực, năm 1949 thành lập chính quyền toàn quốc, nhưng sau khi dựng nước, vẫn không có xử lý tốt mấy vấn đề cơ bản. Những cái khác thì không nói đến, chỉ nói đến một trong những cái đó, là quan hệ với phần tử tri thức. Vấn đề của Hạ Tưởng càng trực tiếp càng sắc bén. Mấu chốt là không thừa nhận tính độc lập của phần tử tri thức và không tri thức, vốn dĩ là muốn lãnh đạo tất cả, hơn nữa cụ thể hóa hành vi vi phạm của bất kỳ lãnh đạo nào đó cùng với ý chí của đảng viên nào chính là phản đảng, nghe lời là ủng hộ đảng, không nghe lời là đối lập đảng. Lịch sử, văn hóa và tri thức đã tồn tại trước đó mấy ngàn năm, có thể chuyển rời ý chí của đảng đồng thời phục tùng đảng. Thật lòng mà nói, đương nhiên là không thể. Có thêm Di Độc và Thanh Tẩy Văn Chương, thế là nô tài văn hóa và tay chân của văn hóa sinh ra không ngừng, tai nạn văn hóa học thuật liên tiếp xuất hiện. Cho đến hôm nay sau mười mấy năm cách giải phóng, khắp cả nước là 1 tỷ 3 người, không có một bộ hướng ra thế giới, không có lấy một bộ phim cổ động, không học giả chuyên gia giành được giải thưởng quốc tế lớn. Mỗi năm luận văn đạt điều đếm không hết, 30% là tác phẩm ăn cắp, 80% cuối cùng biến thành đống rác, chỉ có chưa đến 1% là ảnh hưởng tập san quốc tế mà phát biểu. Mỗi năm kinh phí nghiên cứu khóa học hàng chục tỷ, đại đa số đã dùng để ăn uống mời khách. Hiệu trưởng Quan, nếu nói hủ bại trên quan trường ăn mòn chính là cơ sở chấp chính, vậy thì hủ bại giới văn hóa ăn mòn chính là linh hồn của dân tộc. Hạ Tưởng có cảm xúc mà phát biểu, trước mặt Quan Viễn Khúc nói ra bất mãn trong lòng tích tụ đã lâu. Hôm nay ở nhà họ Ngộ, Quan Viễn Khúc còn chưa thực sự tranh giành người đứng đầu, vậy thì lời của ông ta sợ rằng từ từ mà biến mất, cũng có thể biến thành một lần đối thoại cá nhân mà không cần tính toán. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng tin rằng tầm nhìn lâu dài và lòng dạ Quan Viễn Khúc, năm đó khi quay bộ, Hồng Lâu Mộng, là khi Quan Viễn Khúc nhậm chức bí thị thành ủy, đã có tầm nhìn xa xôi đầu tư dựng lên đại quan viên, thu hoạch thành công lớn, thậm chí khi đến bây giờ, đại quan viên vẫn là một điểm du lịch nổi tiếng. Quan Viễn Khúc hồi lâu không nói, trầm mặc một lúc, lại từ từ uống ngụm trà, trong mắt quan sát phản ứng ông Ngô và Ngô Tài Dương. Ông Ngô và Ngô Tài Dương đối với lời nói của Hạ Tưởng không hề động lòng, hoặc là sự việc sớm đã đạt thành nhận thức chung hay là quá dung túng đối với Hạ Tưởng, tùy ý Hạ Tưởng nói ra khiếm khuyết về bản chất của đảng. Đương nhiên, Quan Viễn Khúc bị đánh trở thành phái bảo thủ, làm qua thanh niên trí thức được giáo dục từ xã, ông trải qua mấy lần thống khổ trên lịch sử của nước Cộng Hòa, đối với nhiều việc đau đớn về xác thịt, càng có quyền phát ngôn hơn Hạ Tưởng. Nhưng người có quyền phát ngôn chưa hẳn có thể mở mồm nói. Nhất thời ông ta nghĩ nhiều rồi, đột nhiên đứng dậy nhìn đồng hồ. Thời gian không sớm nữa, ông Ngô nghỉ ngơi sớm đi. Hạ Tưởng tiễn Quan Viễn Khúc ra ngoài cổng lớn, Quan Viễn Khúc nắm lấy tay Hạ Tưởng, mới nói một mình với Hạ Tưởng. Cách nhìn của cậu, trong vòng 10 năm, nhất định thực hiện. Nhìn thấy xe của Quan Viễn Khúc dần dần khuất trong màn đêm mịt mờ, trong lòng Hạ Tưởng phải hồi lâu khó có thể bình tĩnh được, người dân là giàu có. Nhưng sự trói buộc về tư tưởng vẫn còn, Di Độc vẫn còn, trói buộc không cởi ra, Di Độc không tẩy sạch, hồi phục quang cảnh Hán Đường uy thế, chỉ là lời nói suông. Lời nói suông hại nước. Một người có tiền, không có văn hóa, không có tố chất thì không có tinh thần và sức mạnh, đất nước cũng thế, quốc gia giàu có của Trung Đông rất nhiều, nhưng trừ việc bán dầu mỏ ra, còn lại không có gì, thậm chí còn bị nước Mỹ lôi kéo. Giàu có chỉ là cường tráng không phải là hùng mạnh. Hạ Tưởng tự nhận đối với Quan Viễn Khúc không đủ hiểu hết, vừa mới nói dõng dạc một phen, nhưng cũng có 3 phần thử 4 phần thật lòng biểu lộ, thêm 5 phần tính chất biểu diễn. Người trong quan trường, thời khắc cần hiểu được bảo vệ chính mình, huống hồ đối với lập trường chính trị và tư tưởng chấp chính của Quan Viễn Khúc, hắn nhiều nhất chỉ hiểu được 3 phần. Mặc kệ câu nói cuối cùng của Quan Viễn Khúc là lời thật lòng, trong lòng Hạ Tưởng coi như có đại khái phương hướng, người lãnh đạo quốc gia của thời đại mới. Càng thêm tự tin đối với nắm chắc tình thế thế giới, cũng càng thêm giải phóng, chỉ ít từ sự tiếp xúc với Quan Viễn Khúc và Đại Phục Thịnh mà xem, đều càng thành thục càng có dũng khí đối mặt thế cục phức tạp của quốc tế. Trở lại phòng khách, ông Ngô và Ngô Tài Dương đang nói chuyện gì đó, vừa thấy Hạ Tưởng, Ngô Tài Dương liền nghiêm túc nói. Hạ Tưởng, lời nói lúc nãy của cậu cực đoan quá, Quan Viễn Khúc là người thế nào? Thân phận về sau của ông ấy là người đứng đầu. Chẳng may tạo ấn tượng không tốt cho ông ta, hệ số mạo hiểm quá lớn.
Hạ Tưởng đã sớm gia nhập nhà họ Ngô, Ngô Tài Dương cũng từng thể hiện vẻ mặt không phục với hắn, có điều đó là răn dạy và trách mắng, là khiển trách châm biếm. Đợi Ngô Tài Dương sau khi hoàn toàn tiếp nạp hắn, đối với hắn cho tới bây giờ đều là vẻ mặt vui vẻ, cũng không có vẻ mặt lạnh lùng. Hôm nay là lần đầu tiên vẻ mặt biến sắc. Nhưng không phải là giáo huấn khiển trách, là quát lớn, là yêu quý, là yêu cho roi cho vọt. Hạ Tưởng vẫn chưa hiểu, ông Ngô khoát tay nói. Tài Dương, con tuổi lớn rồi, không có xung động, đừng lấy tiêu chuẩn của con để so sánh Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là con người mới, thường thì thế hệ người mới thay người cũ, không thể thường dựa theo tư duy của bản thân con để là trói buộc tuổi trẻ. Tuổi trẻ bảo thủ giống người già, quốc gia hoàn toàn có thể hy vọng điều gì? Nước Mỹ tại sao lại hùng mạnh? Chính là chế độ nước Mỹ bảo đảm để người trẻ tuổi có tinh thần giao tranh hướng lên trước. Khó có thể được ông Ngô khai sáng, Hạ Tưởng cười nói. Ông Ngô anh minh, ít tâng bốc thôi. Ông Ngô cười mắng một câu. Nói xem Quan Viễn Khúc nói gì với cậu. Hiệu trưởng Quan nói, tư tưởng của cháu trong vòng 10 năm, tất sẽ thực hiện được. Hạ Tưởng biết ông Ngô mặc dù rộng lượng, kỳ thật ngấm ngầm lo lắng Quan Viễn Khúc có thành kiến với hắn. Ngược lại là không sợ Quan Viễn Khúc có thể mọi việc đều nhằm vào hắn, mà là không muốn thêm hiềm khích. Trên chính trị, không thể trở thành đồng minh, cũng không thể trở thành hai bên đối lập. Cho dù chỉ là có chuyện bất hòa, cũng dễ thành địch thủ chính trị. Đương nhiên, cho dù Hạ Tưởng nhất thời mạo phạm Quan Viễn Khúc, hắn và Quan Viễn Khúc cũng không có khả năng trở thành địch thủ chính trị. Ông Ngô và Ngô Tài Dương liếc mắt nhìn một cái, trong ánh mắt bao hàm nhiều ẩn ý sâu sắc, qua một hồi lâu ông Ngô mới hơi hướng về sau, nói một câu cảm khái. Tài Dương, con và ta không hiểu Quan Viễn Khúc như Hạ Tưởng. Ngô Tài Dương hơi gật nhẹ đầu. Hoặc là lời của Quan Viễn Khúc nửa thật nửa giả, nhưng bất luận thế nào, chí ít ông ta tán thành cách nói của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, cậu có nghiên cứu qua hệ thống của Quan Viễn Khúc? Thật lòng mà nói, Hạ Tưởng thực sự có nghiên cứu qua hệ thống của Quan Viễn Khúc. Ngày trước, Hạ Tưởng nói chuyện với Ngô Tài Dương, đều là đi bộ trong sân, hôm nay hắn lại vào trong thư phòng nói chuyện với Ngô Tài Dương, lại còn trong thư phòng của ông Ngô. Ông Ngô mệt rồi, đi ngủ trước rồi. Trong nháy mắt Ngô Tài Dương ngồi ở chiếc ghế ông Ngô vẫn thường ngồi, trong đầu Hạ Tưởng bỗng lóe lên một ý nghĩ mãnh liệt, người thời đại mới đổi người cũ, ông Ngô đem thư phòng nhường lại cho Ngô Tài Dương, tương đương như là ông Ngô đem quyền lớn giao vào tay Ngô Tài Dương, từ nay trở đi, phương hướng đại thể nhà họ Ngô do một tay Ngô Tài Dương chấp trưởng. Không, nói càng chuẩn xác hơn, do Ngô Tài Dương và hắn kết hợp chấp trưởng. Ngồi trước mặt Ngô Tài Dương, ánh mắt đều nhìn qua từng chỗ trong gian phòng 20 mét vuông, gian phòng không lớn vẫn luôn duy trì hình dạng mà hắn đến nhà họ Ngô lúc ban đầu, từ trước đến giờ chưa có thay đổi lớn, nhưng quyền lực trung tâm của nhà họ Ngô đều ở đây, cũng là một căn phòng chặt chội đủ để ảnh hưởng thế cục chính trị trong nước. Đất trời nhỏ, văn chương lớn, từng có không ít cao quan các cấp muốn vào cửa mà không thể, lại từng có tiếp đãi không ít ngưỡi lãnh đạo quốc gia. Hiện giờ, ông Ngô cơ bản toàn diện giao quyền ra. Chính là nói, từ giờ về sau tất cả chuyện lớn của ông Ngô, đều do Ngô Tài Dương và hắn thương nghị trong gian phòng này mà định. Thậm chí đại kế liên quan đến thế lực gia tộc chỉnh thể từ việc nhỏ ảnh hưởng toàn bộ, cũng từ lúc này mà sinh. Ngô Tài Dương mở cửa sổ, gió đêm lặng yên thổi, hương vị của màn đêm qua cửa sổ len vào, làm người ta thản nhiên tâm động, đứng trước cửa sổ trầm mặc một lát, Ngô Tài Dương mới xoay người lại, nhìn trực tiếp vào mắt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, bố cục của cậu to lớn quá, đến tôi cũng bị cậu làm mê mẩn rồi. Hạ Tưởng ngẩn ra, trong lòng lóe lên ý niệm đầu tiên là, lẽ nào Ngô Tài Dương biết được sau lưng Liên Nhược Hạm có tài sản khổng lồ. Đích thực, Liên Nhược Hạm thân thế kinh người được như ngày nay cũng không bị lộ ra ngoài, không phải là cố ý giấu giếm điều gì, đối với Ngô Tài Dương sắp đi lên ủy viên thường vụ bộ chính trị mà nói, kỳ thật không biết còn tốt hơn so với biết. Có điều lập tức lại nghĩ, có lẽ không phải. Ngô Tài Dương đối với sự vụ kinh tế cũng không lành nghề, cũng không quan tâm, tầm nhìn của ông ta trên cơ bản đều dừng ở chuyện suy tính chính trị. Cái này, Hạ Tưởng giả vờ hồ đồ cười ha ha. Tôi nghiên cứu hệ thống một chút tổ chức thành viên chính trị của cậu, sau khi điều chỉnh cái mới, chỉ ít có 2-3 vị cấp thứ trưởng, 3-4 vị cấp sở, dưới cấp sở thì không nói nữa. Ngô Tài Dương không chỉ thất kinh về sự khổng lồ của tổ chức thành viên chính trị của Hạ Tưởng, mà là thất kinh một lòng một dạ với tổ chức thành viên chính trị của Hạ Tưởng. Nói chung,
người đi trà lạnh là thái độ thường thấy của quan trường, có thêm sau khi quyền uy và uy danh của lãnh đạo phân rời. Cũng là người đi chính trị rừng, từng là hội vòng tròn bị đánh loạn, từng là hội dòng chính bị phân tán nhiều nơi, đến thân tín tín nhiệm nhất cũng có khả năng đổi hướng theo kẻ khác. Dòng chính hạ tưởng bồi dưỡng về số lượng mà nói, không coi là nhiều, nhưng dựa vào chất lượng mà nói, vô cùng hoàn mỹ. Hạ tưởng mỗi lần nhậm chức đều lưu lại hai kẻ thân tín, trước khi hắn rời đi, thân tín của hắn đều đã đứng vững gót chân rồi, đợi hắn sau khi rời đi, dường như mỗi người đều được đề bạt cố nhiên có liên quan đến sự sắp xếp lâu dài của hạ tưởng, cũng là năng lực bản thân của mỗi thân tín đủ cứng rắn để thực hiện dưới tình hình hạ tưởng rời khỏi lãnh đạo trung tâm đồng thời lực ảnh hưởng dần dần nhạt dần, thân tín cá biệt thậm chí chủ quản một thành phố, trở thành thị trưởng một thành phố hoặc là bí thư thành ủy. Lúc này theo cách thường thấy, là khi suy yếu ảnh hưởng của hạ tưởng. Nhưng dường như mỗi một thân tín do hạ tưởng trực tiếp bồi dưỡng đều không bị nhạt hóa ảnh hưởng của hạ tưởng, còn có ý mà như vô tình đem quan niệm của hạ tưởng làm thành sự thật, thậm chí nghiêm khắc dựa theo chỉ tiêu của hạ tưởng để yêu cầu bản thân. Ngô Tài Dương điều tra biểu hiện mấy dòng chính chủ yếu trong nhiệm kỳ của hạ tưởng, dựa vào ánh mắt bắt bẻ và tiêu chuẩn hà khắc để chấm điểm, có thể đạt hơn 90 điểm. Ngô Tài Dương là nhiệm kỳ trưởng ban nghiêm khắc nhất mà ban tổ chức trung ương công nhận, có thể được ông ta cho đến 80 điểm đã ít lại càng ít. Ngô Tài Dương mới thật sự chấn kinh, coi như hiểu hạ tưởng có dụng tâm lâu dài. Hạ tưởng bồi dưỡng không phải là dòng chính, không phải là thân tín, cũng không phải là vòng tròn và tổ chức thành viên chính trị, mà là lực lượng hậu bị có thể đảm đương trọng trách. Nhất là khiến Ngô Tài Dương khó có thể tin chính là, trong dòng chính của hạ tưởng, không một ai có hành vi tham ô, không một ai bị điều tra vấn đề tác phong sinh hoạt, đồng thời, không có ai đảm nhiệm tầm thường vô vị. Khó có được, thật khó có được, vô cùng khó có được. Trước kia Ngô Tài Dương không có quan tâm đến tổ chức thành viên chính trị của hạ tưởng, cho rằng hạ tưởng không làm qua phượng diện tổ chức, bồi dưỡng tổ chức thành viên coi như có thành tựu nhỏ, sợ khó thành vũ khí lớn, không nghĩ lần này tổ chức thành viên của hạ tưởng tất cả nâng cao, đề cập đến bước nhảy vọt từ giám đốc sở lên thứ trưởng. Mới lọt vào mắt ông ta, mới khiến ông ta thất kinh và thêm phần kính phục. Hạ tưởng, thật sự rất giỏi, giấu sau lưng ông ta một bàn cờ lớn, bố cục rất sâu, nếu như thực lực chỉnh thể tổ chức thành viên của hạ tưởng lại bước thêm một bước mới trong, nếu như trong nước các tỉnh có 3 năm vị trung thành với chủ tịch tỉnh hạ tưởng, thử nghĩ, nếu như đến lúc đó hạ tưởng mới là ủy viên bộ chính trị, ít nhiều khiến người ta chấn kinh thực lực. Ngô Tài Dương đảm nhiệm qua bí thư tỉnh ủy. Lại có kinh nghiệm trong ban tổ chức làm qua công việc tổ chức, biết phát hiện nhân tài dễ dàng, phát hiện một thân tín có thể an tâm đề bạt vô cùng khó. Người trong quan trường, thường có việc không do bản thân mà phát sinh, cho dù đến cấp bậc của ông ta bây giờ, cấp dưới tín nhiệm thực sự cũng không có mấy người. Đương nhiên, thực lực của ông ta rộng hơn thực lực của hạ tưởng, cấp bậc chỉnh thể cũng cao, nhưng ông ta không dám khẳng định độ trung thành của thực lực của ông ta có thể sánh ngang với thân tín của hạ tưởng. Trung thành là lực lượng đáng sợ nhất. Thấy hạ tưởng trước mặt ông ta giải ngô giả ngọng lừa người, Ngô Tài Dương vừa tức vừa cười. Hạ tưởng, cậu lại không nói thật rồi, đừng trách tôi không tận tâm giúp cậu. Nói, cậu đối với bố cục chỉnh thể của tổ chức thành viên chính trị. Cùng với trong tổ chức thành viên chính trị cho rằng ai có tiền đố nhất, ai đáng để bồi dưỡng trọng điểm nhất, nếu không nói rõ ngọn ngành với tôi, vậy thì đừng trách tôi không giúp cậu. Thấy Ngô Tài Dương gần như đùa giỡn. Hạ tưởng cũng cười, cảm thấy Ngô Tài Dương bên trong oán trách có ý quan tâm, hắn biết, từ đây, hắn và Ngô Tài Dương cùng tiến cùng lùi, bố cục lớn của tổ chức thành viên chính trị, chỉ là nói rõ ngọn ngành với Ngô Tài Dương. Sau nửa giờ, Ngô Tài Dương đứng dậy, đóng cửa sổ, thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn hạ tưởng một lúc lâu, đột nhiên vui mừng mỉm cười. Cậu có cách nghĩ tốt hơn so với tưởng tượng của tôi, cũng càng có cái nhìn xa, nếu như cậu là đối thủ của tôi muốn nói. Cậu là một đối thủ khiến người khác cảm thấy sợ đồng thời lo ngại. Nhưng may mà, cậu đồng hành cùng tôi. Đến trước hạ tưởng, ông ta vỗ lên vai hạ tưởng. Bước đi của cậu vẫn phải giữ gìn một chút, tôi kiến nghị, bước đi mở rộng một chút, trước khi tôi rời khỏi ban tổ chức trung ương, nhất định thay cậu mở ra một cục diện trước nay chưa từng có. Hạ tưởng nghiêm túc gật đầu. Nếu như khả thi, thực lực của trưởng ban Ngô và tổ chức thành viên chính trị của tôi, có thể tiếp xúc cá nhân, từ từ thiết lập mối quan hệ, tin rằng không đến 10 năm, có thể tạo ra một mạng lưới lớn kín không kẽ hở. Kỳ thật hạ tưởng vẫn bảo thủ, sau 5 năm,
thế lực của tổ chức thành viên chính trị mà hắn và Ngô Tài Dương tỉ mỉ nuôi trông đã dắt tay cùng tiến, đồng thời hình thành tập đoàn thực lực hoàn toàn mới, vừa không thể coi như phạm chủ thế lực gia tộc được, cũng không thể coi như thực lực bình dân, là đem thực lực cách tân theo phong cách rất rõ ràng của Hạ Tường. Sau mấy năm sau, Ngô Tài Dương dựa vào toàn bộ thực lực chính trị nhà họ Ngô quy về dưới cờ của Hạ Tưởng cũng không phải là Hạ Tưởng ngầm chiếm thế lực nhà họ Ngô, kinh tế nhà họ Ngô, hắn không có nhúng tay nửa phần, từ đầu đến giờ không vượt qua Lôi Trì một bước, đem đế quốc kinh tế của nhà họ Ngô lưu lại cho đời thứ ba nhà họ Ngô cùng hưởng cũng là động tác lớn cuối cùng của Ngô Tài Dương trước khi giao ban. Hậu kế nhà họ Ngô không có ai, chỉ có thể dựa vào cây đại thụ Hạ Tưởng mới có thể tiếp tục vui sướng hưởng vinh. Mà thực lực nhà họ Ngô nếu như không có nhân vật trung tâm dẫn lĩnh, thì sẽ phân hóa, hay là bị thế lực khác cướp phần, hay là phân băng ly tán, mà quy về dưới cờ của Hạ Tưởng là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Sau một tuần, Trung Nghĩa Bình được bổ nhiệm phó thị trưởng Ngưu Thành. Bổ nhiệm vừa mới thông qua biểu quyết hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố, nhận được thông báo của Trung ương Đảng, yêu cầu Trung Nghĩa Bình trong vòng một tháng đến Trung ương Đảng tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên. Tin tức truyền đi, một mảnh ồn ào, một Trung Nghĩa Bình vẫn luôn không có gì nổi bật, mới thăng phó giám đốc sở, liền ngồi máy bay trực tiếp bay đến lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên nơi được gọi là cái nôi đào tạo cán bộ cấp bộ và cấp tỉnh, thật khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Ai không biết sau khi từ lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên ra tất sẽ được trọng dụng. Chỉ có điều Trung Nghĩa Bình mới lên chức phó thị trưởng, còn có thể lên đến nơi nào? Sau sự việc chứng tỏ, trí tuệ chính trị quan trường là vô cùng, thành ủy thành phố Ngưu sau khi Trung Nghĩa Bình tốt nghiệp lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên xong thì đề nghị điều chỉnh bộ máy thành ủy đối với tỉnh ủy. Cuối cùng tỉnh ủy quyết định, Trung Nghĩa Bình nhậm chức ủy viên thường vụ thành ủy Ngưu Thành. Từ phó thị trưởng bình thường tiến bước thành phó thị trưởng ủy viên thường vụ, cấp bậc chưa thay đổi, nhưng liên tưởng tới Trung Nghĩa Bình thân phận là học viên trong lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên và hoen 30 tuổi, mọi người đều trong lòng đều có dự liệu. Trung Nghĩa Bình tiền đồ vô lượng. Trung Nghĩa Bình đích thực tiền đồ vô lượng, đợi anh ta cuối cùng an tọa ngồi vào ngai vàng chủ tịch tỉnh Tỉnh Yến, mới hơn 50 tuổi. Làm một trong những người thân tín sớm nhất của Hạ Tưởng, anh ta cuối cùng trở thành nhân vật nòng cốt trong hệ thống của Hạ Tưởng, vượt xa phương cách xuất thân trưởng ban tổ chức thành ủy, đã hoàn thành biến chất từ bình dân đến chủ tịch tỉnh. Mà phương cách vì nguyên nhân tính cách hay là cơ duyên không đủ, cuối cùng vẫn lòng vòng ở tỉnh ủy. Vẫn đảm nhậm chức phó, cuối cùng dừng bước ở phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Còn may, y cưới được một người vợ tốt Lam Miệt. Lam Miệt được Tào Thù Lệ ủng hộ, sau khi tiếp nhân phòng thiết kế, dưới thực lực của cô ta, bước dần phát triển mạnh mẽ, trở thành phòng công tác thiết kế số 1 thành phố Yến, theo đó mở rộng nghiệp vụ, thành lập công ty dây chuyền. Tuy không phải là công tài tập đoàn loại hình lớn động một tí là có mấy trăm triệu tệ, nhưng dưới sự tinh tế của Lam Miệt, lợi nhuận công ty rất cao, thu nhập năm đạt tầm 10 triệu không thành vấn đề. Chủ yếu là phòng thiết kế phí tổn đầu nhập thấp, thu nhập năm 10 triệu đồng, Lam Miệt thu về có thể đạt được 4-5 triệu đồng. Hơn 10 năm gần đây, Lam Miệt sớm đã gia nhập hàng ngũ nhà giàu rồi. Cho dù nói ra, kỳ thực phòng thiết kế Tào Thù Lê còn có cổ phần trong đó, nhưng năm đó khi chuyển nhượng, Tào Thù Lê đem cổ phần của phòng thiết kế phân thành 3 phần, 1 phần 3 thuộc về Lam Miệt. 1/3 thuộc về Tào Thù Quân và 1/3 còn lại đầu tư sự nghiệp từ thiện. Lam Miệt không phụ lòng sự phó thác của Tào Thù Lê, nhiều năm nay Tào Thù Lê không có một lần kiểm tra tài khoản, không xem qua nhật ký số liệu. Lam Miệt đem tất cả tài khoản xử lý rất rõ ràng, đáng là của cô ta, 1/1 không thiếu. Không phải là của cô ta, 1/1 cũng không cần. Tính cách đối nhân xử thế của Phương Cách an nhàn thoải mái, lại trời sinh tính lười, y chỉ đảm nhiệm chức phó. Không cần hao tâm nhiều quá, Lam Miệt kiếm tiền đủ tiêu, sống qua ngày tiêu diêu tự tại. Bố Phương Cách Phương Tiến Giang sau khi về hưu, thời gian lớn sống tĩnh dưỡng bên sông Hạ Mã. Nơi tĩnh dưỡng là tiểu khu trung cao đoan với giá cả hợp lý của khai phá bất động sản Giang Sơn, chủ yếu hướng tới các cán bộ cấp cao nghỉ hưu làm chủ. Tiểu khu vận hành rất thành công, năm đó thành phố Yến tỉnh Yến có rất nhiều cán bộ cấp cao về hưu mua một căn về dùng để dưỡng già. Một là gần sông Hạ Mã, hai là hoàn cảnh tiểu khu yên tĩnh, phong cảnh ưu mỹ, ba là khai phá bất động sản Giang Sơn có tiếng trong ngành, chất lượng an toàn đảm bảo, cho nên bao gồm cả Diệp Thạch Sinh làm quan bao năm ở trong tỉnh Yến, cũng chọn nơi đây. Nơi tĩnh dưỡng cũng vì Tào Vĩnh Quốc, Trần Phong mỗi người để lại một phòng,
đợi sau khi hai người nghỉ hưu sẽ đến ở lại. Bình thường, mấy người Diệp Thạch Sinh, Phương Tiến Giang cũng có thể đến công viên xâm lâm của tập đoàn Viễn Cảnh để dưỡng già. Tóm lại, cuộc sống về già ở thành phố Yến vui mừng đắc ý, cách Bắc Kinh rất gần, chất lượng không khí lại tốt hơn nhiều so với Bắc Kinh. Tào Vĩnh Quốc và Trần Phong cũng ước hẹn, sau khi nghỉ hưu cũng quay về thành phố Yến, không ở Bắc Kinh. Năm đó đám người Biện Tú Linh và Hoàng Kiện Quân đi theo Hạ Tưởng sớm nhất từ khu Hạ Mã, mấy năm gần đây vẫn chưa ra khỏi thành phố Yến, bây giờ cũng đã lên chức phó giám đốc sở. Khu Hạ Mã khi đó đi cùng Hạ Tưởng ra khỏi thành phố Yến có Trần Thiên Vũ và Phó Hiểu Bân. Trần Thiên Vũ sắp đi tới nhậm chức Phó Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, dưới sự vận tác của Ngô Tài Dương, xếp danh thứ hai trong mấy Phó Bộ trưởng. Người sáng suốt thì có thể nhìn ra, tháng 3 năm sau khi thay nhiệm kỳ chính quyền, Bộ trưởng các bộ cũng sẽ thay, Trần Thiên Vũ sẽ thuận thế mà tiến lên một bước, trở thành Phó Bộ trưởng xếp danh thứ nhất. Tin rằng sau một nhiệm kỳ ra khỏi Bắc Kinh, Trần Thiên Vũ có hy vọng trở thành Chủ tịch tỉnh. Phó Hiểu Bân bây giờ làm thị trưởng thành phố Vĩnh Hằng, có hy vọng lên chức bí thư thành ủy nhưng bước vào cổng thứ trưởng có chút khó khăn. Ngược lại Hạ Tưởng không giúp gã, mà là gã lười nhác, lòng thăng tiến không đủ, cũng miễn cưỡng không được. Hạ Tưởng ở thành phố Yến dòng chính tuy không nhiều, nhưng thành phố Yến là nơi cứ địa của hắn, các phương diện quan hệ vẫn vô cùng hùng hậu. Bí thư tỉnh ủy Cao Tấn Chu sau khi mãn nhiệm kỳ ở tỉnh Yến, có khả năng trở lại Bắc Kinh lùi về tuyến 2. Nhưng ông ta ở tỉnh Tây trước sau 10 năm, bồi dưỡng được thực lực to lớn, cuối cùng sau khi lớn mạnh, tất cả đều do Hạ Tưởng sử dụng. Chớ quên, Cao Tấn Chu là người nhà họ Ngô. Lại thêm Hạ Tưởng năm đó tại tỉnh Yến vì làm quan mà thiết lập mạng lưới quan hệ, dường như không khoa trương mà nói, chỉ ít trong vòng 10 năm, khắp nơi tỉnh Yến đều có bóng dáng Hạ Tưởng. Hạ An lúc trước mới lên phó thị trưởng, bây giờ lên chức phó thị trưởng ủy viên thường vụ, chỉ có điều là điều về thành phố chương trình. Tuy còn xa một chút, nhưng người ở quan trường, là bốn bề thăng thiên. Lịch sử cũng có ý nghĩa, thành phố chương trình là nơi Hạ Tưởng mới bước vào con đường làm quan. Bây giờ Hạ An là đi thành phố chương trình, con đường của anh ta dễ đi hơn nhiều so với Hạ Tưởng đi năm đó, không cần Hạ Tưởng cố ý chào hỏi, Hạ An đến thành phố chương trình, công việc rất dễ dàng có thể khai triển. Không có điều gì xảy ra, Hạ An có thể sẽ phủ chính ở thành phố chương trình. Nhưng có thể dự kiến là, con đường làm quan của Hạ An sẽ không quá dài, đợi khi Hạ Tưởng vào bộ, thì cũng là lúc con đường làm quan của Hạ An dừng lại. Dựa vào thời gian suy tính, Hạ An chắc chắn sẽ dừng bước ở cấp giám đốc sở, phỏng đoán sẽ đảm nhận bí thư thành ủy một nhiệm kỳ. Dựa vào tính cách Hạ An, có thể đến chức cao bí thư thành ủy, cũng toàn là được tự ảnh hưởng của Hạ Tưởng. Tuy Hạ Tưởng vẫn chưa thực sự quan tâm vài lần đến đường thăng thiên của Hạ An, nhưng tỉnh Yến là cứ địa của Hạ Tưởng, lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng vô số, khởi điểm của Hạ An, kỳ thật cao hơn người khác nhiều rồi. Cũng chính là Hạ Tưởng tự hạn chế, đổi người khác, một ám chỉ đưa xuống. Hạ An hiện là bí thư thành ủy rồi. Nhưng Hạ Tưởng không thể làm thế, hắn không cho rằng trí tuệ chính trị của Hạ An có thể thăng chức bí thư thành ủy, quá độ đề bạt Hạ An, ngược lại là nuông chiều cho hư, sẽ hại anh ta. Ngoài ra còn hai người, Hạ Tưởng tuy ánh mắt đầu tư quan sát chú ý không nhiều, nhưng vẫn luôn nhớ trong lòng, một người là Lưu Nhất Cửu ở Thiên Trạch. Lưu Nhất Cửu cho tới nay là Phó Cục trưởng Cục Công an Thiên Trạch, không có phủ chính, kỳ thực dựa vào lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng. Dựng lên một cục trưởng cục công an, chỉ là chuyện một cuộc gọi điện thoại. Nhưng hắn biết đối nhân của Lưu Nhất Cửu, đam mê xử án, vô tâm trong chuyện lục đục đấm đá quan trường, cũng là tùy anh ta đi. Người còn lại là Hồ Thư Dương của Tần Đường. Hồ Thư Dương trong thời gian Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư thành ủy Tần Đường, đảm nhiệm cục trưởng quốc thổ Tấn Đường. Hạ Tưởng sau khi rời khỏi Tần Đường, Hồ Thư Dương vẫn dậm chân tại chỗ mấy năm. Cho đến sau khi tin tức từ Tử Kỳ đảm nhiệm thị trưởng thành phố Ngưu Thành, Hồ Thư Đường cuối cùng cũng xuất hiện, được đề danh phó thị trưởng Tần Đường, bổ sung ghế trống của từ Tử Kỳ. Lưu Nhất Cửu và Hồ Thư Dương cũng coi như là dòng chính của Hạ Tưởng, nhưng không coi là nòng cốt, Hạ Tưởng đối với bọn họ không có dụng tâm, mà là trạng thái mắt lạnh bàng quan sát Lưu Nhất Cửu và Hồ Thư Dương trưởng thành có phải là do kinh nghiệm mà lên, cũng may hai người đều coi như không tồi. Hồ Thư Dương thừa dịp có thể tiến lên một bước, Cục Công an thành phố Thiên Tân truyền phong thanh ra ngoài, nói là Lưu Nhất Cửu có hy vọng lên cao đảm nhiệm phó giám đốc sở công an tỉnh, tin tức truyền ra có tai có mắt, Lưu Nhất Cửu nghe xong không cho rằng là đúng, bản thân gã không nghe thấy động tĩnh gì, sao có thể thăng chức cho gã.
không tin thì không tin, mấy ngày sau có giám đốc sở công an tỉnh đến tìm Lưu Nhất Cửu nói chuyện, làm Lưu Nhất Cửu thất kinh không biết gì. Gã đối với việc thăng chức rất điềm nhiên, nhưng có thể thăng chức, trong lòng rất vui. Có điều nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết ai ở sau lưng lôi gã lên, gã cũng hiểu rõ người trong quan trường có năng lực thôi cũng không được, hoàn toàn có cơ duyên và chỗ dựa. Nghĩ nửa ngày trời mới chỉ nghĩ đến một người Hạ Tưởng, ngoài Hạ Tưởng ra, dường như không có chức quan cao cấp tỉnh bộ tán thưởng gã. Vấn đề là, bây giờ Hạ Tưởng là chủ tịch tỉnh Tây, lại còn nhiều năm rồi gã không liên hệ lại, đường đường là chủ tịch tỉnh Hạ còn có thể nhớ gã một tên vô danh tiểu tốt. Hạ Tưởng là Hạ Tưởng, hắn chỉ xem trọng một người có phẩm hạnh và năng lực, khi thời cơ thành thục, hắn có thể sau lưng thúc đẩy một phen, sợ gì không để đối phương biết, chỉ vì làm một vị quan thật sự không tham ô, gã cũng vui mừng. Không chỉ Lưu Nhất Cửu được Hạ Tưởng để trong lòng, đến cả Khúc Nhã Hân và Ngô Cảnh Đắc, cũng dưới lực ảnh hưởng khổng lồ của Hạ Tưởng, lần lượt thăng đến chức vị chủ tịch quận và bí thư quận ủy. Khúc Nhã Hân và Ngô Cảnh Đắc năm đó đi theo Hạ Tưởng đến khu Hạ Mã, sau khi Hạ Tưởng đi, vẫn luôn ở khu Hạ Mã gần 10 năm, vẫn mắc ở cửa ải cục trưởng lên phó giám đốc sở, không có tiến thêm một bước. Đột nhiên trời giáng chuyện vui, không những một bước lên phó giám đốc sở, còn là phó giám đốc sở có chức có quyền, đảm nhiệm chủ tịch quận và bí thư quận ủy, quả thật nhân phẩm bộc phát. Nhân phẩm bộc phát, nguyên nhân nhiều năm trước có cùng năm tháng làm việc với Hạ Tưởng, đồng thời còn được Hạ Tưởng nhớ trong lòng. Sau khi bố cục ở tỉnh Yến hoàn thành, Hạ Tưởng từ tỉnh Tây bay qua Bắc Kinh, thời gian cùng Phó Tổng Bí thư Đại Phục Thịnh đi thị sát ở châu Âu đã đến, Hạ Tưởng là vị chủ tịch tỉnh duy nhất đi cùng ông ta, lập tức thu hút mọi ánh mắt. Bố cục tổ chức thành viên chính trị của Hạ Tưởng, phân khu chia thời gian tiến hành, tỉnh Yến chỉ là bước đầu tiên, cũng là giai đoạn thứ nhất. Bố cục tiếp theo, mới là sự nâng cấp cao rộng hơn, nhưng hiện tại thời cơ chưa đến, thì trước hơi thả lỏng chút vậy. Đúng lúc tình thế tỉnh Tây đang rất tốt đẹp, tiếp sau việc chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng thành công, cuộc đàm phán sát nhập giữa lưới điện quốc gia và địa điện tỉnh Tây, cũng tiến vào giai đoạn chót, trên cơ bản có thể nói, vấn đề còn sót lại ở tỉnh Tây đại bộ phận được giải quyết, tỉnh Tây đang vào lúc tinh thần tiến nhanh về phía trước trước nay chưa từng có. Lôi Trị Học mặc dù vào bộ vô vọng, cuối cùng cũng dẫn đầu tiên là không ít giới truyền thông có thực lực trong nước đến phỏng vấn kinh nghiệm thành công của tỉnh Tây, vốn là muốn phỏng vấn Hạ Tưởng, Hạ Tưởng khước từ đem cơ hội này trao cho Lôi Trị Học, đó là quy chế trốn quan trường, phải nhường thế cho sếp lớn trước. Sau đó lại có nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài cũng đề xuất phỏng vấn Hạ Tưởng, vốn nghĩ Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ không phê chuẩn, không ngờ có lẽ là do Hạ Tưởng mở ra việc đề nghị truyền bá đã có tác dụng xúc tiến, Ban Tuyên giáo Trung ương phá lệ đồng ý. Nhưng Hạ Tưởng lại nhường cơ hội đó cho Lôi Trị Học, hắn không có thời gian, hắn phải cùng Đại Phục Thịnh đi châu Âu. Kỳ thật cho dù có thời gian, hắn cũng không ra mặt, chiến tích phải nhường cho bí thư tỉnh ủy, hắn là chủ tịch tỉnh, đành phải đứng thứ hai, huống hồ hắn cũng không phải là người thích đứng trước giới truyền thông hoa chân múa tay khen hay. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Nhưng sự tình thường thường rất có ý nghĩa chính là, Hạ Tưởng không tiếp nhận nước ngoài phỏng vấn, nhưng hắn lại cùng Đại Phục Thịnh ra nước ngoài, lại mãnh liệt hấp dẫn sự chú ý của giới truyền thông nước ngoài. Là chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước, vốn nhất cử nhất động cũng dễ dàng dẫn ra nhiều tò mò, sau khi tất cả mọi việc ở tỉnh Tây đi vào quỹ đạo, giới truyền thông nước ngoài đối với việc dò ngó sự kiện ở tỉnh Tây cũng giảm nhiều, Hạ Tưởng cũng nhạt bớt trong ánh mắt của người dân Âu Mỹ, nhưng một lần ra nước ngoài, lại đưa Hạ Tưởng lên đầu ngọn sóng. Thân phận mẫn cảm của Đại Phục Thịnh sẽ làm nhân vật số 2 tương lai quản lý quốc vụ viện, nhất cử nhất động của ông ta tự nhiên sẽ được tất cả mọi nơi chú ý. Hạ Tưởng đi cùng Đại Phục Thịnh ra nước ngoài cũng không việc gì to tát lắm, nhưng vấn đề ngay tại chỗ Hạ Tưởng là chủ tịch tỉnh duy nhất được đi theo, hơn nữa hắn lại là chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất nước. Kỳ thật lần này ra nước ngoài, Đại Phục Thịnh đã cố ý xử lý thật đơn giản. Tin tức trong nước chỉ viết lên báo một câu, thậm chí ngay cả người tùy tùng là người phương nào đều không có nói tỉ mỉ. Càng không đề cập đến tên Hạ Tưởng, nhưng muốn nghe ngóng người đi cùng Đại Phục Thịnh là ai cũng không phải là việc khó, có người hiếu sự khi nghiên cứu danh sách người mà Đại Phục Thịnh sẽ mang theo khi đi châu Âu, không ngờ phát hiện tên Hạ Tưởng. Không ít giới truyền thông Âu Mỹ đối với cái tên Hạ Tưởng vô cùng mẫn cảm, mặc kệ là đối với Hạ Tưởng vô cùng kiêng kỵ thêm phản cảm. Hay đối với Hạ Tưởng là tò mò thêm kính nể, tóm lại vừa thấy tên Hạ Tưởng xuất hiện ở trong đám người tháp tùng,
liền lập tức khiến các phóng viên nước ngoài ngửi được tin tức tuyệt vời này. Hạ Tưởng làm chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước, có quan hệ chặt chẽ với Đoàn Hệ, mà Đại Phục Thịnh Thân là nhân vật lĩnh quân tập thể trung ương khóa tiếp theo, lúc trước vẫn chưa truyền ra tin tức ông ta và Hạ Tưởng có quan hệ tốt, giờ đột nhiên xuất hiện cái tên Hạ Tưởng nằm bên trong nhân viên tùy tùng, hơn nữa còn là một chủ tịch tỉnh duy nhất. Ý vị là ở chỗ đó, không khỏi khiến người khác suy nghĩ miên man bất định. Giới truyền thông nước ngoài lập tức giống như phát hiện lục địa mới, tất cả đều nói về việc này. Luận điểm của một bài báo nói là, việc đứng vào đội của Hạ Tưởng liên quan đến cục diện chính trị ổn định sau Đại hội 18. Hạ Tưởng là tùy tùng theo sau Đại Phục Thịnh đi châu Âu, nói lên điều gì? Cuối cùng bài văn cho ra kết luận chủ quan, cho rằng Hạ Tưởng tùy tùng Đại Phục Thịnh ra nước ngoài có nghĩa là Hạ Tưởng ở sau Đại hội 18, sẽ cùng Đoàn Hệ kiên định đứng chung một chỗ. Cũng bởi vậy cho ra một suy luận cực kỳ ngây thơ, hay là giữa Hạ Tưởng và gia tộc truyền thống xuất hiện vết nứt, nếu không sao lại chọn thời điểm mẫn cảm lấy hành động tháp tùng Đại Phục Thịnh ra nước ngoài để thể hiện lập trường. Chẳng lẽ nói Quan Viễn Khúc Thân là phe cánh thế lực gia tộc sau khi đảm nhiệm, sẽ mất đi sự ủng hộ của thế lực gia tộc mới phát với Hạ Tưởng làm đại biểu. Câu cuối cùng của bài báo, Hạ Tưởng cái cây cổ thụ này, ở trước Đại hội 18 đã trở thành đối tượng khắp nơi tranh đoạt, như vậy sau Đại hội 18, cục diện chính trị trong nước sẽ có vận mệnh như thế nào? Nếu Quan Viễn Khúc và Đại Phục Thịnh chính kiến bất hòa, Hạ Tưởng sẽ ủng hộ bên nào? Cuối cùng bên nào sẽ nhận được ưu thế toàn diện? Bài báo này vịn vào lý lịch của hắn mà nói, hồi tưởng lại mỗi một chức vụ Hạ Tưởng đảm nhiệm, cho ra kết luận là theo lịch lên chức của Hạ Tưởng, hoặc là đột nhiên như vậy, hoặc là nhảy vọt mà thành, Hạ Tưởng tháp tùng Đại Phục Thịnh ra nước ngoài, chẳng lẽ là điềm báo Hạ Tưởng sắp điều khỏi tỉnh Tây? Tỉnh Tây hiện tại các việc đều đi vào quỹ đạo, lấy việc Hạ Tưởng được thăng chức điều nhiệm trước kia, thì việc điều hắn đi khỏi tỉnh Tây cũng không phải là chuyện gì đáng bất ngờ. Lại liên tưởng đến động tác chuẩn bị hợp nhất Quốc vụ viện và Ủy ban Trung ương các bộ, chẳng lẽ nói Hạ Tưởng có hy vọng đảm nhiệm bộ trưởng? Cũng rất có khả năng. Bài báo cuối cùng cũng cho ra kết luận, tầm quan trọng của Hạ Tưởng, cùng Đại hội 18 đang tới gần mà ngày càng hiện rõ, bởi vậy có thể đẩy cuộc đọ sức tiếp theo ở màn sau, khuynh hướng thế lực gia tộc phát triển chắc chắn đã không thể tránh né. Nếu đi sâu vào suy đoán, sau Đại hội 18, hợp tác giữa Đoàn Hệ và thế lực gia tộc sẽ càng thêm vững chắc. Hoặc là nói, quan niệm chấp chính Đoàn Hệ được mở rộng cùng với việc duy trì củng cố địa vị cổ thu thực, nếu không có thế lực gia tộc hợp tác, có khả năng nền móng không chắc, triển vọng không ổn. Bài báo cũng nói rằng, Hạ Tưởng lên chức đã là thế không thể ngăn cản, hô hào nhắc nhở những người Âu Mỹ có tầm nhìn xa nên tiếp xúc với Hạ Tưởng, để khi Trung Quốc tiến đến thời kỳ cường đại nhất, sớm cùng Hạ Tưởng lập mối quan hệ hữu nghị riêng tư. Hạ Tưởng cũng không nghĩ đến hắn và Đại Phục Thịnh đến gần một bước. Không ngờ dẫn phát vô số suy đoán của ngoài giới, thậm chí trên mạng còn suy diễn ra thế cục trước sau Đại hội 18, cũng khiến Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Càng khiến Hạ Tưởng chuẩn bị không kịp chính là, hắn tháp tùng ra nước ngoài, kỳ thật chỉ có điều làm nổi bật thêm cho Đại Phục Thịnh, thuận tiện hẹn hò với Cổ Ngọc, không có ý nêu cao tên tuổi ở châu Âu, nhưng sự thật luôn đi trái với lòng người, người chưa xuất ngoại đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, sau khi tới châu Âu, càng trở thành đối tượng bị mọi người truy đuổi. Cuối cùng thậm chí đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trạm thứ nhất Đại Phục Thịnh ra nước ngoài là Thụy Điển. Cổ Ngọc vừa lúc sống tại một thị trấn nhỏ ở Thụy Điển. Hành trình xuất ngoại đã sớm chuẩn bị xong, Hạ Tưởng cũng không có việc gì lớn, chỉ cần làm tốt công việc tùy tùng là được. Trạm thứ nhất tới thủ đô Stockholm Thụy Điển trước, đón người tại sân bay, phát biểu nói chuyện, nghi thức nghênh đón, bạn bè bắt tay, cứ tuần tự như vậy, một loạt trình tự được hoàn thành. Liền tiến vào giai đoạn hội đàm chính thức. Hạ Tưởng đối với văn chương kiểu cách không cảm thấy hứng thú, hắn lần này ra nước ngoài, kỳ thật chỉ có điều muốn nghỉ ngơi. Vừa xuống máy bay cảm nhận được bầu trời xanh ở Stockholm, hít thở không khí tươi mát mang chút ẩm ướt của Bắc Âu, vì ở vĩ độ cao nên đưa tới cảm giác mây thấp là tà và trời cao, làm người ta tinh thần vui vẻ thoải mái. Stockholm là cố hương của Alfred Nobel, mà Nobel thiết lập các giải thưởng vẫn là nỗi đau của giới học thuật và văn hóa Trung Quốc. Mặc kệ người Trung Quốc khát vọng giải thưởng Nobel như thế nào, lại dùng đủ loại lý do để an ủi chính mình, hoặc là đem giải thưởng Nobel và chính trị trói buộc lại để bào chữa cho chính mình. Nói ngắn lại một câu, trước mắt giới học thuật mọc lên thành bụi trong nước, theo tư tưởng chỉ đạo công nghiệp hóa giáo dục trục xuống, trông cậy vào giới học thuật xuất hiện nhân vật có thể đoạt Nobel là rất được coi trọng, là giấc mộng không thành hiện thực.
tri thức là vô biên giới, người Hoa không phải chưa từng nhận được giải Nobel, mà người Hoa nhận được giải thưởng này đều ở nước ngoài. Đều là người Trung Quốc, vì sao ở trong nước không tạo ra thành quả, vừa ra nước ngoài liền nổi tiếng? Hay là điểm mấu chốt mà Hạ Tưởng từng nói với Quan Viễn Khúc, đảng cho đến hôm nay vẫn chưa xử lý tốt mối quan hệ giữa tri thức và phần tử tri thức. Trung Quốc thực sự chấn hưng và lớn mạnh, còn có một đoạn đường rất dài phải đi, Hạ Tưởng bùi ngùi, vừa không thể tự cao tự đại, cũng không thể tự coi nhẹ mình, nhà Đường sở dĩ cường đại hưng thịnh, tứ hải thần phục, không chỉ là nhà Đường binh cường mã tráng, cũng không phải lãnh thổ quốc gia nhà Đường rộng lớn nhất, mà là nhà Đường rất cởi mở, đâu đâu đều hướng tới. Ở thời nhà Đường, Bạch Cư dị thân là mệnh quan triều đình, dám viết ra Trường Hận ca, nói bóng gió về Lý Long Cơ và Dương Quý Phi. Nếu ở triều Thanh, Bạch Cư dị nhất định bị bắt vào ngục, cố tình bắt bẻ câu chữ mà phán tội cũng đủ chết. Tư tưởng cởi mở là biểu hiện của sự tự tin, Trường Hận ca của Bạch Cư dị còn được Hoàng đế triều Đường yêu thích. Nếu ở hiện tại, Bạch Cư dị lại viết một bài văn có thể tồn tại muôn thuở, cho dù không bị mời đi uống trà, bài văn của ông ta tuyệt đối cũng sẽ bị phía chính phủ cấm đoán, bị Baidu phong tỏa. Cổ nhân so với người ở thời hiện tại cởi mở phóng thoáng hơn nhiều. Ở thời đại mạng đề phòng miệng lưỡi nhân gian là điều thường xuyên, kỳ thật là biểu hiện vô cùng không tự tin. Đoán chừng cũng không ai nghĩ đến, Hạ Tưởng tháp tùng đại phục thịnh đi Thụy Điển, ở nghi thức nghênh đón quan liêu, hắn hồi tưởng lại trước nay, rồi phát sinh sự bùi ngùi vì nước vì dân. Hạ Tưởng yêu tổ quốc vô hạn, tổ quốc là một người mẹ nhiều tai nạn, sinh dưỡng vô số người con anh hùng, cũng nuôi sống vô số hán gian chó săn và tiểu nhân ti tiện. Hắn vẫn tin tưởng, sẽ có một ngày, tổ quốc mở cửa, tư thái tự tin và ngạo nghễ sừng sững ở thế giới phương Đông, chẳng những khôi phục triều nhà Đường hưng thịnh hài hòa, cũng quét sạch tư tưởng di độc và nô tài, bắt bẻ câu chữ mà Mãn Thanh đã thống trị 200 năm, xây dựng lại không khí một cường quốc mênh mông. Sau khi nghi thức nghênh đón tại sân bay qua đi, Hạ Tưởng liền tháp tùng đại phục thịnh tham gia hội đàm song phương. Nội dung chính của hội đàm đương nhiên là vấn đề kinh tế. Kim ngạch giao dịch giữa hai nước Trung Quốc và Thụy Điển năm 2011 là 14,36 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 17%. Trong đó, Thụy Điển đối với Trung Quốc xuất khẩu 6.07 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 24,8%, từ Trung Quốc nhập khẩu 8,3 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 11,9%, phía Thụy Sĩ tỷ lệ nhập siêu kém 2,23 tỷ đô la Mỹ. Giảm xuống 12,8%, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu đứng thứ 10 và nguồn nhập khẩu thứ 8 của Thụy Điển. Đại Phục Thịnh chỉ ra nên tăng cường mối quan hệ mậu dịch giữa Trung Quốc và Thụy Điển. Ông ta nói rõ, kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm quản lý của Thụy Điển đáng phải noi gương, Trung Quốc là một thị trường có không gian phát triển, triển vọng song phương hợp tác rộng mở. Dựa theo hành trình định trước, ngày mai Đại Phục Thịnh tham quan tổng bộ công ty xe hơi Volvo tại Gardenburg, thành phố lớn thứ hai của Thụy Điển. Hạ Tưởng vốn đối với việc tham quan tổng bộ xe hơi Volvo có hứng thú rất lớn, nhưng vừa lúc Cổ Ngọc cũng đi tới Gardenburg, hắn liền tính không cùng Đại Phục Thịnh đi tham quan, muốn đi cùng Cổ Ngọc. Sự tình, không ngờ xuất hiện biến cố. Hạ Tưởng không phải là người mang chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cũng không phải người mang chủ nghĩa yêu nước mù quáng. Hôm nay khi thế giới đang ngày càng trở thành làng địa cầu, hắn sẽ không chỉ vì sự yêu nước hẹp hòi mà phủ nhận kỹ thuật sản xuất tân tiến của nước ngoài, cũng sẽ không có nguyên tắc mà giúp đỡ hàng trong nước. Hàng trong nước đang tự cường, nếu quốc gia một mực không có nguyên tắc mà thiên lệch về chính sách và nâng đỡ về tài chính, cuối cùng chỉ khiến hàng trong nước dậm chân tại chỗ, mất đi sức cạnh tranh thị trường, mất đi động lực khai phá sản phẩm mới, và cuối cùng sẽ mất đi tất cả. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Hạ Tưởng đối với bộ phận xí nghiệp nhận được sự giúp đỡ mà thiên lệch mấy chục năm trên tài chính và chính sách của quốc gia, không đáng đoái hoài tới. Cho dù người trên thế giới có ngu có dốt, dưới tình hình chạy trước người khác mấy chục năm, cũng sẽ chiếm trước được quá nhiều tiên cơ so với người khác, huống gì thân còn là xí nghiệp trung ương, được gọi là con cả của nước Cộng Hòa, còn e sợ sự khiêu chiến của xí nghiệp tư nhân. Cứ thế có người đã sợ, không chỉ sợ, còn nghĩ trăm phương ngàn kế cản trở sự quật khởi của doanh nghiệp tư nhân, chỉ để duy trì sự thống trị của mình, đã bất chấp tất cả đánh bẹp doanh nghiệp tư nhân, không chỉ không có một chút quy phạm của doanh nghiệp trung ương, cũng khiến cho bộ mặt hán gian kinh tế này bại lộ đầy đủ. Hiện trạng tình hình trong nước nói là hiện tượng quái lạ cũng đúng. Có một lãnh đạo vô năng, thì tất sẽ có một loạt cấp dưới vô năng, cấp dưới có tài năng cũng phải biểu hiện vô năng, nếu không,
sẽ khiến lãnh đạo không thích, đồng thời sẽ bị lãnh đạo bày mưu tính kế dìm đầu. Cũng vì thế, Trung Quốc vẫn luôn không thể trở thành một quốc gia có sức sống nhất, có tương lai nhất. Không như nước Mỹ từ đầu chí cuối duy trì được sinh cơ mạnh mẽ bay lên. Chính là hiện tượng phân biệt đối xử nghiêm trọng, đồng thời tư tưởng quan bản vị quá độ, hình như chỉ cần làm lãnh đạo, chính trị, tài ăn nói thậm chí tướng diện đều hơn hẳn so với người khác mới được. Trong nhân viên đi cùng Đại Phục Thịnh, có một phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách. Mọi người đều biết, Ủy ban Phát triển và Cải cách là một nha môn lão làng nhất, kiêu ngạo nhất trong các bộ ngành trong nước, nắm giữ đại quyền phê chuẩn sinh tử của hạng mục trọng đại. Nếu muốn làm một phép so sánh không thích hợp, Ủy ban Phát triển và Cải cách tương đương với nội các chính phủ thứ hai, có khi thậm chí còn hơn cả quyền hạn của nội các chính phủ. Phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Trung Dương vốn tiếp xúc không nhiều với Hạ Tưởng, nhưng trong một buổi tiệc hoan nghênh cử hành vào buổi tối, ông ta vừa hay ngồi cùng với Hạ Tưởng. Cũng không biết là có hiếu kỳ với sự trẻ tuổi của Hạ Tưởng, hay là có hứng thú với thành quả lớn của truyền hình kinh tế, ông ta chủ động bắt tay và nói chuyện với Hạ Tưởng. Đừng thấy Hạ Tưởng là một chủ tịch tỉnh, dưới tình hình thông thường, hắn còn xa cũng không nổi tiếng bằng phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách, thậm chí dưới một số tình huống đặc biệt, ví dụ tỉnh Tây cần phải phê duyệt một hạng mục quan trọng nào đó, hắn còn phải hạ thấp giọng, buông tư thái trước mặt Trung Dương, nói những lời hay mới có thể xin được một nét bút của phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách, phê duyệt thông qua. Nhưng Hạ Tưởng chỉ nói nhẹ nhàng mấy câu với Trung Dương, vừa không làm bất hòa, cũng không quá nhiệt tình, đã khiến Trung Dương cảm nhận được sự lạnh nhạt. Nhớ tới vừa rồi ông ta còn chủ động chào hỏi với Hạ Tưởng, liền cảm giác vô cùng mất mặt. Người trong quan trường, chú ý nhất chi tiết và thái độ. Thái độ như gần mà lại như xa của Hạ Tưởng, khiến Trung Dương cho rằng Hạ Tưởng trong mắt không có người khác, trong lòng không tránh khỏi có ý kiến với Hạ Tưởng. Có gì đặc biệt hơn người, chủ tịch tỉnh trẻ nhất toàn quốc thì sao? Về sau tỉnh Tây có hạng mục trọng đại gì, đừng rơi vào tay ông ta là được. Trung Dương vừa nghĩ. Vừa không thèm để ý đến Hạ Tưởng nữa, xoay người nói chuyện với một người khác. Trung Dương đã hiểu lầm Hạ Tưởng, Hạ Tưởng không phải lạnh nhạt với ông ta, cũng không phải kiêu ngạo, mà là Hạ Tưởng nhớ Cổ Ngọc. Tình cảm giữa Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, cũng không nói là quá đậm, nhưng cũng là nước chảy thành sông, giống như con sông hiền hòa chảy xuôi, chảy qua bình nguyên và núi cao trong năm tháng, chảy qua mùa xuân và mùa hạ của tháng năm, hiển nhiên như thế là đến mùa thu được mùa. Cũng chính bởi vì trong những ngày tháng Cổ Ngọc một mình ở nơi tha hương, Hạ Tưởng luôn nhớ tới cái đẹp của Ngọc và sự tốt đẹp của Cổ Ngọc, có lẽ cũng chính là hiệu quả mà Cổ Ngọc muốn, xa cách sinh ra cái đẹp, cũng sinh ra hoài niệm sâu đậm. Hiện giờ sắp gặp Cổ Ngọc ở nơi quê người, cảm nhận được sự mỹ mãn và tình cảm mãnh liệt đã lâu trong sinh mạng, tưởng tượng cuộc sống của Cổ Ngọc yên ắng và đầy đủ như thế nào, khiến tâm tư Hạ Tưởng không khỏi bay xa. Hắn đối với việc tổng bộ xe con Volvo mà hắn tán thưởng nhất đi cùng Đại Phục Thịnh đều có thể bỏ đi, hiển nhiên là không có tâm tư để ý đến cuộc nói chuyện nhạt vô vị của Trung Dương. Càng huống gì, hắn và Trung Dương cũng không có chủ đề chung gì để nói. Nếu không phải Đại Phục Thịnh đích thân chỉ thị toàn bộ nhân viên đều phải tham gia bữa cơm hôm nay, Hạ Tưởng có lẽ sẽ trốn trong phòng cùng Cổ Ngọc nói chuyện. Tâm tư của Hạ Tưởng bay tới tiểu trấn ở châu Âu xa xôi. Cổ Ngọc lúc này hẳn là đang đến Goethe gặp mặt với hắn, có lẽ đang chạy trên đường quốc lộ ở Thụy Điển, mặc cho gió mát của đồng ruộng thổi nhẹ lên làn tóc mềm mại của cô, và cả khí hậu dễ chịu nhất ở khu phía Bắc vào đầu hè, tin rằng Cổ Ngọc nhất định sẽ càng ôn nhuận như Ngọc. Bỗng nhiên, cuộc đối thoại giữa Trung Dương và một người khác quấy nhiễu mộng đẹp của Hạ Tưởng. Ngữ khí của Trung Dương có ý cười chế nhạo. Volvo vẫn luôn là loại xe mà Hoàng thất Thụy Điển sử dụng, đầu tiên là bán cho Ford. Không chỉ không tiến bộ, ngược lại thị trường còn co hẹp trên diện rộng. Khi không còn chọn lựa đã bán cho Geely, muốn sáng lập thương hiệu Hoàng gia 80 năm, nhưng lại bị doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc thu mua, xem như đã hủy một thương hiệu xe hạng sang. Geely, một doanh nghiệp tư nhân, Lý Thư Phục, một nhà doanh nghiệp tư nhân, có thể kinh doanh tốt Volvo. Đáng tiếc, bây giờ vừa nhắc đến Volvo, không ít người trong nước đều cười nhạo, ồ, hóa ra là Geely. Lời nói của Trung Dương dẫn đến một tràng cười, Lý Thư Phú ngồi xa đó hiển nhiên nghe thấy lời của Trung Dương, chỉ ném qua một cái nhìn đầy ý vị, không nói gì, cũng không đi tới biện giải. Lửa giận trong lòng Hạ Tưởng bỗng chốc bị đốt cháy. Hắn và Lý Thư Phúc chẳng hề quen nhau, cũng biết rõ xe Geely phần lớn là xe cấp thấp, hình tượng bình thường.
nhưng Geely thu mua Volvo là thu mua doanh nghiệp bình thường, cũng không thể chỉ từ góc độ thương hiệu cấp thấp hạn hẹp hủy diệt thương hiệu cao cấp mà xem xét vấn đề. Người trong nước quá mức tự tôn, đồng thời tâm lý tự ti cũng rất nghiêm trọng. Rất nhiều khách hàng không mua được Volvo nghe thấy Volvo bị Geely thu mua liền cười châm biếm và đắc ý, thậm chí khi một chiếc Volvo đi qua người, còn hạ ý thức vỗ vỗ vào chiếc xe trong khoảng 10.000 tệ của mình tinh thần AQ mà nói một câu. Hóa ra là Geely. Sau đó thì tâm lý giống như đạt được sự thỏa mãn cực độ. Tự ti, tự tôn quá mức đồng thời mẫn cảm mà yếu ớt, chính là tâm lý mâu thuẫn của người dân trong nước trong thời kỳ chuyển hình. Một mặt bức thiết mà khát vọng giành được sự tôn trọng của thế giới và tán thành của người khác, đồng thời thích sự so sánh tầm thường, so sánh xe, so sánh nhà, so sánh vợ, so sánh con cái gì cũng so sánh, hoặc là trong so sánh đạt được tâm lý thỏa mãn cực độ, hoặc là trong so sánh có được tâm lý mất mát cực độ. Người Trung Quốc cuộc sống mệt nhọc, một nửa nhỏ vì sinh tồn, một nửa lớn để so sánh. Nhưng người dân trong nước lại luôn luôn dễ dàng bị ngu dân, dễ dàng bị sự mê hoặc của thị trường bất thường trong nước. Xe Volkswagen tiến nhập Trung Quốc sớm, trải qua mấy chục năm sương gió ở Trung Quốc và tiềm di mạc hóa của xe chuyên dụng chính phủ, cuối cùng được đắp nặn thành xe thần. Xe thần, chính là xe được thần hóa. Sau khi thần hóa, ưu điểm, phải được tăng lên gấp bội, khuyết điểm cũng là ưu điểm. Nói tóm lại một câu, xe Volkswagen chính là xe tốt. Tiếp đến diễn biến cho đến hôm nay, xe Volkswagen trở thành xe hạng sang. Đối với sự thành loạn của quần chúng ở thị trường Trung Quốc, không đáng hạ tưởng đánh giá. Nhưng đối với Volkswagen mấy chục năm nay chỉ biết cướp đoạt lợi nhuận, chưa từng có qua cách làm tôn trọng đối với tiêu thụ trong nước, hắn vẫn luôn khắc sâu trong lòng. Có một ngày đợi sau khi hắn nắm quyền, nhất định sẽ khai đao với công nghiệp xe ô tô. Kỳ thực nếu chỉ là một chiếc Audi chỉ bán với giá 700.000 tệ ở nước ngoài, về trong nước bán lên giá 1.300.000 tệ, hạ tưởng cũng không muốn liên quan. Cho dù là bị nước ngoài hình dung người trong nước tiền nhiều người ngu cũng được, hay là người trong nước bị Volkswagen tẩy não thành công, cho rằng giá trị gia tăng của 4 bánh xe đã là 600.000 tệ, dù sao tiêu tiền như thế nào là chuyện cá nhân, là tự mình điều tiết của kinh tế thị trường. Đợi tố chất người dân trong nước nâng cao, tự nhiên thị trường bất thường sẽ trở lại bình thường. Tự mình điều tiết của kinh tế thị trường, hạ tưởng sẽ không can thiệp, nhưng nếu có người làm ngụy trang sự điều tiết của thị trường để vì món lãi cách xù bất thường của mình tiếp tục vẫy cờ gieo hò, hạ tưởng sẽ không thể nhịn nữa. Xin hỏi Phó Chủ nhiệm Trung, xe ông đi là xe gì? Hạ tưởng thình lình hỏi một câu, Trung Dương sửng sốt. Đương nhiên là Audi. Hạ tưởng khẽ mỉm cười. Hóa ra là Volkswagen. Trung Dương sắc mặt lập tức biến đổi, muốn nói gì lại cảm thấy bất kỳ lời phản bác nào đều vô lực, cũng không phải Audi chính là thương hiệu dưới lá cờ Volkswagen, nói là Volkswagen cũng không quá. Mấy người ngồi cùng bàn nghe thấy lời nói khéo léo sắc bén của Hạ Tưởng, không khỏi hiểu ý mà cười. Trung Dương cảm thấy bị Hạ Tưởng vuốt mặt, sắc mặt cố gắng khôi phục lại bình thường. Chủ tịch tỉnh Hạ cũng có hứng thú với sản nghiệp xe hơi sao? Cũng hiểu một chút thôi. Không chuyên nghiệp bằng Phó Chủ nhiệm Trung. Hạ Tưởng cười nói, ngữ khí bình thản, tốc độ chậm, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Audi đã từng là một thương hiệu dưới là cờ Mercedes-Benz, hơn nữa sản xuất cũng không phải là xe cao cấp, chính là xe rất Volkswagen hóa rất cấp thấp. Về sau khi Audi bị Mercedes-Benz vứt bỏ, mới thay đổi chính sách, muốn đem Audi tạo thành thương hiệu xe hạng sang. Volkswagen dùng trọn thời gian 40 năm mới thành công mà đem Audi đắp nặn thành thương hiệu hạng sang, hơn nữa nếu không có sự giúp đỡ của các vị thu mua xe bass chỉ mua Audi, Audi bây giờ vẫn đang bị Mercedes-Benz và BMW cười chế nhạo một thằng nhóc đói nghèo tự không đủ sức đời trở mình. Lời của Hạ Tưởng dẫn phát lên một tràng cười vang của mọi người. Cũng đúng, nếu không phải Volkswagen tiến nhập Trung Quốc sớm, nếu Audi không phải bị chính phủ chỉ định làm xe quan, con đường trở mình của Audi sắp sẽ dài vô hạn, thậm chí có thể chuyển bại thành thắng. Trước mắt, lượng tiêu thụ toàn cầu của xe Audi, Trung Quốc chiếm hẳn 1/4, chính là nói, nếu không có thị trường Trung Quốc, Audi trên dòng xe hạng sang quốc tế đừng nói là vượt qua Mercedes-Benz và BMW, thậm chí đến xếp thứ 3 cũng không giữ nổi, sẽ rơi lại sau Volvo. Cũng có thể hiểu tại sao Volkswagen Nam Bắc phải liên thủ tập kích chiến lược Geely thu mua Volvo. Nếu Volvo quật khởi trong tay Geely, sẽ tạo thành xung kích vô cùng lớn với Audi ở thị trường Trung Quốc.
mà trước kia Gili thua mua Volvo, sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn trên thành lũy chính sách của quốc gia. Sau khi thua mua, khi đưa Volvo vào dây chuyền sản xuất, cũng bị Ủy ban Phát triển và Cải cách bóp cổ gần 2 năm, bàn tay thúc đẩy phía sau là ai, không cần nói cũng biết. Cuộc nói chuyện vô tình hôm nay, khiến hiện trạng công nghiệp xe hơi trong nước, trước thời hạn trở thành điểm thiết nhập cần phải suy xét trong bố cục về sau của Hạ Tưởng. Về hiện trạng của ngành công nghiệp ô tô trong nước, Hạ Tưởng thừa nhận là mình không nghiên cứu kỹ lắm, hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng là đàn ông, vốn rất yêu thích ô tô khiến cho hắn ngày càng đam mê về lĩnh vực này hơn, cũng như có hứng thú với thị trường và tình hình hiện nay của các hãng xe ô tô trong nước khá nhiều. Hơn nữa, ngành xe ô tô lại đang rất phát triển hiện nay, hắn ngày càng tiến sâu vào trong ngành ô tô trong nước. Còn về sự phát triển của nó hiện tại hay trong tương lai, thì lời nói của hắn trong ngành này cũng được coi là có trọng lượng. Thực tế, nếu đứng từ góc độ thị trường mà nói, nếu nói thị trường của xe ô tô trong nước là Đức, Nhật hay Mỹ, dòng xe chủ yếu trong nước là gì? Hạ Tưởng cũng chẳng ý kiến gì, cũng nhận thấy vị trí của ngành xe ô tô đối với nhân dân, hồi đó ai là người có dũng khí đưa xe ô tô vào Trung Quốc nhỉ? Năm đó khi Trung Quốc mới cải cách mở cửa, là lúc cần khẩn trương áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, trong lúc đó Đức là nước dám đưa những kỹ thuật đó vào Trung Quốc, mở ra ngành công nghiệp ô tô cho Trung Quốc. Trải qua mấy chục năm nỗ lực phát triển, mới có được hai hãng lớn như bây giờ. Và chất lượng của ô tô Đức qua nhiều năm đã vượt qua nhiều hãng ô tô nổi tiếng khác. Theo thị trường hồi báo cho thấy sẽ mở ra một thời kỳ của tinh thần tiên phong. Trên thực tế, hãng xe hợp tác gia nhập Trung Quốc đầu tiên là hãng xe của Mỹ, là do một công ty ô tô của Mỹ và xưởng chế tạo ô tô của Bắc Kinh hợp tác sản xuất xe Jeep. Tuy nhiên hãng xe này không phải là xe ngoại, mà người Trung Quốc lúc đó lại chuộng xe ngoại, nên xe Jeep không có chỗ đứng trên thị trường xe hơi nữa. Hãng xe Volkswagen của Đức thành lập tại Trung Quốc sau khi đưa vào nước này chỉ trong khoảng thời gian chưa được 5 tháng, lại tiếp tục hợp tác khai trương một doanh nghiệp ô tô nữa ở Quảng Châu. 10 năm sau, Đức đã có hai hãng ô tô liên doanh Shanghai Volkswagen Co. Ltd. và FAW-VW Automobile Co. Ltd. Chiếm 2/3 trên thị trường trong nước mà hãng xe của Dương Thành thì bị phá sản, bị bán cho hãng Honda với giá $1. Không ai có thể ngờ được, nơi công ty Dương Thành phá sản lại có thể xây dựng được một doanh nghiệp xe mới xí nghiệp Honda Dương Thành, và đã tạo ra doanh số kỷ lục trong lịch sử bán xe trong nước. Điều này chứng minh rằng, người Nhật khôn khéo đã đánh bại người Pháp lãng mạn, còn người Đức thì vẫn có chỗ đứng vững vàng trong nước. Phải thừa nhận doanh thu của hãng xe Đức rất thành công, hai doanh nghiệp ở Nam Bắc, phân công hợp tác, bổ sung cho nhau, dùng Santana và Zeta chiếm lĩnh lòng tin của khách hàng trong nước bởi độ bền vững chắc. Nhờ vào dòng xe Audi để mở ra thị trường xe mới, từ đó không một hãng xe nào ở Trung Quốc có thể qua mặt được. Người Mỹ luôn nghĩ rằng mình thông minh, luôn có suy nghĩ nhìn nhận vấn đề theo hướng chiến tranh lạnh và giữ mối quan hệ thông thường với Trung Quốc. Hãng Ford nhiều lần cố gắng gia nhập ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc, đều bị bên Mỹ cho là hạn chế về mặt kỹ thuật, không thể đưa vào sử dụng, kết quả là hãng xe của Mỹ có mặt trong thị trường Trung Quốc chậm mất 10 năm. Sau khi Đức thành lập Shanghai Volkswagen Co. Ltd., đúng một năm sau nó đã trở thành một trong những doanh nghiệp xe lớn nhất thế giới thì lúc đó Ford mới bước vào một cách muộn màng. Lúc này, thị trường xe hơi Trung Quốc đã dần lớn mạnh, không nói đến những lợi nhuận khổng lồ mà nó mang lại, mà có một điều quan trọng hơn, đó là lòng tin vững chắc của người dân về hãng xe này. Người Mỹ thông minh, lại lạc hậu hơn người Đức cả chục năm, về sau sự cạnh tranh trên thị trường xe hơi đã chứng minh được một điều. Bất luận là xe GM hay là Ford thì sau khi bước vào Trung Quốc, vì mất đi cơ hội tốt, không có ưu thế nhãn hàng, phải tự hạ thấp bản thân, giá cả đều phải thấp hơn hãng xe của Đức. Thậm chí ở Mỹ thì được đánh giá cao, nhưng khi đến Trung Quốc, thì sẽ bị giảm hai giá và cạnh tranh với các hãng xe lớn ở đây, nguyên nhân là vì các hãng xe này có ưu thế nhiều hơn. Mà hai hãng xe đã tích lũy được nhiều năm danh tiếng và ưu thế, trong những năm gần đây lại gặp khó khăn. Không ít những khó khăn đến từ thiết kế mô hình mới, chất lượng giảm, phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về chất lượng, trong khi giá vẫn cao, xử lý không đúng cách, dẫn đến phát sinh vô số vấn đề. Đối mặt với những nghi vấn của hàng ngàn hàng vạn chủ xe, thái độ của hai hãng xe này lại vô cùng cứng rắn, tuyệt đối không thu hồi, chỉ muốn cố kéo dài thời gian để xử lý. Điều kiện đầu tiên để bảo dưỡng lâu dài là phải mở một cửa hàng bảo dưỡng,
nhưng thực tế ở các tiệm bảo dưỡng là chủ xe sẽ phải đóng tiền phí bảo dưỡng, và đó lại là một món lợi lớn. Phải nói là người Đức tính toán rất thông minh. Hạ Tưởng áp đặt những suy nghĩ tiêu cực cho những nguy cơ bùng phát sự cố của các hãng xe, thái độ kiêu ngạo, nhìn thấy rõ ràng, nhận thức được việc nên để hai hãng Pride and Prejudice tạo được chỗ đứng vững chắc trong nước trước. Thực sự, kẻ ngạo mạn không phải là người Đức mà là từ bên hợp tác Trung Quốc. Thái độ ngạo mạn của hai nhà xe này cũng có thể hiểu được, là doanh nghiệp trực thuộc TW, các CEO trong cấp hành chính là thứ trưởng, có thể nói là các doanh nghiệp quốc dân không thể tự coi mình là các xí nghiệp phục vụ khách hàng được. Mà thay vào đó thái độ cao cao tại thượng, hệ thống quan liêu. Cho nên, sau sự kiện bị Cục Giám định Chất lượng phỏng vấn, hai dòng xe Volkswagen vẫn giữ thái độ riêng của mình, một là không ghi nhận thẩm quyền của Cục Kiểm định, hai là không đưa quyền lợi của khách hàng lên đầu. Bản thân các doanh nghiệp TW cũng đã có rất nhiều khuyết điểm, nếu như lũng đoạn nữa thì chắc chắn sẽ không có cục diện tốt. Nếu không lũng đoạn, thì nhất định sẽ có thế lực đen tối khác tiếp ứng ở phía sau. Nếu chỉ là vấn đề thời gian thì không đủ khiến cho Hạ Tưởng có thành kiến sâu sắc với hai dòng xe Volkswagen. Khi hãng xe Volvo được đưa vào Trung Quốc, bị bao vây bởi các hãng xe mới nổi trong nước, luôn dựa vào các mặt như lấy lý do giữ gìn nét riêng biệt của mình để tiếp tục duy trì mức giá cắt cổ cho người tiêu dùng, xem như đang dẫn đầu các doanh nghiệp hợp tác trong nước. Không chỉ Volkswagen của Đức thu được lợi nhuận từ dòng Volkswagen của Đức 80% tại thị trường Trung Quốc, mà còn khích lệ lương thưởng cho công nhân là mỗi người một chiếc Volkswagen. Điều đó cho thấy, lợi nhuận thu được từ ô tô trong nước là rất cao, vượt xa so với tiêu chuẩn bình thường. Thị trường là như vậy, dù cho Hạ Tưởng có là thủ tướng tối cao đi chăng nữa, cũng không thể can thiệp sâu vào kết quả. Lợi nhuận của Volkswagen cao hơn so với các thương hiệu xe hơi khác rất nhiều. Chỉ cần có đơn hàng, ai cũng không thể can thiệp. Nhưng nếu dựa vào việc bảo vệ giá thành ô tô cao ngất ngưởng mà bất chấp thủ đoạn phá rối các doanh nghiệp xe mới nổi, điều này sẽ khiến Hạ Tưởng thấy bị qua mặt. Hạ Tưởng vốn không hề biết phía sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng từ việc phát hiện Phó Ủy ban Cải cách cũng thờ ơ với ngành công nghiệp dân tộc, lại liên tưởng đến vụ Geely mua lại hãng Volvo rồi bị Ủy ban phá rối. Thậm chí sau khi thu mua thành công, lúc nhà nước đầu tư mở rộng, cũng bị ủy ban cắt đi một nửa, sau khi đi loanh quanh một vòng, liệu anh ta có thể nhớ được mình đã đi được đến đâu không? Hạ Tưởng vẫn luôn tưởng rằng, cấp bậc của anh ta hiện tại không đủ cao, chỉ có thể từ từ tiếp cận các doanh nghiệp. Tỉnh Tây chưa phát triển ngành xe hơi, anh ta cũng không hy vọng gì nhiều, nhưng hiện nay, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến anh ta không thể không nhìn lại thế cục của mình. Không đủ quyền cũng phải cố gắng vươn tay ra phía trước mà hướng đến tương lai. Lực lượng chính trị không thể tiếp xúc kịp thì dùng lực lượng kinh tế để hoàn thành. Nếu đợi anh ta có đủ khả năng, quyền lực mới đi nghiên cứu, dự đoán thì muộn rồi. Hạ Tưởng nhìn Trung Dương một cách lạnh lùng, dưới ánh mắt lạnh lùng hoặc nghi ngờ của mọi người, tiếp tục hùng hồn nói. Tôi khâm phục nhất là các doanh nghiệp dám làm dám chịu. Trên con đường phát triển kinh tế ở Trung Quốc, dù có vô số những khó khăn, thách thức, dù gặp phải sự phá rối của các thế lực lạc hậu, hay bị bao vây bởi các thế lực cầm quyền, thì họ vẫn rất có trách nhiệm, kiên định hướng về phía trước, mặc cho họ có phải đi một mình một con đường. Nhưng tôi tin rằng sẽ có một ngày họ sẽ nhìn thấy thành quả tốt đẹp. Lời nói của Hạ Tưởng rất có tiếng vang, vang vọng trong hội trường lớn, trong phòng đông đủ mọi thành phần trong các lĩnh vực, tất cả mọi người đều đang hướng về Hạ Tưởng. Sau một hồi rất lâu, mới bộc phát tiếng vỗ tay như sấm. Bất luận những tiếng vỗ tay tán thưởng đó là thật lòng hay chỉ là phép lịch sự nhưng đã giữ thể diện cho vị chủ tịch trẻ, Hạ Tưởng rất ít khi bày tỏ quan điểm suy nghĩ của mình, khiến Trung Dương tái mét mặt mày. Kỳ thực Đại Phục Uy ghé thăm Thụy Điển tiện thể tham quan tổng bộ Volvo luôn, chính là thể hiện rất rõ ràng sự ủng hộ của chính phủ, hơn nữa Đại Phục Uy còn tuyên bố cung cấp hàng trăm tỷ vốn đầu tư để giúp đỡ Volvo trong bước tiến mới của Trung Quốc. Tin tưởng rằng sẽ sử dụng sự hỗ trợ đó thật hiệu quả. Đằng sau cũng là cả một sự cố gắng không ngừng. Nhưng trong tình thế có lợi, bản thân là một viên chức trong Ủy ban Cải cách mà khinh thường các doanh nghiệp trong nước như vậy, Hạ Tưởng nhất định phải đưa ra tiếng nói của mình. Trung Dương không cam tâm bị Hạ Tưởng nói đến không phản bác được, anh ta cũng cười lớn mà rằng. Ví dụ của Chủ tịch Hạ không thích hợp trong trường hợp này rồi. Hạ Tưởng khoanh tay lịch sự nói. Không biết chỗ nào không thích hợp vậy, Geely thu mua Volvo. Nhưng chỉ là cổ phần khống chế, Volvo vẫn là một hãng xe độc lập,
lẽ nào Porsche bị Volkswagen thu mua thì sẽ bị gọi là Volkswagen sao? Tôi đã nói rồi, tôi không cho rằng các doanh nghiệp tư nhân là những doanh nghiệp không có danh tiếng. Ngược lại, các doanh nghiệp cá nhân tự mãn, vài chục năm, ngoài việc đầu tư thu lợi nhuận ra, không có một hãng xe Trung Quốc nào thúc đẩy tình hình phát triển trong nước có hiệu quả. Trung Dương cũng đầy khí thế, tư thái cũng rất cao, khống chế tình hình cũng rất tốt, rất bình tĩnh tranh luận với Hạ Tường. Tôi không đồng ý với cách nghĩ của Chủ tịch Hạ, ngành xe hơi của Trung Quốc phát triển muộn màng, nền tảng mỏng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, dựa vào vốn công nghệ, thị trường trong tương lai, hay dựa vào tình trạng của các doanh nghiệp do nguyên nhân lịch sử, không những rất phức tạp mà có liên quan mật thiết đến cơ cấu nhà nước, thông thường thì ít ai có thể hiểu được thực hư chuyện này. Ngụ ý của Trung Dương muốn nói Hạ Tưởng không đủ cấp bậc để biết những chuyện bí mật của quốc gia. Nếu như nói các doanh nghiệp xe hơi có liên quan đến cơ mật quốc gia, thì tôi nghĩ liên doanh trong mấy chục năm nay, cơ mật quốc gia ấy đã sớm bị bên Đức nắm rõ rồi. Trong lĩnh vực kết nối công nghệ và bằng sáng chế đều bị phía Đức nắm bắt, cả việc bất bình đẳng trong việc huy động vốn cho các công ty liên doanh, vậy chuyển giao kỹ thuật ở đâu? Tự tạo ra kỹ thuật hay có sẵn nhận thức về bằng sáng chế cho một mẫu xe? Không cần nói đến việc ngành xe hơi của nước ta phát triển muộn, nền tảng mỏng, có bao nhiêu hãng xe đã tự động bảo vệ bản quyền về bằng sáng chế của mình. Giọng điệu của Hạ Tưởng cũng rất bình tĩnh, giống như đang tán ngẫu, bình tĩnh nói ra quan điểm của mình. Quan điểm của tôi là, bất luận là Geely Volvo, Porsche Volkswagen, Volkswagen Audi, Tata Land Rover, hay là Chery Land Rover miễn là có thị trường thì sẽ có hỗ trợ. Dù là doanh nghiệp tư nhân hay là doanh nghiệp trung ương đều cần nhìn nhận như nhau. Nói đúng lắm, tôi đồng ý. Tiếng của Hạ Tưởng vừa dứt thì Đại Phục Thịnh đã lớn tiếng tán thành, vang vọng cả phòng. Đại Phục Thịnh nghe xong bài phát biểu đầy sức thuyết phục mà vô cùng điềm tĩnh của Hạ Tưởng, trong lòng cảm thấy đầy hứng thú với con người này. Trên con đường phát triển doanh nghiệp ở Trung Quốc, táo bạo chính là đặc điểm của các doanh nghiệp quốc gia nhưng đặc biệt khó khăn. Không những phải đối mặt với kỳ thị của khách hàng mà còn phải đối mặt với những rào cản và những chính sách gây bất lợi mà Trung ương ban hành. Để tồn tại và phát triển cho đến ngày nay thật không dễ dàng gì. Xí nghiệp Trung ương là xí nghiệp của nhà nước, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do cá nhân lập lên, nếu không thay đổi đường lối quản lý đối đầu với doanh nghiệp tư nhân, không thay đổi quan điểm doanh nghiệp Trung ương hay tư nhân đều của những đứa con của đất nước, thì sẽ tạo ra sự tách biệt quá lớn, điều này sẽ khiến kinh tế Trung Quốc sẽ không cất cánh bay xa được. Như vậy, tính chủ động tích cực của lực lượng tư nhân sẽ không được phát huy, quốc khố trống rỗng. Nếu Trung Quốc chỉ có vài doanh nghiệp, thì nền kinh tế nước nhà không sớm thì muộn sẽ đi đến bờ vực của sự sụp đổ. Đại Phục Thịnh rất hiểu lối suy nghĩ của những ông chủ doanh nghiệp Trung ương, không chạy theo cách nghĩ của những doanh nghiệp lớn đi làm, mà dựa vào vị trí của các giám đốc doanh nghiệp này làm bàn đạp. Nếu không thể phân biệt được kinh tế và chính trị để xử lý thì sẽ mất đi sự ủng hộ của Trung ương, và tất yếu sẽ dẫn đến sụp đổ. Dùng thủ đoạn chính trị để thâm nhập xung quanh thị trường hiện nay, đã làm là không thể ngừng được, ngược lại, không bao lâu sẽ bước vào thời đại kinh tế đi theo chính trị. Đặc biệt dành thời gian đến tham quan tổng bộ hãng xe Volvo lần này cũng thể hiện ý đồ mà Đại Phục Thịnh. Ông ta muốn trong thời gian đảm nhiệm sẽ nhận được sự trợ giúp từ hãng xe này. Chuyến thăm tổng bộ Volvo ngày mai anh nhất định phải tới đấy nhé, Hạ Tưởng. Đại Phục Thịnh nhắc nhở Hạ Tưởng, ông ngày càng tin tưởng Hạ Tưởng. Trung Dương vốn còn muốn tranh luận thêm với Hạ Tưởng, thấy Phó Thủ tướng lên tiếng, mặc dù chưa nói rõ lập trường là ủng hộ ai, nhưng trực tiếp muốn Hạ Tưởng ngày mai tham gia chuyến thăm Volvo thì có thể thấy thái độ của ông khá rõ ràng, chỉ là không nói hẳn ra mà thôi. Tuy nhiên Trung Dương luôn được người khác tâng bốc quá nhiều. Hôm nay bị Hạ Tưởng làm cho không thể nói được nữa, nên trong lòng âm thầm ghi nhớ mối thù. Thật không may, trong kỳ bầu cử sang năm anh ta có thể lên nắm chính quyền và thay đổi cơ cấu. Đến lúc đó dù Hạ Tưởng có là chủ tịch tỉnh hay bí thư tỉnh ủy đi chăng nữa thì toàn bộ tỉnh Tây sẽ trong tầm kiểm soát của anh ta. Trung Dương nghĩ thật thấu đáo, mà không hề biết rằng vận mệnh của anh ta vì vậy mà được thay đổi. Nếu anh ta không gặp Hạ Tưởng và mà chỉ tranh đấu như thế thì còn ổn, đằng này. Anh ta với Hạ Tưởng lại tranh chấp tới mức tự đào hố chôn mình. Sang nhiệm kỳ mới, quả thực là cơ hội giúp anh ta tiến xa hơn. Kết quả bị người khác nói với Quan Viễn Khúc và Ngô Tài Dương một câu, anh ta không những không thể vào vị trí quản lý ủy ban kế hoạch và phát triển mà còn bị đá khỏi đó và mất hết tương lai. Sau đại hội 18,
mặc dù khoảng cách để đến với trung tâm chính trị của Hạ Tưởng vẫn còn một khoảng rất xa, nhưng hắn thực sự đã có lực ảnh hưởng rất lớn, không cần nói đến 9 vị ủy viên thường vụ cao cấp, ít nhất hắn có thể nói chuyện với 3, 4 người trong đó. Chỉ tính ủy viên Bộ Chính trị hắn cũng có những mối quan hệ cực kỳ thân thiết với 4, 5 người. Thời của Hạ Tưởng cũng đến gần theo Đại hội Đảng 18. Trung Dương nghĩ rằng hậu thuẫn của anh ta đủ mạnh để có thể tóm cổ Hạ Tưởng, nhưng xin lỗi, Hạ Tưởng lại không để cho anh ta cơ hội nào cả. Hạ Tưởng cũng nên cảm ơn Trung Dương vì đã nhắc nhở mình, để can thiệp kịp thời cho các kế hoạch 10 năm sau này. Rút ngắn khoảng cách để hoàn thành mà đối với anh ta trước kia vô cùng xa xôi. Cũng giúp anh ta nhận ra cần phải đề phòng những người có thành kiến rõ ràng như Trung Dương đi đến vị trí cấp cao. Hạ Tưởng không có ý khinh thường gì Trung Dương cả, nhưng hắn nhận thấy rằng Trung Dương không phù hợp để đảm nhận chức vụ đó. Kết quả là, Trung Dương không được chọn làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Trời như đang đùa giỡn con người vậy, Hạ Tưởng có đặc quyền có thể trực tiếp gọi điện đến nhân vật số 1, số 2, bản thân hắn lại có thân phận trung tâm giữa các thế lực gia tộc, hắn phản đối, chính là các thế lực gia tộc cũng phản đối, Trung Dương vẫn có thể vào mới lạ. Một đêm ở nơi đất khách quê người, có thể tổ chức được là một thành công. Đại Phục Thịnh được Hoàng gia Thụy Điển mời đến dự tiệc, Hạ Tưởng cũng vinh hạnh được đi sau tháp tùng. Bắt tay, giao lưu, mặc dù Hạ Tưởng đã cố tình nhỏ nhẹ, khiêm tốn nhưng vẫn bị công chúa Thụy Điển nhận ra. Công chúa Thụy Điển được công nhận là công chúa xinh đẹp nhất châu Âu. Mặc dù gả cho một tên bình dân, nhưng cô công chúa 33 tuổi yểu điệu thiết tha này vẫn còn làm say đắm biết bao nhiêu người. Cô mặc một chiếc váy dài, với mái tóc vàng đặc trưng để lộ ra nét quyến rũ của một người phụ nữ phương Tây. Madrina là vương phi của hoàng tử Thụy Điển, nữ hoàng tương lai, cô không biết sao lại có cảm tình với Hạ Tưởng nữa, đặc biệt tới trước mặt Hạ Tưởng để bắt chuyện, một cô gái thật tài giỏi, cô có thể nói được tiếng Anh, Pháp, Đức và tiếng Thụy Điển, nhưng cô dùng tiếng Anh và tiếng của nước mình để chào hỏi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đương nhiên là không hiểu tiếng của một nước nhỏ như Thụy Điển rồi. Tiếng Anh thì cũng tạm tạm, để giữ phép lịch sự, hắn cũng nói với cô vài câu đơn giản, nhưng với một người luôn phụ thuộc vào tiếng mẹ đẻ như Hạ Tưởng thì việc dùng tiếng Anh đúng là làm khó. Công chúa dường như rất quan tâm đến chuyện gia đình của Hạ Tưởng, hỏi thăm vợ và con hắn. Nghe Hạ Tưởng nói hắn đã kết hôn và con của hắn đều lớn cả rồi, công chúa cười khúc khích, nói một câu vô cùng tiếc nuối, rồi lại vui vẻ tiếp chuyện, nếu sớm được biết hắn thì cô ấy sẽ đồng ý kết giao cùng hắn. Hạ Tưởng biết được tính cách hào phóng của người Bắc Âu, không câu nệ tiểu tiết nên cũng vui vẻ khen đùa công chúa, khen cô cũng thật xinh đẹp và nhã nhặn. Nghĩ rằng nói vài câu công chúa sẽ bỏ qua hắn, nhưng không ngờ cô ấy lại đưa ra một chủ đề nói chuyện khiến hắn thực sự bị cuốn hút. Nhưng trình độ tiếng Anh của Hạ Tưởng lại rất bình thường, nên muốn tham gia được cuộc nói chuyện thì phải nhờ đến phiên dịch. Thật may mắn thông dịch viên của công chúa lại là một lưu học sinh Trung Quốc, dáng vẻ thật nhã nhặn. Cô ấy cũng nghe qua về Hạ Tưởng, và cũng vô cùng ngưỡng mộ hắn, giống như một cô bé học sinh ngưỡng mộ thần tượng trong lòng mình. Nhìn Hạ Tưởng với đôi mắt sáng ngời. Bởi vì cô ấy sùng bái Hạ Tưởng, vấn đề mà cô phiên dịch cho công chúa trong đó có chứa đựng tình cảm mãnh liệt của cá nhân cô với người nói. Công chúa hỏi. Hạ Tưởng, anh là chủ tịch tỉnh trẻ nhất Trung Quốc vậy đã bao giờ chịu áp lực? Hạ Tưởng trả lời. Không. Người Trung Quốc rất dễ thích nghi những thứ mới. Công chúa lại hỏi. Anh đã bao giờ cảm thấy lúng túng trước những thứ như tiền bạc hay phụ nữ chưa? Hạ Tưởng cười nói. Về tiền bạc thì chắc không ít rồi, nhưng tôi có nguyên tắc riêng của tôi. Còn về phụ nữ, hiện giờ trong nước tạm thời chưa có, còn ở nước ngoài thì có một vài, ví dụ như công chúa đây chẳng hạn. Lời công kích trong cách nói đùa của Hạ Tưởng đã khiến công chúa rất phấn khởi, cô rất tự tin nói. Anh có biết không, năm ngoái trong một cuộc điều tra lấy ý kiến của người dân trên trang web kết bạn nổi tiếng của anh, bình chọn 10 người phụ nữ đẹp nhất thế giới, tôi đã đạt được 74% số phiếu, đứng thứ 7. Hạ Tưởng nghĩ đã giúp phải giúp đến cùng, khen một câu. Nhất định rồi, công chúa là người phụ nữ quyến rũ nhất mà tôi từng gặp trong nước cũng như nước ngoài. Trong lòng hắn lại nghĩ, quả thực trong vài người phụ nữ ngoại quốc mà hắn từng gặp, có thể đếm trên đầu ngón tay. Thì công chúa đúng là người đẹp nhất. Tôi thật vinh dự, Hạ Tưởng cảm ơn anh vì đã khích lệ. Công chúa đã mượn cớ đó để hôn má Hạ Tưởng, nhẹ nhàng ghé vào tai anh ta thì thầm. Tôi rất có cảm tình với anh, hy vọng có thể được liên lạc với anh.
nhìn hình bóng thướt tha của công chúa biến mất trong đám đông, Hạ Tưởng buồn bã nghĩ, không phải hắn đã yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên, nói thật lòng, hắn không có cảm tình lắm với những cô gái ngoại quốc. Mà không ngờ công chúa lại có cảm tình với hắn, không chỉ về nghề nghiệp mà còn rất hiếu kỳ về con người hắn. Tốt nhất là không nên gây thêm rắc rối nữa, Hạ Tưởng âm thầm cúi đầu, trước đó hắn cũng đã nghiên cứu qua về công chúa, biết rằng hồi còn trẻ cô ấy là một cô gái bướng bỉnh, vấp ngã không ít và giờ trở thành cô gái đầy kinh nghiệm. Sau đó kết hôn với một gã bình dân, sự kiện này đã gây chấn động một thời, và hôn nhân giữa hai người cũng tan rã bởi sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Tiếp sau đó lại đính hôn với một kẻ thường dân khác. Cả hai người đàn ông đều rất bình thường, có thể thấy công chúa là một người có quan điểm khác người. Chủ tịch Hạ đúng là tuổi trẻ hơn người, công chúa đều không ngó ngàng tới chúng tôi, mà rất ưu ái với anh, thật là khiến người ta ngưỡng mộ. Hạ Tưởng đang suy nghĩ thì có một người đi tới mời rượu anh. Người này khoảng 50 tuổi, hơi béo, thấp, có nụ cười hiền lành và vẻ mặt khiêm tốn. Ông ta khiêm tốn nâng chén nói. Kính chủ tịch Hạ một chén, cảm ơn chủ tịch Hạ đã hiểu cho những khó khăn của doanh nghiệp chúng tôi. Đó là Lý Thư Phục. Về Lý Thư Phục, Hạ Tưởng không hiểu nhiều về con người này, nhưng lại biết rất rõ những việc ông ta làm, hắn rất tự hào vì những gì ông ta làm. Một ông chủ của doanh nghiệp tư nhân, từ chỗ hai bàn tay trắng đến nay đã thành lập được một tập đoàn với doanh thu hơn 100 tỷ. Lại có thể dùng 1,8 tỷ đô la Mỹ mua công ty Volvo, anh ta nhất định là một giám đốc điều hành đáng được ghi vào sử sách. Trong mắt Hạ Tưởng, ông ta không kém hai giám đốc lớn ở Nam, Bắc bởi tính quyết đoán và trí tiến thủ là bao. Sau khi Volvo bị mua bởi Ford, như bị người Mỹ thu hẹp đi sức sống, tuổi xuân, trong mấy năm cũng không phát triển gì thêm. Người Mỹ có lúc thật thông minh, có khi lại như một cái gân, Lý Thư Thục nhanh chóng thâu tóm Volvo và biến chúng đem lại lợi nhuận cho ông ta, hơn nữa ngày càng phát triển mạnh, doanh thu trên toàn thế giới đạt 25%, trong nước đạt hơn 55%. Lý Thư Phục là một người tài. Hạ Tưởng bắt tay Lý Thư Thục, chạm cốc, nói. Mười mấy năm trước, có người trong một lần diễn thuyết đã nói Universal sẽ phá sản. Một cán bộ cấp cao của Universal tự giễu rằng phải tìm công việc khác, rồi đi xuống. 10 năm sau, Universal xin bảo hộ phá sản. Người có thể nhìn thấy nguy cơ phá sản của Universal 10 năm trước, nhất định là một thiên tài kinh doanh. Lý Thư Phục ngẩn người, ông ta không ngờ Hạ Tưởng lại biết về ông ta nhiều đến vậy. Nhất thời, tay bỗng nhiên run run lên. Chủ tịch Hạ, ngài quá khen rồi, tôi chỉ là một thương nhân có lá gan lớn hơn người khác thôi. Ông không phải thương nhân bình thường, cứ kiên trì ông có thể trở thành xương sống của Trung Quốc. Hạ Tưởng nâng ly lên. Nào, tôi kính ông một chén. Hạ Tưởng và Lý Thư Phục kết bạn trong buổi party ở nơi đất khách quê người, tình bạn kéo dài rất nhiều năm. Nhiều năm sau, khi Lý Thư Phục có mặt trong diễn đàn xe hơi thế giới, với thân phận là tập đoàn xe hơi đứng thứ ba toàn cầu lên phát biểu, nhắc đến cái tên Hạ Tưởng, không kìm nổi nước mắt. Ông ta chia sẻ. Nếu không có sự ủng hộ của Hạ Tưởng về tinh thần và chính sách thì ông ta đã không có ngày hôm nay. Buổi tiệc tổ chức rất thành công, trừ câu chuyện nhỏ với công chúa với Trung Dương, Hạ Tưởng và Lý Thư Phục gặp nhau thì Hạ Tưởng đã thành công trong việc thâm nhập vào ngành xe hơi, từ đó khiến cho bố cục lâu dài của hắn lại mở thêm một cục diện. Sau bữa tiệc tối, khi trở về phòng, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Cổ Ngọc. Anh xong việc rồi à? Giọng của Cổ Ngọc vẫn thế. Vẫn thánh thoát như không khí vùng Bắc Âu. Anh xong việc rồi. Hạ Tưởng cười trả lời. Em đến rồi đấy à? Em vẫn chưa đến, chỉ sợ ngày mai thì sẽ bị muộn hơn một chút, nhưng em không dám lái xe nhanh, rồi em lại nghĩ, thật ra anh cũng đâu có vội gặp em, vậy thì em vội đi gặp anh làm gì? Lời nói của Cổ Ngọc chính là cố ý tỏ ra giận dỗi Hạ Tưởng, cũng là vì, một mình cô nơi đất khách quê người, khó tránh khỏi nỗi nhớ nhung quê nhà. Nhưng nơi đó ngoài ông Cổ ra còn có ai được cơ chứ? Chẳng có ai khác chính là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng là bất đắc dĩ, không phải là hắn không nhớ nhung gì, nhưng với thân phận là chủ tịch tỉnh của hắn muốn đi ra nước ngoài đâu phải chuyện dễ dàng, chỉ có thể nói rằng. Vậy em đi chậm thôi nhé, so với gặp em, anh còn muốn em bình an vô sự hơn. Vâng, em biết rồi. Trong lòng Cổ Ngọc lại dịu xuống, Hạ Tưởng chính là khắc tinh của cô. Bất kể cô nhớ hắn nhiều như thế nào, yêu hắn, hận hắn, chỉ cần một câu an ủi của hắn đã làm tan biến mọi nỗi ưu tư trong cô,
trước mặt hắn, cô dịu dàng đến mức không có nguyên tắc và lập trường của chính mình. Nghe nói anh đã gặp công chúa của Thụy Điển rồi phải không, cô ấy có đẹp không? Con gái ai cũng ghen, vấn đề chỉ là ghen ít hay ghen nhiều mà thôi, Tào Thù Lê cũng ghen, trong lòng cũng có những nghi vấn, chỉ có điều cô rất thông minh không hề bộc lộ những cái đó ra ngoài, chính vì thế Hạ Tưởng mới yêu sự nhã nhặn của Tào Thù Lê nhiều đến như thế. Lời nói của Cổ Ngọc khiến hắn không thể không cười. Đúng là anh đã gặp rồi, công chúa rất xinh, cô ấy còn chủ động muốn giữ liên lạc với anh, nói muốn tăng cường hơn nữa trong mối quan hệ với anh. Anh nên cẩn thận không anh sẽ để lại tiếng xấu khi ở nước ngoài như thế này, bi kịch của công nương Diana chính là một bài học đắt giá dành cho anh đó. Cổ Ngọc cũng không hiểu sao phản xạ lại nhanh đến thế, đưa ra một ví dụ đúng là thật sự đe dọa được Hạ Tưởng. Cũng chỉ là .tin đồn trong hoàng thất, còn có tin đồn trên thế giới, nếu làm không tốt còn có thể gây ra những tranh chấp giữa hai nước, Hạ Tưởng đang mải mê với những suy nghĩ của mình. Thôi được rồi, em nghỉ sớm đi, mai anh sẽ đi tham quan trụ sở của Volvo. Vâng, thế anh tặng em một chiếc Volvo nhé, có được không? Đây là lần đầu tiên Cổ Ngọc yêu cầu Hạ Tưởng. Từ trước tới nay Cổ Ngọc chưa bao giờ đòi hỏi gì từ Hạ Tưởng. Ngay cả yêu cầu Hạ Tưởng tặng cô một bộ quần áo cô cũng chưa bao giờ nói ra. Chẳng phải là cô không thích được tặng quà, không mong mỏi người đàn ông mình yêu thương đáp trả tình cảm của mình, mà là cô suy nghĩ rất thản nhiên, không quá khát vọng muốn có thứ gì. Còn nữa, thứ ngọc thạch hiếm có mà cô muốn Hạ Tưởng cũng không có. Đột nhiên đề nghị với Hạ Tưởng về một chiếc xe Volvo, Cổ Ngọc cũng không phải là một suy nghĩ nhất thời của cô, mà cô đã có ý nghĩ này từ lâu rồi. Sau khi cô đến châu Âu cũng chưa mua xe, cảm thấy cũng không cần thiết, chỉ muốn yên ổn ở một thị trấn nhỏ bình dị qua ngày, nhưng có thể gặp Hạ Tưởng ở thị trấn nhỏ này, phong cảnh hai bên đường đã làm lay động tâm hồn cô, cảm thấy nếu có một chiếc xe cũng tốt, có thể đi nhiều nơi, tham quan nhiều nơi. Thụy Điển là một nước nhỏ, các nước ở châu Âu cũng không lớn lắm, hơn nữa cũng không đông dân, rất thích hợp nếu tự mình lái xe đi du lịch muốn đi vòng quanh Thụy Điển, đi du lịch bụi sẽ tiện hơn. Mặc dù đang mang thai, nhưng cũng còn có trợ lý đi theo lái xe, cũng không bị mất vui. Sở dĩ muốn Hạ Tưởng tặng cô một chiếc xe Volvo, chính là vì lý do an toàn và bảo vệ môi trường, cô cảm thấy chiếc xe này rất phù hợp với hoàn cảnh của cô bây giờ. Về độ an toàn thì không cần phải bàn nữa, Volvo là một công ty mà mục tiêu an toàn được đặt lên hàng đầu, hơn nữa chỉ số bảo vệ môi trường cũng đứng đầu, là công ty duy nhất được EU chứng nhận. Chỉ số bảo vệ môi trường của xe còn cao hơn vài điểm so với chỉ số tiêu chuẩn mà Liên minh châu Âu đặt ra, cao hơn Trung Quốc 6 đến 11 lần. Đối với phụ nữ có thai, bảo vệ môi trường chính là sức khỏe, ví dụ như những bức xạ và khí độc trong xe hơi trong nước làm ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, chỉ có điều tin tức báo cáo vì tình hình phát triển của ngành công nghiệp xe hơi trong nước nên đã giấu giếm đi rất nhiều, nhưng với Cổ Ngọc, cô hiểu rất rõ điều này. Hạ Tưởng biết nếu con gái đòi quà của con trai thì chỉ có hai lý do, một là muốn được yêu, hai là muốn được hư vinh, Cổ Ngọc rõ ràng là ở trường hợp thứ nhất, Hạ Tưởng hơi có phần bị sao động, quả thật, hắn cũng yêu Cổ Ngọc, đừng có nói là một chiếc ô tô Volvo, ngay cả tặng cô một căn biệt thự cũng không đáng gì. Tuy nhiên cũng lại nói, tính của Cổ Ngọc như vậy, cái gì cô không muốn có tặng cô cũng không nhận. Đừng xem Hạ Tưởng là người đàn ông cô yêu nhất trên đời này, nếu Hạ Tưởng có tặng cô một căn biệt thự thật thì chắc chắn cô sẽ từ chối. Được, nhất định sẽ tặng em. Hạ Tưởng trả lời một câu. Đợi đến tối mai sẽ tặng em, thế em thích dòng xe gì? Tùy anh thích dòng nào thì tặng em dòng đó. Cổ Ngọc cười. Thấy anh hào phóng như vậy, hay là anh tiện đường mua luôn hộ em cái túi xách tay nhé? Mua xe thì được, chứ bảo hắn đi mua túi xách tay quả thật là không được. Đang định giải thích với Cổ Ngọc liền cười nói. Em đùa anh thôi. Cũng không thể để anh đi mua túi xách tay cho con gái được, thế nhé, mai gặp anh. Đêm ở Bắc Âu, đêm trắng như ban ngày, thậm chí ban đêm không cần bật đèn cũng có thể đọc sách được. Hồi trước Hạ Tưởng ở Đông Bắc cũng được chiêm ngưỡng cảnh 3 giờ sáng mặt trời vẫn chưa mọc nhưng sáng như ban ngày, bây giờ được thưởng thức thêm cảnh đêm trắng ở một nơi có vĩ độ cao, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ diệu và xa xăm. Cả đêm không làm thế nào ngủ yên được, có lúc không ngủ được. Những chuyện trước kia lại hiện ra mồn một. Sáng sớm hôm sau, ô tô chuyên dụng của Volvo đã đến khách sạn, theo như lịch đã sắp đặt, Hạ Tưởng ngồi ở chiếc xe thứ ba. Xe đầu tiên là của Đại Phục Thịnh,
xe thứ hai là những chuyên viên hộ tống của chính phủ, xe thứ ba là những nhân vật hộ tống cấp cao, Hạ Tưởng tuy còn trẻ tuổi, nhưng chức chủ tịch tỉnh lại tương đối cao. Lúc lên xe, lại xảy ra một chút chuyện, lúc Đại Phục Thịnh đang muốn lên xe, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, liền vẫy tay gọi Hạ Tưởng đến. Đối với Hạ Tưởng đây là lần đầu tiên được đi cùng xe với Đại Phục Thịnh, ngồi cạnh Đại Phục Thịnh, hắn đoán là chắc Đại Phục Thịnh định nói gì đó với hắn. Quả nhiên, Đại Phục Thịnh vừa nói ra đã đi thẳng vào vấn đề. Hôm qua Thư Phục nói chuyện với tôi, ở Trung Quốc có hai nhà máy sản xuất của Volvo, đã hình thành cục diện một Nam một Bắc, cũng sắp đi vào sản xuất, nhưng theo như quy hoạch lâu dài của hãng Volvo ở Trung Quốc, nếu chỉ có ở miền Bắc và Nam thôi thì không thể đáp ứng đủ nhu cầu, Volvo nên xây dựng thêm một nhà máy nữa ở miền Trung. Lý Thư Phục muốn tặng cho hắn một phần quà rất lớn. Hạ Tưởng nghe nhã ý đó, liền hiểu ngay, ung dung cười nói. Tỉnh Tây rất sẵn lòng để Volvo vào đầu tư, tỉnh Tây cũng cần được đầu tư, nhưng cũng nên đầu tư sao cho phù hợp với sự phát triển lâu dài của tỉnh. Cảm ơn Thủ tướng Đại đã ủng hộ cho tỉnh Tây luôn mở rộng cửa, lúc nào cũng chào đón Volvo. Tỉnh Tây là một tỉnh mạnh về năng lượng nhưng không mạnh về công nghiệp, càng chưa có những ngành công nghệ chính xác cao, nếu Volvo xây dựng ở tỉnh Tây, sẽ có vai trò bước đầu vô cùng quan trọng đối với việc thúc đẩy công nghiệp hóa ở tỉnh Tây. Đại Phục Thịnh cười vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Lý Thư Phục là một người có tài lại rất thực tế, bình thường anh ta không chịu nhường ai, anh ta khen cậu không hết lời. Trong nước không thiếu những nhà doanh nghiệp bắt tay với nhà chính trị, nói không chừng cậu và anh ta sẽ làm nên chuyện lớn. Trên thực tế các nhà doanh nghiệp tư nhân muốn thành công, đều phải cùng hợp lực với một nhà chính trị có thực lực, cộng sinh với nhau. Thành công ngày hôm nay của Lý Thư Phục tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Anh ta có mối quan hệ rất tốt với một ủy viên bộ chính trị rất có tiếng. Đại Phục Thịnh chắc chắn nắm rõ như lòng bàn tay con đường chính trị của Lý Thư Phục, nhưng lại ám thị cho Lý Thư Phục biết anh ta có thể theo hắn. Hạ Tưởng phải nghĩ mất vài phút, Đại Phục Thịnh, người đang quản lý quốc hội, ông ta không hề ra lệnh nhưng lời nói lại ẩn chứa rất nhiều ẩn ý. Tôi cũng rất khâm phục tính quyết đoán của anh Lý Thư Phục, hy vọng sau này có cơ hội được bắt tay với anh ấy. Hạ Tưởng thuận theo chiều gió trả lời, hơn nữa còn một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của Đại Phục Thịnh dành cho hắn. Tới trụ sở công ty Volvo, trong vòng một giờ đồng hồ, Hạ Tưởng đã được trông thấy cảnh thử nghiệm cho hai xe ô tô va chạm an toàn một cách kinh hoàng, còn được đi tham quan rất nhiều loại xe mới của Volvo, cũng được tham dự buổi lễ cho ra mắt xe mới của Volvo. Đứng đối diện với mấy trăm công nhân làm việc ở Volvo đứng đợi từ sớm, hắn phát biểu một cách rất nhiệt tình. Tôi thấy Volvo là một công ty có bề dày lịch sử lâu đời, nổi tiếng trên thế giới vì những kỹ thuật tiên tiến trong ngành công nghiệp ô tô đặc biệt là về tính an toàn. Hôm nay, tôi đến Volvo, càng cảm thấy được sự hiện đại của Volvo, càng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tôi rất vui mừng trước sự tiến bộ và phát triển của các vị, xin chúc mừng các vị. Năm 2010, tập đoàn xe hơi Cát Lợi đã mua lại 100% cổ phần công ty Volvo với giá 1,8 tỷ đô la Mỹ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đối với việc thu mua, lúc đó được gọi là rắn nuốt voi, điều này chẳng ai tin cả, ngay cả đến công ty Volvo với bao nhiêu công nhân như thế cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào việc thu mua này. Nhưng sự thật là, hai năm trở lại đây, tình hình kinh doanh của công ty Volvo rất tốt, năm 2011 tổng sản lượng tiêu thụ của Volvo tăng 20%. Đã tạo ra 5.000 công ăn việc làm cho các nước từ Thụy Điển, Bỉ và Trung Quốc. Năm 2011. Trong một cuộc khảo sát thị trường ở Đức, Volvo đã đánh bại các thương hiệu ô tô nổi tiếng của Đức để vươn lên vị trí đầu tiên. Điều này nói lên cái gì? Chính là lần thu mua này là một bước đi rất chính xác, cả hai bên cùng có lợi. Năm nay, Volvo đã thiết lập nhà máy ở hai nơi, một nơi ở miền Bắc, một nơi ở miền Nam, tin chắc rằng trong năm nay và năm sau, Volvo sẽ tiếp tục phát triển một cách nhanh chóng, tập đoàn Cát Lợi và chính phủ đều tin chắc điều này. Đại Phục Thịnh phát biểu nhằm thể hiện sự rộng mở của chính phủ Trung Quốc đón chào bước phát triển nhảy vọt của nền công nghiệp ô tô, cũng rất tin tưởng sẽ phá bỏ được tình hình xe hơi hào nhoáng ở Trung Quốc, cạnh tranh năng động hơn. Sau khi Đại Phục Thịnh phát biểu xong không lâu, Volkswagen của Đức đã bị sao động, người tổng phụ trách công ty bên Trung Quốc của Volkswagen bị điều tra, người mới lên nhận chức rất giỏi, cũng rất quyết đoán. Giới truyền thông cho rằng, Volkswagen đã thay đổi người quản lý mới. Là một bước tiếp tục sai lầm ở thị trường Trung Quốc, dẫn đến,
làm doanh số của Volkswagen ở miền Nam và miền Bắc giảm xuống, làm Volkswagen phải chịu những tổn thất vô cùng nghiêm trọng và thê thảm, mà trong việc điều chỉnh không mấy thuận lợi của người quản lý mới, không kết nối được là nguyên nhân chủ yếu để bị cách chức. Sau đó, Phó Tổng Giám đốc của Volkswagen bị Ủy ban Kỷ luật đem đi điều tra, một thành viên cấp cao của Volkswagen thì nhảy lầu tự sát. Tình hình ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc, bất thình lình xảy ra hai chuyện lớn như thế, gây ra một chuyện mà chưa ai biết nên xử lý thế nào. Mà Hạ Tưởng mượn cớ này, thiết lập một ngành sản xuất quan trọng khác trong tương lai. Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đúng là đang ở giai đoạn ban đầu, thói quen dùng xe của người trong nước còn coi thể hiện thân phận đứng ở vị trí thứ nhất. Thể diện là lớn nhất, còn biết rất ít đối với chuyện khí thải, bảo vệ môi trường và quan niệm về an toàn. Ngành công nghiệp ô tô đối với bất luận một quốc gia nào cũng đều là chuyện lớn, nhất là đối với một quốc gia như Trung Quốc có số dân đứng thứ nhất thế giới như vậy, lại càng là một chuyện lớn khó làm. Dân chúng giàu có muốn mua xe, theo lẽ thường là việc phải làm, nhưng số dân quá nhiều, ô tô lại càng nhiều, ngày nào cũng kẹt xe, có xe ngược lại thành gánh nặng. Mà hiện tại thành thị ngày càng ô nhiễm trầm trọng, khí thải ô tô là nhân tố chiếm 70% trở lên. Hơn nữa nguồn tài nguyên dầu mỏ dần dần suy kiệt, giá cả xăng dầu tăng cao không hạ, các thành thị của Trung Quốc sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra một loại bệnh tật mới, bệnh ô tô. Bắc Kinh và hạ lưu sông Trường Giang kỳ thật đã bị bệnh ô tô. Biển số xe đẹp ở Bắc Kinh là thứ khó kiếm số một, phải dựa vào may mắn. Biển số xe ở hạ lưu sông Trường Giang thì được bán đấu giá, dựa vào thực lực dựa vào kinh tế, một tấm bảng sắt mà trị giá 5-60.000 tệ. Đều bệnh không nhẹ. Chuyện của ngành công nghiệp ô tô không chỉ là vấn đề lớn liên quan đến việc ăn, mặc, ở, đi lại một quốc gia, còn liên quan đến kế hoạch lớn của ngành công nghiệp nguồn năng lượng. Diện tích Trung Quốc rộng lớn, nhưng số dân rất nhiều, hơn nữa nghèo tài nguyên. Không hơn kém diện tích nước Mỹ là mấy, nhưng số dân lại gấp 6 lần nước Mỹ. Nói đúng hơn là, tổng giá trị sản xuất của Trung Quốc phải gấp 6 lần nước Mỹ mới có thể giàu có được như nước Mỹ. Có thể đạt tới mức gấp 6 lần nước Mỹ sao? Ít khả năng lắm. Số dân nhiều nhất mang đến ảnh hưởng tiêu cực lớn, không thể ước tính được. Trước mắt tổng dân số người già của Trung Quốc đã nhiều hơn tổng dân số của Hoa Kỳ, mà số dân của cả nước Thụy Điển còn không đến 10 triệu người. Trung Quốc muốn đạt tới sự giàu có như nước Mỹ, độ sạch sẽ và tính giải trí cao như châu Âu, trừ phi diện tích mở rộng 6 lần. Nói đúng hơn là, hiện tại diện tích Trung Quốc không đủ để chống đỡ nếu Trung Quốc cũng có số lượng ô tô giống như nước Mỹ nhà nào cũng có được, cũng không cho phép gia tăng ô tô một cách không hạn chế. Ngày nay ở châu Âu đã nghiêm khắc khống chế khí thải, Trung Quốc vẫn lập lờ không kiên trì trong vấn đề khí thải, cũng là bảo vệ cho ngành công nghiệp ô tô tiến thêm một bước mở rộng và phát triển. Nhưng mặt khác, với Trung Quốc, không, với nguồn tài nguyên hiện tại của thế giới, chống đỡ không nổi việc Trung Quốc cũng muốn giống như nước Mỹ trở thành đất nước của ô tô. Hoặc là nói cách khác, với công nghệ khai thác tài nguyên hiện tại trên trái đất, không thể chống đỡ một nước Mỹ và một Trung Quốc, hai siêu cường quốc cùng tồn tại. Đường cũng không cho phép, tài nguyên dầu mỏ cũng không cho phép. Được rồi, cho dù vấn đề đường cho phép, nguồn tài nguyên dầu mỏ cũng sẽ có một ngày khô kiệt. Năng lực chịu đựng của tầng khí quyển cũng có một ngày bão hòa với khí thải ô tô, bởi vậy, trong tưởng tượng của Hạ Tưởng, phát triển nguồn năng lượng mới cho ngành công nghiệp ô tô, đã ở thế phải làm. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến vì tranh giành nguồn tài nguyên dầu mỏ giữa Trung Mỹ. Ô tô điện, chính là phương hướng phát triển trong tương lai. Không thể đợi đến lúc Trung Quốc phát triển tới mức đủ giàu có mới coi trọng vấn đề ô nhiễm, đến lúc đó thì đã không kịp xử lý. Giống như vì kiếm tiền mà liều mạng vậy, cứ nghĩ là kiếm được đủ tiền liền về hưu, nhưng không có lúc nào cảm thấy kiếm đủ tiền, mạng sống lại thật sự ngắn ngủi, chờ đến lúc anh cảm thấy tiền đủ tiêu, lại bỗng nhiên phát hiện, mạng sống cũng không cho anh thời gian mà tiêu tiền. Trung Quốc không thể và cũng không chờ được, hiện tại phải nhìn xa trông rộng mà bắt đầu làm ra quyết sách giảm bớt ô nhiễm khí thải. Vốn đi thăm trụ sở chính của Volvo, có Đại Phục Thịnh ở đây thì không tới phiên Hạ Tưởng nói chuyện, cũng không có sắp xếp cho Hạ Tưởng đề xuất vấn đề. Nhưng Lý Thư Phục cố ý làm như vô tình đi cùng với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền thuận miệng hàn huyên vài câu với Lý Thư Phục về hiện trạng của ngành công nghiệp ô tô trong nước. TRUIENIICOM Nghe nói Volvo có quan niệm an toàn hô khẩu hiệu là thương vong bằng không,
như vậy trên phương diện bảo vệ môi trường và khí thải, có mục tiêu gì không? Hạ Tưởng hỏi Lý Thư Phục. Lý Thư Phục hơi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ đến Hạ Tưởng hiểu biết về ngành công nghiệp ô tô sâu như thế, anh ta kiên nhẫn giới thiệu tỉ mỉ quan niệm về ô tô của anh ta, đề xuất ô tô Geely muốn chế tạo sản phẩm ô tô an toàn nhất trong nước, thì phải cam đoan đảm bảo điều kiện an toàn trước tiên rồi từng bước tăng cao nhu cầu về bảo vệ môi trường và khí thải. Còn quan niệm của Volvo trong vấn đề bảo vệ môi trường và khí thải chính là, tranh thủ đến năm 2050 đạt tới mục tiêu khí thải bằng không. Có phải Volvo có ưu thế kỹ thuật về mặt động cơ điện hay không? Hạ Tưởng lại truy vấn một câu, trong lòng hắn đã rõ ràng mạch lạc, chỉ cho dân chúng ở tỉnh Tây một mảnh trời xanh mây trắng hiển nhiên còn xa mới đủ. Muốn cả đất nước Trung Quốc rộng lớn này nơi nào cũng là trời xanh mây trắng, thì việc xử lý khí thải ô tô là rất cấp bách. Có, cũng giống như đối với mục tiêu an toàn vậy, Volvo là nhà máy ô tô tiên tiến nhất thế giới về phương diện kỹ thuật động cơ điện. Lý Thư Phục đáp lại một cách khẳng định. Ánh mắt Hạ Tưởng đầy sự kỳ vọng. Giám đốc Lý, trọng trách trên vai anh rất nặng. Lý Thư Phục và Hạ Tưởng dừng lại phía sau Đại Phục Thịnh, anh ta nhỏ giọng nói. Tôi có một thỉnh cầu, xin Chủ tịch tỉnh Hạ phê duyệt. Không cần khách khí, có chuyện cứ việc nói thẳng. Hạ Tưởng rất thích cách đối nhân xử thế của Lý Thư Phục. Lý Thư Phục cười nói. Tôi nghe nói Chủ tịch tỉnh Hạ rất thích Volvo, còn có một chiếc S60. Hôm nay Chủ tịch tỉnh Hạ đích thân đi thăm trụ sở chính của Volvo, là vinh hạnh của Volvo, cũng là vinh hạnh của cá nhân tôi. Tôi muốn đại diện ô tô Volvo tặng Chủ tịch tỉnh Hạ một chiếc Volvo số S60 làm quà. Hạ Tưởng bình thường không dễ dàng gì nhận quà, nhất là thứ lớn như ô tô, nhưng hôm nay hắn ngoại lệ, chỉ hơi do dự liền mỉm cười. Tôi phá lệ một lần, nhận quà của anh. Thứ nhất là để thấy thái độ ủng hộ của tôi đối với việc ô tô Volvo phát triển ở Trung Quốc, thứ hai là để thấy sự ủng hộ của tôi đối với cá nhân anh. Lý Thư Phục vui mừng mỉm cười, anh ta mượn chuyện tặng xe để kéo gần quan hệ với Hạ Tưởng, cử chỉ thiết lập tình bạn bè cá nhân đã được đáp lại một cách tích cực. Tự nhiên trong lòng mừng rỡ, càng kiên định với ý tưởng kết giao với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bình sinh lần đầu tiên nhận một món quà lớn là một chiếc ô tô, ý nghĩa trọng đại, không phải nguyên nhân bởi vì là số lượng xe này ít, mà là ở chỗ lần đầu tiên hắn và Lý Thư Phục bắt tay, đặt bố cục lâu dài cho vận mệnh ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Sau khi chuyến thăm kết thúc, Đại Phục Thịnh đại diện chính phủ Trung Quốc ký tên vào dự án hợp tác, không còn việc gì của Hạ Tưởng. Còn thời gian nửa ngày mới đến chuyến thăm tiếp theo, Hạ Tưởng còn có thời gian gặp gỡ với Cổ Ngọc. Lý Thư Phục quả thật tính cách thẳng thắn, nói được thì làm được, nói tặng Hạ Tưởng một chiếc Volvo, liền lập tức đem xe chạy đến trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền vui lòng nhận chìa khóa xe mà Lý Thư Phục đưa cho, nói. Chìa khóa này trọng lượng rất nặng, giám đốc Lý, cảm ơn. Người yêu xe hiểu xe, mới xứng có được một chiếc xe có ý nghĩa. Chủ tịch tỉnh Hạ. Công ty Volvo có một phòng danh nhân, ở đó liệt kê những chính khách trên thế giới thích ô tô Volvo, có trưởng ban thư ký Liên Hiệp Quốc, có Tổng thống nước Mỹ, vân vân, tin rằng một ngày kia sẽ có một cái tên của người Trung Quốc lấp lánh trong đó. Hạ Tưởng cười ha hả, hắn còn cách địa vị chính khách thế giới một đoạn đường rất dài cần phải đi. Gothenburg là thành phố cảng nổi tiếng ở bờ biển phía tây nam của Thụy Điển, khí hậu dễ chịu, phong cảnh tươi đẹp, là trung tâm công nghiệp quan trọng của Bắc Âu. Nhưng số dân còn chưa đến 1 triệu người. Chạy ô tô trên đường cái ở Gothenburg, đường phố sạch sẽ, không khí tươi mát, bầu trời xanh trong, cùng với đường giao thông thẳng tắp, khiến tâm trạng Hạ Tưởng khoan khoái. Ngẫm lại xuất hành trên đường cái ở Bắc Kinh, liếc mắt nhìn sang bên cạnh chính là ô tô đông nghìn nghịt, ngẩng đầu nhìn lên là bầu trời mờ mịt, hít thở chính là không khí bị ô nhiễm nặng, có thể có tâm trạng tốt mới là lạ. Đừng nói tâm trạng tốt, có thể có được sức khỏe tốt cũng đã là khó rồi. Hiện tại Hạ Tưởng ở trong nước là gần như không có cơ hội lái xe, ở nước ngoài, lại một lần nữa cảm nhận được thú vui chính mình lái xe, hơn nữa mọi thứ xung quanh vừa hài hòa lại yên tĩnh. Xã hội Gothenburg không cần mỗi ngày đề cập đến khẩu hiệu tạo ra sự hài hòa, mức độ hài hòa này khiến Bắc Kinh và Hạ Lưu sông Trường Giang thúc ngựa cũng đuổi không kịp, có thể thấy được khẩu hiệu cũng vô dụng, học thuyết cũng vô dụng, hữu dụng vẫn là chế độ và lòng người. Đón được Cổ Ngọc ở cảng. Cổ Ngọc bụng khá lớn, vẻ mặt hạnh phúc và thỏa mãn đứng ở dưới ánh nắng mùa hè. Cô mặc váy dài màu xanh, càng tôn lên làn trắng nõn nà của cô. So sánh với trước kia, ngoài việc cô vẫn xinh đẹp,
thì tỏa ra thêm nhiều tình mẫu tử. Cũng may nhiệt độ không khí Gardenburg không cao, hàng năm không vượt qua 30 độ. Hôm nay thời tiết lại có gió nhẹ, nhiệt độ không khí thích hợp, cổ ngọc liền như một đóa hoa tulip, rạng rỡ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Hạ Tưởng xuống xe, mở cửa xe, làm một động tác lễ nghi mời. Mời tiểu thư Cổ lên xe. Cổ Ngọc thản nhiên cười, một mình cô đơn ở châu Âu, một mình ở bên ngoài nhớ thương, trong nháy mắt tan thành mây khói, đều hóa thành tình yêu nồng nhiệt. Cô vươn tay phải, đặt lên trên tay trái của Hạ Tưởng, rất tao nhã rất ý thơ nói. Em, có giống một công chúa không? Cổ Ngọc chính là công chúa trong cảm nhận của Hạ Tưởng. Cô còn so đẹp hơn, thục nữ hơn so với công chúa Hoàng gia Thụy Điển, cũng càng phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Em là công chúa của một mình anh. Hạ Tưởng thắt dây an toàn cho Cổ Ngọc, lại đóng cửa xe cho cô, ngồi xuống ghế người lái. Em là công chúa lý tưởng nhất của Trung Quốc. Cổ Ngọc cười tươi như hoa. Cho dù anh nói thật hay là giả, tóm lại, em rất vui. Gardenburg cũng không lớn, Hạ Tưởng chạy ô tô chở Cổ Ngọc đi một vòng trên quốc lộ vùng Duyên Hải, hưởng thụ cảnh đẹp thiên nhiên và không khí tươi mát. Hạ Tưởng rốt cục hiểu được dụng tâm của Cổ Ngọc vì sao phải đến châu Âu tĩnh dưỡng và để được chăm sóc. Vốn định mở miệng khuyên bảo Cổ Ngọc trở về, nhưng lại nuốt trở vào. Lão Cổ có thể đặt mua cho Cổ Ngọc một trang viên ở Bắc Kinh, có thể chuyên cung cấp rau quả sạch, có thể cam đoan nước sạch dùng để uống, nhưng không cách nào khiến bầu trời Bắc Kinh xanh thẳm, không thể khiến chất lượng không khí Bắc Kinh tươi mát mà không có ô nhiễm. Môi trường tự nhiên và con người cùng một nhịp thở, môi trường tốt, tâm trạng mới có thể tốt. Cổ Ngọc nói, anh thực sự nên đến xem thị trấn nhỏ nơi em ở, Gardenburg so sánh với thị trấn nhỏ thì rất phồn hoa, rất hiện đại, nhưng ô nhiễm cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hạ Tưởng không nói gì, với hắn mà nói, không khí ở Gardenburg đã tốt đến không thể tốt hơn, ở trong mắt Cổ Ngọc, lại vẫn là có chứa hơi thở ô nhiễm của công nghiệp. Nhu cầu chất lượng cuộc sống giữa người này với người kia quả thật khác nhau lớn. Em đã nghĩ hết rồi, sau khi con ra đời, sẽ đặt tên là Cổ Lai, để nó sống ở trong nước, từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc, để nó học được văn hóa Trung Quốc cổ điển, để nó trở thành một người Trung Quốc chân chính. Cổ Ngọc vuốt ve bụng mình. Sau này nó muốn làm việc gì thì tùy nó, em sẽ không can thiệp vào, cũng không cho anh can thiệp vào. Nó muốn theo chính trị, em sẽ ủng hộ. Nó muốn làm kinh doanh, em cũng không phản đối, nó muốn đi dạy học, cũng tùy nó. Cổ Lai sau này liền đúng theo như lời Cổ Ngọc nói, vô cùng mê muội đối với văn hóa cổ điển Trung Quốc. Sau đó anh ta trở thành một trong số không nhiều lắm giáo viên dạy văn học cổ trong nước, cả đời mê mệt trong tri thức, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Cổ Lai cả đời chỉ có một người con trai, tên là Cổ Phong. Vài thập niên sau, Cổ Phong vượt qua Hạ Tưởng lại sáng lập một thần thoại trong quan trường Trung Quốc. Đưa Cổ Ngọc đi vòng vèo một cách nhàn nhã cho đến trưa, cảm nhận sự quyến rũ của thành thị Bắc Âu, cảm thụ phong cảnh Bắc Âu. Buổi tối, Hạ Tưởng lại đưa Cổ Ngọc đi ăn cơm. Sang năm em mới quay về, thay em chuyển lời tới ông nội, em vẫn mạnh khỏe, bảo ông đừng lo lắng, em cũng rất nhớ ông cụ. Cổ Ngọc nói xong, đôi mắt đã ươn ướt. Hy vọng lúc em còn sinh thời, có thể nhìn thấy thành thị Trung Quốc cũng được nhàn nhã, tươi mát như thế này. Càng hy vọng Trung Quốc có thêm nhiều một chút những nơi giống như thế giới thần tiên, không bị ô nhiễm công nghiệp, cũng không bị kinh tế phát triển ăn mòn mất sự tốt đẹp vốn có. Còn nữa, anh cũng nên dành nhiều thời gian thăm hỏi ông nội, anh không tiện xuất ngoại, nhưng đi Bắc Kinh lại rất tiện. Được rồi, em không còn lời nào nữa, đúng rồi, còn có một điểm, em cấm anh không được liên hệ với công chúa. Vẻ mặt Cổ Ngọc vô cùng nghiêm túc. Nếu anh không nghe lời của em sẽ không để ý tới anh. Hạ Tưởng gật đầu. Vậy xin xử lý theo chỉ thị tinh thần của đồng chí Cổ Ngọc. Cổ Ngọc mỉm cười, phi. Đừng dở giọng, em không phải muốn quản lý anh, mà muốn nhắc nhở anh, tai tiếng quốc tế không hay đâu. Được, Hạ Tưởng cũng không biết vì sao Cổ Ngọc lại cảnh giác với công chúa như vậy. Nói cho cùng, hắn cũng quả thật không có ý tưởng gì với công chúa, liền kiên định mà tỏ thái độ. Nghe lời nói của đảng, đi cùng Cổ Ngọc. Một lần gặp nhau ở nơi đất khách quê người, khi bóng đêm tan biến là khoảng thời gian lưu lại sâu trong trí nhớ của Cổ Ngọc. Từ nay về sau, Cổ Ngọc vĩnh viễn nhớ tới sự lãng mạn mà cô và Hạ Tưởng đã có ở Gardenburg. Trong cuộc đời con người,
rất nhiều sự việc chỉ có thể trải qua một lần, một khi đã qua đi, liền thành vĩnh viễn. Hạ Tưởng chụp ảnh cho Cổ Ngọc, mang về làm kỷ niệm cho lão Cổ, dặn dò mãi Cổ Ngọc phải bảo trọng, cuối cùng để lại xe S60 cho Cổ Ngọc. Xem như hắn tặng Cổ Ngọc món quà kỷ niệm ý nghĩa đầu tiên. Cổ Ngọc không tiện tự mình lái xe, liền để trợ lý lái xe. Cô rất vui vì Hạ Tưởng đặt chuyện của cô ở trong lòng, tâm trạng tốt, nói với Hạ Tưởng. Em nghĩ có một ngày, sẽ có một người họ Cổ cũng sẽ được ghi danh vào phòng danh nhân của Volvo. Lời của Cổ Ngọc đã trở thành sự thực, nhưng người họ Cổ được vào phòng danh nhân của Volvo không phải con trai Cổ Lai của cô, mà là cháu trai của cô là Cổ Phong. Cổ Phong từ nhỏ đã thích ô tô Volvo, tất nhiên ở thời đại của anh ta, Volvo đã trở thành thương hiệu đứng đầu nổi tiếng về an toàn và bảo vệ môi trường, cũng có quan hệ lớn với truyền thống nhà anh ta. Từ nhỏ trong nhà anh ta tất cả ô tô đều mang thương hiệu Volvo. Từ bà nội đến cha, mẹ, mỗi người một chiếc Volvo, hơn nữa ngay cả bí thư Hạ mà bà nội tán thưởng nhất cũng lái một chiếc xe Volvo. Từ nhỏ Cổ Phong đã sùng bái Hạ Tưởng. Không chỉ là Hạ Tưởng vẫn giữ kỷ lục chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước, bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất, cùng với ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên thường vụ Bộ Chính trị trẻ tuổi nhất. Hơn nữa còn bởi vì Hạ Tưởng không ngừng nỗ lực, đã trả giá bằng gian khổ để thúc đẩy tiến trình cải cách chế độ trong nước. Nếu nói trong 100 năm gần đây, người cần cù nhất trong nền dân chủ Trung Quốc là ai, chính là Hạ Tưởng chứ không ai khác. Lớn lên trong sự sùng bái đối với Hạ Tưởng, sau khi Hạ Tưởng được ghi danh trong phòng danh nhân của Volvo, Cổ Phong cũng âm thầm hạ quyết định, quyết tâm anh ta cũng muốn trở thành thành viên của phòng danh nhân Volvo. Không chỉ có như thế, sau khi Hạ Tưởng sáng lập nước Cộng hòa vĩ đại nhất trong tiến trình lịch sử, anh ta lại lấy Hạ Tưởng làm tấm gương, cố gắng phấn đấu khiến cho nước Cộng hòa càng tiến bước mạnh hơn. Cuối cùng thành công mà Cổ Phong muốn đạt được là, Trung Quốc sau khi trải qua thời đại của Hạ Tưởng, tình hình chính trị và kinh tế đã đạt tới thời kỳ tốt nhất trong lịch sử. Bản đồ chính trị trong nước đã hình thành mô hình ràng buộc cơ bản nhất, khoảng cách để Trung Quốc thực hiện nền dân chủ chân chính chỉ còn kém một bước. Những điều còn lại từ lịch sử đem đến cho di sản chính trị của Cổ Phong phong phú như thế. Cổ Phong thuận thế mà làm, thuận theo dòng thủy triều của lịch sử, chẳng những thành công đánh vỡ tốc độ lên chức thần thoại của Hạ Tưởng, cuối cùng khi anh ta vẫn còn trai trẻ đã trở thành một người có địa vị cao nhất ở trong nước, khiến cho thế giới chấn động. Chấn động không chỉ bởi vì anh ta trẻ tuổi, còn bởi vì anh ta là Tổng thống do dân bầu đầu tiên từ khi thành lập nước Cộng hòa tới nay. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng cùng Đại Phục Thịnh bay đi Vương quốc Anh, tiếp tục tiến hành chuyến thăm thứ hai của hành trình châu Âu. Sắp xếp ban đầu là, thành viên Hoàng gia Thụy Điển sẽ không đến sân bay tham gia nghi thức tiễn đưa, dù sao Đại Phục Thịnh cũng là phó thủ tướng, không phải chủ tịch nước, thành viên Hoàng gia xuất hiện không phù hợp với quy củ, không ngờ sự việc lâm thời có thay đổi, không ngờ công chúa lại xuất hiện bên trong đội ngũ tiễn đưa. Công chúa là cố ý đến tiễn Hạ Tưởng. Chủ tịch tỉnh Hạ, Thụy Điển có hai quốc bảo lớn, thứ nhất là Volvo, thứ hai là dàn nhạc giao hưởng Marmo Brass. Volvo đã bị Trung Quốc mua lại. Tôi sẽ tặng một bức tượng dàn nhạc giao hưởng Marmo Brass bằng đồng, hy vọng anh thích. Công chúa hai tay đưa đến một bức tượng đồng. Hạ Tưởng không tiện từ chối ý tốt của công chúa, đành phải tiếp nhận bằng hai tay, và tỏ vẻ trịnh trọng cảm ơn. Công chúa tươi cười rạng rỡ. Hy vọng có một ngày tôi đến thăm Trung Quốc, anh cũng có thể tặng tôi một món quà quý báu nhất. Hạ Tưởng nghĩ lời nói của công chúa chỉ là một câu nói đùa, với thân phận công chúa Thụy Điển của cô. Khả năng đến thăm Trung Quốc là cực kỳ nhỏ. Lại không hề nghĩ rằng, không lâu sau, công chúa liền lấy thân phận cá nhân tới Trung Quốc, còn muốn hắn tiếp khách toàn bộ hành trình, khiến hắn rất bất đắc dĩ. Sau khi tới sân bay London, theo thường lệ là vừa xong nghi thức tiếp đãi, sau đó chính là hội đàm chính thức. Chuyến thăm Vương quốc Anh là dành cho công việc của nhà nước là việc chính, lại không có việc gì của Hạ Tưởng. Hơn nữa Lý Thư Phục cũng không đi theo. Hạ Tưởng liền nhàn rỗi không có việc gì làm, bình tĩnh mà quan sát phong cách của Đại Phục Thịnh. Cũng từ cách ông ta đấu cờ với phía Vương quốc Anh mà phán đoán quan niệm chấp chính của ông ta sau này. Chỉ tiếc, Hạ Tưởng chỉ có thể quan sát, không có quyền lên tiếng. Trong khi hội đàm, phía Vương quốc Anh lại đề cập đến vấn đề nhân quyền, chỉ trích tình trạng nhân quyền của Trung Quốc mấy năm liên tục giảm xuống, khiến người ta lo ngại, nhất là Hong Kong đã từ chế độ xã hội dân chủ thụt lùi về xã hội nhân trị. Còn chỉ trích Trung Quốc quấy nhiễu cuộc đàm phán về khí hậu,
và Trung Quốc sẽ trở thành đầu sỏ gây nên hiện tượng nhiệt độ không khí toàn cầu nóng lên. Đại Phục Thịnh đáp lại lời chỉ trích của phía Vương quốc Anh. Đại Phục Thịnh vạch rõ, bởi vì lịch sử văn hóa của các quốc gia bất đồng, trình độ phát triển khác nhau, tồn tại cách nhìn không đồng nhất trong vấn đề nhân quyền là bình thường. Phía Trung Quốc chủ trương triển khai đối thoại và kết nối trên cơ sở các quốc gia ở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, từ đó tăng cao hiểu biết, thu nhỏ lại khoảng cách. Chúng tôi phản đối tạo áp lực, đối đầu, phản đối mượn vấn đề nhân quyền để can thiệp vào nền chính trị trong nước, phản đối muốn làm tiêu chuẩn kép trong vấn đề nhân quyền. Cuối cùng Đại Phục Thịnh nửa đùa nửa thật nhấn mạnh rằng, trong vấn đề nhân quyền vì sao không nói chuyện của chính họ? Vì sao không nói chuyện những quốc gia phương Tây này vẫn còn tồn tại tình trạng xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng? Có quốc gia nào dám nói quốc gia mình không tồn tại bất cứ vấn đề gì về tình trạng nhân quyền không? Nếu nói câu trả lời phía trước là trả lời nhất quán theo lối mòn cũ, thì phần bổ sung phía sau của Đại Phục Thịnh chính là thể hiện phong cách cá nhân của ông ta, vừa mạnh mẽ, cứng rắn đáp lại, lại cũng giữ đủ lễ phép. Có thể nói phù hợp với những gì Hạ Tưởng biết về Đại Phục Thịnh, ở bên trong cách nói năng nho nhã lễ độ, hàm chứa sách lược ngoại giao vừa tự tin vừa thuần thục. Về phần chỉ trích nhằm vào vấn đề Trung Quốc quấy nhiễu cuộc đàm phán về thay đổi khí hậu, giọng nói Đại Phục Thịnh liền rõ ràng yếu đi không nhỏ. Trên thực tế Hạ Tưởng cũng biết rõ, ở vấn đề khí thải, một quốc gia phát triển và Trung Quốc rõ ràng làm không đủ, liên kết chống lại yêu cầu đề xuất về khí thải nghiêm khắc của Liên minh châu Âu. Quốc gia phát đạt là nước Mỹ, cùng với Trung Quốc, là hai quốc gia có lượng khí thải lớn nhất, trong phương diện giảm khí thải quả thật làm chưa đủ. Nước Mỹ là trực tiếp chơi xấu không hứa hẹn giảm khí thải, còn lại Trung Quốc là lập lờ và đánh thái cực, ngoài miệng nói rất hay, nhưng chắc chắn là sẽ không làm thật. Đáng tiếc Hạ Tưởng không thể xen miệng vào những trường hợp chính thức. Buổi tối, phía Vương quốc Anh cử hành tiệc tối hoan nghênh Đại Phục Thịnh và đoàn tùy tùng. Tham dự tiệc tối phía Vương quốc Anh có Thủ tướng Vương quốc Anh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đoàn tùy tùng, còn có cả thị trưởng London. Tiệc tối mang tính chất thoải mái, rất có phong cách châu Âu, không cứng nhắc giống yến hội chính thống trong nước. Nhập gia tùy tục, Đại Phục Thịnh cũng không đề xuất yêu cầu gì nhiều, nhưng thật ra Trung Dương dường như có chút bất mãn, cho rằng phía Vương quốc Anh tổ chức tiệc buffet tối là bất kính với Phó Thủ tướng Đại Phục Thịnh. Ông ta còn đưa ra yêu cầu với phía Vương quốc Anh như vậy. Kết quả phía Vương quốc Anh vẫn không để ý tới. Cũng đúng, Đại Phục Thịnh vẫn chưa rõ ràng đề xuất ý kiến cụ thể đối với phong cách tổ chức yến hội, phía Vương quốc Anh coi như Đại Phục Thịnh đồng ý. Phía Vương quốc Anh và phía Trung Quốc giao thiệp nhiều năm, cũng biết phía Trung Quốc nhiều sự việc, cấp bậc nghiêm ngặt, nghiêm khắc đối với nghi thức và trình tự tới mức thành ra soi mói. Dường như tiếp đón chậm một giây hoặc là đội ngũ nghênh đón ít đi một người, chính là mạo phạm đối với Trung Quốc. Cũng may Đại Phục Thịnh dễ tiếp xúc hơn so với lãnh đạo Trung Quốc trong quá khứ, chẳng những hiền hòa, không thèm để ý tới rất nhiều sự việc không quan trọng, càng thể hiện ra một mặt thuần thục và tự tin. Yêu cầu của Trung Dương không được phía Vương quốc Anh tích cực hưởng ứng, khiến cho ông ta vô cùng căm tức. Chuyến đi châu Âu mấy ngày qua, đầu tiên là ông ta ăn nghẹn ở trước mặt Hạ Tưởng, hiện tại lại có cảm giác bị lạnh nhạt từ phía Vương quốc Anh, trong lòng liền càng nghĩ càng tức giận. Tiệc tối tuy rằng mang tính chất tiệc tự chọn, nhưng dù sao chính là mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, nên vẫn là khá cẩn thận, nghiêm túc, sau khi nói chuyện và đọc diễn văn theo lệ thường, mới tiến vào giai đoạn giao lưu. Hạ Tưởng tin tưởng, Đại Phục Thịnh không đưa ra yêu cầu đối với việc tổ chức yến hội, cũng là dựa vào sự đơn giản và phương thức tiếp xúc thoải mái để tăng cường hiểu biết với phía Vương quốc Anh.